Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 174. Nói chuyện. Lão già liếc nhìn Dương Diệp. Đừng đánh à. Dương Diệp liền vội vàng lắc đầu. Đừng đánh, sẽ tổn thương tới hỏa khí mất. Lão già đi tới trước mặt Dương Diệp và liếc nhìn Dương Diệp. Ngươi là đệ tử chân truyền mới tiến vào à? Dương Diệp gật đầu, đúng vậy. Lão già khẽ gật đầu. Không trách được nhìn ngươi rất lạ mặt. Dương Diệp cười nói. Ta mới tới đây lần đầu tiên. Lão già quay đầu lại liếc nhìn kiếm động kia, sau đó nói. Ngươi có biết quy củ không? Dương Diệp lắc đầu. Lão già nói. Sau khi đi vào thì không thể làm loạn, không thể làm phiền các tiền bối nghỉ ngơi, hiểu chưa? Dương Diệp gật đầu. Ta hiểu rõ. Lão già khẽ gật đầu, sau đó đi sang một bên và tiếp tục nằm xuống. Dương Diệp không để ý lão già kia, bước vào trong kiếm động. Sau khi Dương Diệp bước vào kiếm động, lão già kia đột nhiên liếc nhìn về phía bóng lưng của hắn với vẻ mặt có chút phức tạp. Không gian bên trong kiếm động rất lớn, nhưng ánh sáng hơi tối, có một cảm giác không thể nhìn rõ. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, cũng không phát hiện ra điều gì. Sau khi hắn đi vào liền nói. Ngươi có phát hiện được gì không? Một lát sau, giọng nói kiếm kinh vang lên. Ngươi đi về phía trước đi. Đi về phía trước. Dương Diệp khẽ gật đầu và tiếp tục đi sâu vào trong. Hắn đi không lâu lắm, đột nhiên ở trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một vị nam tử mờ ảo trong suốt. Linh hồn thể. Dương Diệp liếc nhìn nam tử, sau đó nói. Tiền bối có việc gì sao? Nam tử kia lướt đến trước mặt Dương Diệp và liếc nhìn hắn. Người có sát khí quá nặng, đáng tiếc, đáng tiếc. Nói xong, người này xoay người lập tức biến mất. Dương Diệp ngây người, sau đó nói. Hắn có ý gì vậy? Kiếm kinh nói. Hắn cảm nhận được khí tức kiếm trên người ngươi, cho nên mới đi ra. Nhưng sát ý trên người ngươi quá nặng, không hợp với kiếm đạo của hắn. Dương Diệp lắc đầu cười, không suy nghĩ nhiều, tiếp tục đi về phía xa. Tất cả kiếm động đặc biệt sâu, dọc đường đi. Hắn lại gặp phải mấy hồn phách kiếm tu, tuy nhiên, những cường giả cổ kiếm tông này đều không có lựa chọn hắn. Dương Diệp cũng không ngại, dù sao kiếm đạo của hắn đã hình thành, hắn không cần đi theo đạo của người khác. Dừng lại. Lúc này, giọng nói kiếm kinh đột nhiên vang lên. Dương Diệp dừng bước lại, giọng nói kiếm kinh vang lên lần nữa. Bên phải. Dương Diệp quay đầu nhìn lại, ở cuối đường bên phải có một khối cột ánh sáng. Mà ở trong cột ánh sáng này có một ít mảnh vỡ rối loạn. Bản thể của kiếm kinh. Dương Diệp hít sâu một hơi và đang muốn đi qua, lúc này, kiếm kinh đột nhiên nói. Cẩn thận. Dương Diệp khẽ gật đầu, nhìn lướt qua xung quanh rồi đi tới trước cột ánh sáng này. Nhưng hắn mới vừa đi tới trước cột ánh sáng, một lão già liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Lão già có dáng người nhỏ nhắn giống như một đứa bé. Gương mặt già nua với những nếp nhăn trên mặt sâu tới mức dọa người. Lão già không ngẩng đầu lên. Rời đi. Dương Diệp liếc nhìn lão già. Lúc này, kiếm kinh đột nhiên nói. Cổ Nam. Cổ Nam. Dương Diệp hỏi. Kiếm kinh trầm giọng nói. Hắn là người bảo vệ siêu thần khí này, bây giờ ngươi không có khả năng địch nổi đâu. Dương Diệp liếc nhìn lão già kia. Lúc này, thần thức của lão già đột nhiên bao phủ lấy hắn. Không chỉ vậy. Một uy áp vô hình trực tiếp ép về phía hắn. Dương Diệp chống lại uy áp này, trong lòng hỏi. Có biện pháp gì không? Kiếm kinh im lặng rất lâu. Không có cách nào. Dương Diệp. Lúc này, này cổ nam ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Rời đi. Dương Diệp do dự một lúc, sau đó nói. Đại trưởng lão từng nói qua, ta có thể ở chỗ này để tìm kiếm cơ duyên của mình. Cổ nam nói. Ngươi đi nơi khác mà tìm. Dương Diệp nghiêm mặt nói. Ta cảm giác cơ duyên của ta chính là ở trong này. Nghe vậy, cổ nam nhíu mày. Dương Diệp nghiêm túc nói. Tiền bối, ta không đùa với tiền bối, ta cảm thấy thứ bên trong cột ánh sáng này đang gọi ta, thật đấy. Cổ nam nhìn chằm chằm vào Dương Diệp. Có phải ngươi muốn chết đúng không? Nét mặt Dương Diệp cứng đờ, nhưng chẳng bao lâu đã trở lại bình thường. Tiền bối. Đại trưởng lão nói ta có thể ở đây để nhận lấy cơ duyên của mình, bây giờ ngươi lại tới ngăn cản ta thu được cơ duyên, ngươi. Ngươi có tin ta đi nói cho đại trưởng lão hay không? Cổ nam khẽ nói. Ngươi đi nói đi,
Đi nhanh đi. Người này không sợ à? Dương Diệp có chút sửng sốt, lão già này thậm chí cũng không sợ đại trưởng lão sao? Lúc này, giọng nói Kiếm Kinh vang lên ở trong đầu hắn. Ở thời đại của ta, hắn chính là đại trưởng lão Cổ Kiếm Tông, người thấy hắn sẽ sợ sao? Dương Đai Lệp. Lúc này, ánh mắt Cổ Nam đã dần dần lạnh đi. Dương Diệp im lặng không nói, bản thể của Kiếm Kinh ở đây, hắn thật sự không cam lòng khi si phải rời đi như thế. Chúng ta tạm thời rời đi trước, sau này sẽ nghĩ cách sau. Kiếm Kinh nói. Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó nhìn về phía ca cột ánh sáng này. Tiền bối, ta muốn những thứ này, phải làm thế nào mới có thể có được chúng? Nói thẳng. Cổ Nam liếc nhìn Dương Diệp, khẽ nói. Yêu cầu là phải trở thành tông chủ, hoặc thiếu tông chủ của Cổ Kiếm Tông ta, ngươi thấy thế nào? Tông chủ, thiếu tông chủ. Dương Diệp nhíu mày, mẹ nó quá phiền toái. Đừng kích động. Giọng nói của Kiếm Kinh vang lên lần nữa. Thực lực của ngươi bây giờ không có khả năng địch nổi người này đâu, cho dù ngươi thi triển kiếm vực cũng không phải là kẻ địch của hắn. Còn nữa, cho dù ngươi chiến thắng hắn, nhưng ngươi làm sao đối phó được cường giả khác của Cổ Kiếm Tông chứ? Chúng ta cứ rời đi trước, sau này lại nghĩ cách. Dương Diệp cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại, khẽ gật đầu và sau đó xoay người rời đi. Cổ Nam liếc nhìn bóng lưng của Dương Diệp, sau khi xác nhận Dương Diệp rời khỏi, hắn mới xoay người lập tức biến mất. Dương Diệp trực tiếp rời khỏi kiếm động, hắn liếc nhìn lão già nằm ở cách cửa động không xa, sau đó xoay người rời đi. Dương Diệp trở lại chỗ ở của mình và bước vào trong Hồng Mông Tháp. Đặc biệt không cam lòng. Dương Diệp rất không cam lòng, bản thể Kiếm Kinh chỉ ở gần trong gang tấc mà hắn không có cách nào thu được. Dương Diệp im lặng một lát, nói. Kiếm Kinh, ngươi có thể hiện thân không? Kiếm Kinh đã từng có địa vị rất cao ở Cổ Kiếm Tông, nếu như nàng hiện thân, Cổ Kiếm Tông chắc sẽ không làm khó nàng. Kiếm Kinh khẽ nói. Nếu ta hiện thân, có khả năng phải ở chỗ này cả đời. Dương Diệp im lặng không nói. Kiếm Kinh nói. Hay ngươi trực tiếp trở thành thiếu tông chủ đi. Dương Diệp. Kiếm Kinh nói. Ở Cổ Kiếm Tông, thiếu tông chủ có quyền lợi khá lớn, bởi vì tông chủ cơ bản đều bế quan tu luyện, cho nên tất cả mọi chuyện lớn nhỏ bên trong tông đều do thiếu tông chủ quyết định. Nếu như ngươi trở thành thiếu tông chủ, ngươi có thể danh chính ngôn thuận lấy đi bản thể của ta. Dương Diệp cười gượng. Kiếm Kinh, thiếu tông chủ này dễ làm như vậy sao? Ngươi không thấy được à? Cao tầng Cổ Kiếm Tông vốn có chút đề phòng ta, bây giờ ta lại đi tranh thiếu tông chủ gì đó, bọn họ tuyệt đối sẽ nghi ngờ ta, khi đó chính là được một mất mười. Kiếm Kinh im lặng. Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt Kiếm Kinh và liếc nhìn nàng, sau đó nói. Dương Diệp ta không chơi những trò giả dối, ta muốn giúp ngươi đoạt lại bản thể của ngươi, nhưng bây giờ. Nói đến đây, hắn lắc đầu cười gượng, chuyện này thật sự quá phiền toái. Kiếm Kinh khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Dương Diệp khẽ thở dài và lại rời khỏi đó, không quan tâm Kiếm Kinh thế nào, hắn vẫn làm không được chuyện này. Nhưng nếu trở thành thiếu tông chủ của Cổ Kiếm Tông, tuyệt đối không phải là một chuyện đơn giản. Phải nói là đặc biệt không đơn giản. Phải biết rằng bây giờ Cổ Kiếm Tông đều đang đề phòng hắn. Nếu như bây giờ hắn còn muốn đi tranh thiếu tông chủ gì đó, không hề nghi ngờ, Cổ Kiếm Tông nhất định sẽ càng thêm nghi ngờ hắn. Hơn nữa, một khi trở thành thiếu tông chủ, khi đó hắn nên đối mặt với Cổ Kiếm Tông thế nào? Phải biết rằng hắn là Dương Diệp, mà không phải Diệp Dương. Đến lúc đó, sợ rằng chỉ càng thêm phiền phức. Tuy nhiên, hắn vẫn muốn đi thử một chút. Cả đời người, hắn làm việc chỉ cầu không thẹn với lương tâm, không quan tâm Kiếm Kinh thế nào, hắn thật sự làm không được chuyện buông tay rời đi. Nhưng hắn không thể chủ động đưa ra ý định muốn làm thiếu tông chủ, nhất định phải làm cho Cổ Kiếm Tông cảm thấy hắn xứng đáng được lựa chọn làm thiếu tông chủ, làm cho Cổ Kiếm Tông tự mình đề xuất ra. Đúng lúc này, một khí tức cường đại đột nhiên từ dãy núi phía sau Kiếm Tông phóng lên cao. Mà khí tức lập tức cắt ngang mạch suy nghĩ của Dương Diệp cùng Kiếm Kinh, hai người liếc mắt nhìn nhau, rất nhanh, cả hai lập tức biến mất. Dãy núi phía sau Kiếm Tông. Dương Diệp cùng Kiếm Kinh đi tới địa bàn của Tiểu Long. Lúc này, Tiểu Long nằm trên mặt đất, ở trên người nó có từng khí tức cường đại không ngừng chấn động ra. Những khí tức chấn động không gian xung quanh, nếu như không phải thế giới này từng được lão già đeo giỏ trúc tăng cường, những khí tức đủ để đập nát thế giới bên trong Hồng Mông Tháp này.
hình thể của Tiểu Long đã dần dần lớn lên. Nó sắp thăng cấp. Trong lòng Dương Diệp vui mừng, sau khi Tiểu Long dùng nguyên giới đan, hiển nhiên là muốn nâng cao chính mình. Bây giờ Tiểu Long là tứ giới, nếu nâng cao bình thường sẽ là ngũ giới. Hơn nữa, còn không phải là ngũ giới bình thường. Cứ như vậy, dưới ánh mắt chăm chú của Dương Diệp cùng kiếm kinh, qua khoảng nửa canh giờ sau, toàn thân Tiểu Long đột nhiên truyền đến từng âm thanh trong trẻo, ngay sau đó Tiểu Long mở mắt ra. Trong mắt rồng có ánh sáng màu vàng chấp hiện. Tiểu Long đột nhiên phóng lên cao, rất nhanh, một quái vật khổng lồ uốn quanh trên đám mây phía chân trời, ngay sau đó, từng tiếng rồng ngâm không ngừng vang vọng ở bên trong Hồng Mông Tháp này. Ngũ giới. Tiểu Long cuối cùng đã đột phá được cửa ải của mình, đạt tới ngũ giới. Dương Diệp mỉm cười, sau đó quay đầu nhìn về phía Tiểu Ngưu. Rất nhanh, hắn đi tới địa bàn của Tiểu Ngưu. Tiểu Ngưu ngồi ở trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền. Ở quanh người nó cũng tản ra từng khí tức cường đại dao động. Khí tức này căn bản không phải khí tức đại yêu tứ giới. Ngoại trừ Tiểu Ngưu, Dương Diệp còn phát hiện, khí tức của mấy con đại yêu còn lại cũng mạnh hơn trước đây rất nhiều. Trong thời gian này, Dương Diệp tuyệt đối không rời khỏi Hồng Mông Tháp, bởi vì hắn sợ những đại yêu sẽ xuất hiện chuyện gì bất ngờ. Phải biết rằng việc thăng cấp từ trước đến nay đều không phải là thuận buồm xuôi gió. Hắn phải tự mình nhìn. Cứ như vậy, một ngày sau, Tiểu Ngưu đột phá tứ giới, đạt tới ngũ giới. Sau hai ngày, Thái Cổ Lệ Hổ cũng đạt tới ngũ giới. 10 ngày sau, tất cả đại yêu bên trong Hồng Mông Tháp đều đạt tới ngũ giới. 6 con đại yêu ngũ giới. Mấy con đại yêu tập trung lại ở trên phi thăng đài. Lúc này, bọn chúng đã không phải là tứ giới, mà là ngũ giới. Ngũ giới cùng tứ giới là khái niệm hoàn toàn khác biệt, có thể nói, bây giờ Dương Diệp đã nắm giữ một quân đoàn mạnh mẽ. Trên phi thăng đài, Dương Diệp liếc nhìn đám đại yêu Tiểu Long, sau đó nói, tuy các ngươi đã đạt được ngũ giới, nhưng không thể chậm trễ việc tu luyện được. Tiểu Long, Nhị Nha không ở đây, bây giờ ngươi chính là đại ca, ngươi phải dẫn theo bọn chúng cùng tu luyện, dẫn theo bọn họ cùng đi tới hồ của lão lôi rèn luyện cơ thể, nếu có ai lười biếng hoặc không phục, ngươi hẳn đã biết phải làm sao rồi chứ. Tiểu Long liền vội vàng gật đầu, nó đương nhiên biết phải làm sao. Sau khi dặn dò đám đại yêu Tiểu Long một loạt chuyện, Dương Diệp liền rời khỏi Hồng Mông Tháp. Cổ Kiếm Tông, hắn đi dạo một vòng Cổ Kiếm Tông. Ban đầu, hắn định lấy được bản thể của kiếm kinh xong sẽ lập tức rời khỏi nơi này, nhưng bây giờ hắn không thể không ở lại đây. Dương Diệp đi tới núi phía sau Cổ Kiếm Tông, ở đây có một thác nước cực lớn, dòng nước từ trên đỉnh núi trút xuống, cuối cùng rơi vào trong đầm này làm văng lên vô vàn bọt sóng, cảnh tượng trông rất hùng vĩ. Dương Diệp đi tới đáy thác nước kia, đột nhiên, kiếm hồ bên hông hắn khẽ run lên, một tia kiếm quang bắn ra nhanh như điện chớp. Suy! Phía xa, thác nước kia lập tức bị chém ngang. Một kiếm chém dòng nước. Có thể nói là kiếm của hắn bây giờ nhanh vô cùng. Kiếm thật nhanh. Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở phía sau Dương Diệp. Dương Diệp xoay người, người tới chính là đại trưởng lão của Cổ Kiếm Tông. Dương Diệp thi lễ với đại trưởng lão. Ra mắt đại trưởng lão. Đại trưởng lão khẽ gật đầu. Ngươi đi kiếm động rồi à? Dương Diệp gật đầu. Đại trưởng lão đi tới trước mặt Dương Diệp. Ta nghe nói, ngươi muốn nhận được mảnh vỡ bên trong cột ánh sáng này. Dương Diệp lại gật đầu. Đại trưởng lão nhìn thẳng vào Dương Diệp. Ngươi biết những thứ kia là gì không? Dương Diệp lắc đầu. Ta không biết, nhưng ta có thể cảm giác được mấy thứ kia không tầm thường. Đại trưởng lão không nói gì, chỉ nhìn Dương Diệp. Dương Diệp cười nói. Đại trưởng lão có vấn đề gì sao? Đại trưởng lão nói. Mấy thứ kia là chí bảo của Cổ Kiếm Tông ta. Dương Diệp mỉm cười, sau đó nói. Ngươi nói ta có thể tiến vào trong tìm kiếm cơ duyên của mình. Đại trưởng lão khẽ nói. Chỉ có tông chủ cùng thiếu tông chủ có quyền sử dụng mấy thứ kia. Dương Diệp nhìn về phía đại trưởng lão. Đại trưởng lão vẫn rất đề phòng ta, phải nói là Cổ Kiếm Tông vẫn luôn đề phòng ta, bởi vậy, không quan tâm ta làm gì ở Cổ Kiếm Tông đều sẽ vẫn chú ý tới ta, đúng không? Đại trưởng lão gật đầu, rất thẳng thắn. Dương Diệp cười nói. Vậy vì sao đại trưởng lão các ngươi còn muốn ta bước vào Cổ Kiếm Tông? Đại trưởng lão đi qua một bên và nhìn thác nước kia, khẽ nói.
Diệp Dương, ngươi biết chúng ta không có cách nào từ chối ngươi, bởi vì ngươi thật sự rất yêu nghiệt. Thế hệ trẻ của Cổ Kiếm Tông của chúng ta cần phải có một người như ngươi. Nhưng chúng ta vẫn luôn có cảnh giác với ngươi, ta cũng không lừa gạt ngươi về điều này. Nói đến đây, hắn xoay người nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi tới Cổ Kiếm Tông, rốt cuộc là vì cái gì? Rõ ràng, đại trưởng lão này muốn cùng Dương Diệp đi thẳng vào vấn đề. Dương Diệp đi tới bên cạnh đại trưởng lão, hắn vỗ nhẹ vào kiếm hồ bên hông mình, ba thanh phi kiếm lơ lửng ở trước mặt của hắn, ngoài ra, hắn còn lấy ra hai ấn, cùng với vạn giới đồ. Sáu món thần khí. Dương Diệp quay đầu lại nhìn về phía đại trưởng lão. Đại trưởng lão, ngươi thấy chứ, ta không thiếu thần khí, cũng không thiếu kiếm kỹ. Đại trưởng lão khẽ gật đầu. Ta biết, cho nên chúng ta mới tò mò, ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Dương Diệp cười nói. Nếu như ta nói ta muốn phá hủy Cổ Kiếm Tông, ngươi thấy thế nào? Đại trưởng lão khẽ lắc đầu. Mục đích của ngươi chắc hẳn không phải là điều này, ta cảm giác được ngươi không hề thù địch Cổ Kiếm Tông. Dương Diệp đi tới trước thác nước. Đại trưởng lão, ngươi chắc hẳn cảm nhận được kiếm tâm và kiếm đạo của ta sẽ không đi làm chuyện trái với lương tâm. Ta tới Cổ Kiếm Tông đúng là có chút mục đích, nhưng ta có thể bảo đảm, ta không có ác ý với Cổ Kiếm Tông. Không có ác ý với Cổ Kiếm Tông. Đại trưởng lão nhìn thật sâu vào trong mắt Dương Diệp, sau đó nói. Vậy ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Dương Diệp mỉm cười, không nói gì. Hắn sẽ cố gắng hết sức đi làm chuyện của kiếm kinh, chỉ là cố gắng lớn nhất của mình, nhưng nếu như vẫn không được, vậy thì là không có cách nào. Về phần cưỡng đoạt thì khẳng định không được, bởi vì hắn căn bản không cướp được của Cổ Kiếm Tông. Đại trưởng lão cũng không hỏi. Mà vào lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói. Ta muốn những mảnh vỡ bên trong cột ánh sáng này. Nghe vậy, đại trưởng lão nheo mắt lại. Dương Diệp quay đầu lại nhìn về phía đại trưởng lão. Có thể chứ? Đại trưởng lão nói. Đây là mục đích thực sự của ngươi sao? Dương Diệp gật đầu. Đúng là mục đích thực sự của ta. Đại trưởng lão nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói. Ngươi biết lai lịch của những mảnh vỡ đó, đúng không? Dương Diệp gật đầu. Ta biết. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ngươi rốt cuộc là ai? Đại trưởng lão hỏi. Dương Diệp cười nói. Diệp Dương, sở dĩ ta biết lai lịch của những mảnh vỡ này cũng là vì một ít kỳ ngộ. Hắn cuối cùng vẫn lựa chọn nói thẳng vào vấn đề cùng Cổ Kiếm Tông. Nếu không cao tầng Cổ Kiếm Tông phòng bị hắn, cả đời hắn cũng không có cơ hội lấy được mảnh vỡ bản thể kiếm kinh, so với vậy, không bằng nói ra. Đại trưởng lão im lặng rất lâu, sau đó nói. Một ngày sau ta sẽ cho ngươi câu trả lời, được chứ? Dương Diệp gật đầu. Đại trưởng lão xoay người rời đi. Dương Diệp nhìn thác nước phía xa kia, chìm vào suy nghĩ. Sau khi đi tới Vĩnh Hằng Quốc, hắn phát hiện Vĩnh Hằng Quốc này cũng không quá tệ. Phải nói là một nơi có người tốt, cũng có kẻ xấu. Nhưng nếu như Vĩnh Hằng Quốc cùng hoang tộc đại chiến, khi đó, bất kể là người tốt hay là kẻ xấu, sợ rằng đều phải chết. Mà Cổ Kiếm Tông sợ rằng cũng sẽ có rất nhiều kiếm tu ngã xuống, thậm chí Mặc Nhã các nàng cũng phải chết. Dương Diệp cười tự giễu, mình tự nhiên đi quan tâm những điều này. Dương Diệp lắc đầu và rời khỏi đó, sau khi trở lại phòng, hắn lập tức bước vào trong Hồng Mông Tháp. Tu luyện. Bây giờ hắn sẽ có một thời gian để tu luyện. Đặc biệt là thanh phi kiếm vạn minh này, bây giờ hắn vẫn không có cách nào hoàn toàn vận dụng được nó, phải nói là không có cách nào phát huy uy lực của phi kiếm lên mức lớn nhất. Trong đám mây, hai mắt Dương Diệp khép hờ, kiếm vực được thi triển ra. Được sự giúp đỡ của kiếm vực, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng tất cả mọi thứ trong ngàn dặm xung quanh, cho dù là một động tác rất nhỏ của một con kiến, hắn cũng có thể cảm nhận được rõ ràng. Trong ngàn dặm, chỉ cần Dương Diệp muốn, thanh kiếm vạn minh này sẽ xuất hiện ở đó. Đây là tốc độ nhanh tới mức nào? Nếu như hắn mở ra kiếm vực, hắn nắm chắc tới 9 phần có thể dùng thanh phi kiếm vạn minh này lặng lẽ giết chết một vị cường giả ngũ giới trong nháy mắt, đương nhiên, điều kiện trước tiên là đối phương không đề phòng hắn. Một cường giả ngũ giới toàn lực đề phòng, muốn giết chết trong nháy mắt vẫn vô cùng khó khăn. Một ngày sau, một người kiếm tu trẻ tuổi đi tới nơi ở của Dương Diệp. Ở cửa, người kiếm tu trẻ tuổi thi lễ với Dương Diệp. Diệp sư huynh, đại trưởng lão cho mời sư huynh. Dương Diệp khẽ gật đầu. Làm phiền ngươi dẫn đường,
Người kiếm tu trẻ tuổi lại thi lễ, sau đó xoay người dẫn theo Dương Diệp rời đi. Điện nghị sự. Sau khi người kiếm tu trẻ tuổi đưa Dương Diệp đến điện nghị sự liền xoay người rời đi, Dương Diệp đi vào trong điện. Ở trong đại điện, Dương Diệp nhìn thấy đại trưởng lão và một nữ nhân xinh đẹp. Đại trưởng lão giới thiệu tên của nữ tử xinh đẹp kia. Vị này chính là Tuyết trưởng lão, người đứng đầu cổ kiếm tông chúng ta sau tông chủ. Dương Diệp liếc nhìn nữ tử xinh đẹp kia, sau đó hơi thi lễ. Ra mắt Tuyết trưởng lão. Tuyết trưởng lão khẽ gật đầu và đi tới trước mặt Dương Diệp. Mục đích ngươi tới cổ kiếm tông ta là vì những mảnh vỡ kia sao? Dương Diệp gật đầu. Tuyết trưởng lão nói. Ngươi hẳn biết lai lịch của những mảnh vỡ đó, đây chính là siêu thần khí. Dương Diệp cười nói. Có quý giá cũng chẳng qua là một món thần khí thôi. Tuyết trưởng lão mỉm cười. Ngươi nói thật ra cũng đúng. Ta cũng không quanh co với ngươi nữa. Ngươi muốn món siêu thần khí vỡ nát đó thì nhất định phải có mục đích của ngươi, ta không hỏi tới. Nhưng món siêu thần khí đó là của cổ kiếm tông ta, đúng không? Dương Diệp gật đầu. Bây giờ ta cũng là đệ tử của cổ kiếm tông. Tuyết trưởng lão nhìn thẳng vào Dương Diệp. Nếu như ngươi thật sự là đệ tử của cổ kiếm tông ta, đừng nói một món siêu thần khí vỡ nát, cho dù là một món siêu thần khí hoàn chỉnh cổ kiếm tông ta cũng bỏ được. Nhưng đáng tiếc là ngươi không phải, đúng không? Dương Diệp lắc đầu. Tiền bối, các ngài cứ việc nói thẳng đi. Tuyết trưởng lão mỉm cười. Được, vậy ta sẽ nói thẳng. Chúng ta có chút e ngại, lo người nhận được những mảnh vỡ này liền rời khỏi cổ kiếm tông. Đến lúc đó, cổ kiếm tông chúng ta và mất người vừa mất của. Không chỉ có vậy, còn có thể sẽ bị thiên hạ chế nhạo. Ngươi cảm thấy chúng ta có nên lo lắng như vậy không? Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó gật đầu. Hẳn là nên. Tuyết trưởng lão nói, ngươi muốn mảnh vỡ của món siêu thần khí đó thì nhất định phải trở thành thiếu tông chủ của cổ kiếm tông ta, hơn nữa còn thật lòng trở thành thiếu tông chủ của cổ kiếm tông ta, có thể không? Dương Diệp im lặng một lát, sau đó nói, 5 năm, ta tối đa chỉ có thể ở cổ kiếm tông 5 năm. Vì sao? Tuyết trưởng lão hỏi. Dương Diệp nhìn thẳng vào Tuyết trưởng lão. 3 năm sau, cổ kiếm tông không giữ được ta. Tuyết trưởng lão cùng đại trưởng lão sừng sốt. Thoáng cái, Tuyết trưởng lão đột nhiên nở nụ cười, tiếng cười rất lớn, sau một lúc lâu, nàng lắc đầu. Ngươi thật là tự tin, phải nói là tự cao tự đại. Dương Diệp khẽ nói. Thứ lỗi cho ta nói thẳng, có lẽ không cần đến 3 năm. Tuyết trưởng lão thu hồi vẻ tươi cười, nhìn thẳng vào Dương Diệp. Ngươi dựa vào cái gì mà nói như vậy? Dương Diệp khẽ lắc đầu, sau đó nhìn về phía bên phải. Trong góc kia có một lão giả kiếm tu đang đứng. Đó là một cường giả ngũ giới đỉnh phong. Khi Dương Diệp nhìn về phía lão giả kia, thần sắc đại trưởng lão lập tức đề phòng. Trong phút chốc, hai thanh phi kiếm từ trong kiếm hồ bên hông hắn bay ra với tốc độ cực nhanh, làm cho đại trưởng lão cùng Tuyết trưởng lão đều xúc động. Phía xa, phản ứng của lão giả kia rất nhanh, trong chớp mắt khi phi kiếm bay ra, hai đường kiếm quang lập tức bắn ra, trực tiếp ngăn cản hai thanh phi kiếm này của Dương Diệp. Nhưng đúng lúc đó, cơ thể của trưởng lão kia trực tiếp cứng đờ. Bởi vì một thanh kiếm vô hình đã ấn vào trước ngực hắn. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, thần sắc Tuyết trưởng lão cùng đại trưởng lão lập tức nghiêm trọng. Dương Diệp tâm niệm thoáng động, thanh vạn minh này bay ngược trở lại trong kiếm hồ của hắn. Dương Diệp nhìn về phía Tuyết trưởng lão. Trong vòng 3 năm, có ta ở đây thì thế hệ trẻ của cổ kiếm tông có thể hết mũi lên trời. Phách lối, cuồng vọng. Đây là Dương Diệp bây giờ. Mà hắn, ít chính là như vậy, lúc này nếu như còn khiêm tốn, cổ kiếm tông dựa vào cái gì để tin tưởng hắn? Cổ kiếm tông dựa vào cái gì để cho hắn làm thiếu tông chủ? Lúc nên khiêm tốn thì phải khiêm tốn, nhưng lúc nên phách lối lại phải phách lối. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, trong đại điện đột nhiên trở nên yên tĩnh. Qua rất lâu, Tuyết trưởng lão nói. Đi theo ta, nói xong, hắn xoay người rời đi. Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó đi theo. Dương Diệp theo Tuyết trưởng lão đi tới trong một đại điện trống trải, lên trong chỉ để từng linh bài. Những người này đều đã từng là cường giả của cổ kiếm tông. Tuyết trưởng lão thi lễ với những linh bài này, sau đó nó chi. Vĩnh Hằng Quốc có cạnh tranh rất lớn, từ thượng cổ tới nay, cổ kiếm tông ta có thể được như bây giờ hoàn toàn là dựa vào các vị tiền bối cố gắng cùng hát khi sinh. Nói đến đây,
nàng xoay người nhìn về phía Dương Diệp. Người biết hoang tộc chứ? Dương Diệp gật đầu. Tuyết trưởng lão nói. Hoang tộc xuất hiện, điều này đại biểu cho bọn họ nhất định sẽ lại cuốn theo cát bụi để đến đây. Mà lần này, cổ kiếm tông ta còn có thể ở lại, hay có thể tiếp tục truyền thừa hay không còn chưa biết được. Dương Diệp trầm giọng nói. Hoang tộc rất mạnh sao? Tuyết trưởng lão cười nói. Bọn họ còn mạnh hơn so với sự tưởng tượng của ngươi. Đặc biệt là vị hoang đế kia, bây giờ có thể nói hắn là một trong mấy người mạnh nhất trong trời đất này. Nói đến đây, nàng từ từ nhắm hai mắt lại. Dương Diệp cũng im lặng. Qua rất lâu, tuyết trưởng lão nhìn về phía Dương Diệp. Tất cả thế lực đều sẽ tìm kiếm cho mình một đường lui, cổ kiếm tông ta cũng không ngoại lệ. Những lão già chúng ta vẫn luôn tìm một người có thể dẫn theo cổ kiếm tông ta tiếp tục đi xuống. Ngươi nói vậy là có ý gì? Dương Diệp không hiểu. Tuyết trưởng lão cười nói. Ý của ta chính là khi đại chiến bắt đầu, có khả năng những lão già chúng ta đều sẽ chết trong cuộc chiến. Nhưng truyền thừa của tông môn không thể mất đi. Thế hệ trước có khả năng đều sẽ biến mất, nhưng thế hệ trẻ phải sống sót. Ta chỉ đơn giản nói cho ngươi biết, nếu như chúng ta thua, chúng ta cần thế hệ trẻ truyền thừa tiếp cổ kiếm tông chúng ta, nếu như chúng ta thắng. Khi đó, chúng ta cũng cần thế hệ trẻ tới gánh vác truyền thừa lớn. Dương Diệp nghe được vậy thì đã hiểu ra. Mồi lửa. Bất kể là cổ kiếm tông hay là thế lực nào khác đều sẽ giữ lại một chút mồi lửa cho mình. Cứ như vậy, cho dù có thua, cổ kiếm tông cũng không đến mức hoàn toàn biến mất ở thế gian này. Nói đơn giản một chút chính là cổ kiếm tông đang chuẩn bị thực lực về sau. Một sự chuẩn bị cho sau này. Lúc này, tuyết trưởng lão nhìn về phía Dương Diệp. Bất kể là thắng hay thua, chúng ta đều cần một người trẻ tuổi có thực lực mạnh mẽ dẫn theo thế hệ trẻ của cổ kiếm tông ta đi tiếp. Nhiều năm như vậy, sở dĩ cổ kiếm tông ta để chống vị trí thiếu tông chủ này, cũng là vì đang đợi một người như vậy. Ngươi hiểu rõ ý của ta rồi chứ? Dương Diệp khẽ gật đầu, hắn tất nhiên hiểu rõ ý của tuyết trưởng lão, thiếu tông chủ gánh vác một trách nhiệm rất lớn. Tuyết trưởng lão đi tới trước mặt Dương Diệp. Ngươi rất thích hợp. Ngươi là người yêu nghiệt nhất trong thế hệ trẻ mà ta đã từng gặp. Cổ nghiệt của cổ kiếm tông ta tuy cũng rất yêu nghiệt, nhưng hắn không có hứng thú đối với vị trí thiếu tông chủ này. Hơn nữa, tính cách hắn chất phác, chỉ học kiếm, cũng không quá hiểu về đạo lý đối nhân xử thế, hắn không thích hợp làm người dẫn đầu. Nhưng ngươi lại khác, ngươi hiểu đạo lý đối nhân xử thế, da mặt còn rất dày, đương nhiên, chính là tính cách có phần quá khích nên dễ gặp rắc rối, tuy nhiên người còn trẻ, mọi người đều có thể hiểu được. Trán Dương Diệp đầy vạch đen, đây là đang khen hắn sao? Tuyết trưởng lão nhìn thẳng vào Dương Diệp. Ngươi có thể làm được không? Dương Diệp im lặng. Nếu như hắn đáp ứng, vậy đồng nghĩa với chọn một trọng trách. Mà trọng trách này còn hoàn toàn không nhẹ. Lúc này, tuyết trưởng lão lại nói. Ngươi có lợi la trở thành thiếu tông chủ của cổ kiếm tông ta, chính là dưới tông chủ đã đứng đầu cổ kiếm tông ta, cho dù là ta cũng phải nghe lệnh của ngươi. Không chỉ có vậy. Tất cả tài nguyên cổ kiếm tông ta đều sẽ rót cho ngươi, toàn lực trợ giúp ngươi nâng cao. Dương Diệp im lặng rất lâu, sau đó nói. Ta suy nghĩ một chút đã. Hắn nói xong liền xoay người đi ra khỏi đại điện. Khi Dương Diệp đi ra, tuyết trưởng lão lại cười. Lúc này, đại trưởng lão của cổ kiếm tông xuất hiện ở trước mặt tuyết trưởng lão. Ngươi đang thử thách hắn sao? Đại trưởng lão hỏi. Tuyết trưởng lão lắc đầu. Hắn gánh vác được. Tuy nhiên, ta rất cao hứng, vui mừng vì hắn tuyệt đối không lập tức đáp ứng. Nếu như hắn lập tức đáp ứng, điều này có nghĩa là trong lòng hắn căn bản không có cổ kiếm tông, không có cảm giác trách nhiệm. Nhưng hắn muốn suy nghĩ, điều này có nghĩa là hắn đang do dự, bởi vì hắn biết rõ một khi hắn đáp ứng, hắn sẽ gánh trách nhiệm này. Sự do dự của hắn, lo nghĩ của hắn, đều đang nói cho chúng ta biết hắn rất coi trọng hứa hẹn của mình. Đại trưởng lão khẽ gật đầu. Đúng vậy. Tuyết trưởng lão đi tới ngoài điện, nàng ngẩng đầu nhìn về phía xa phía chân trời. Vị hoàng đế kia rất nhanh sẽ dẫn theo hoàng tộc tới Vĩnh Hằng Quốc. Lần này, không phải hoàng tộc chết thì chính là Vĩnh Hằng Quốc ta chết, hoặc hai bên đều chết. Cổ nghiệt hắn. Đại trưởng lão muốn nói lại thôi. Tuyết trưởng lão khẽ nói. Hắn từ nhỏ đến lớn đều ở cổ kiếm tông ta, là người thích hợp nhất để làm thiếu tông chủ, nhưng tính tình hắn quá lạnh. Ở cổ kiếm tông cũng không có nổi một người bạn. Ở trong lòng đệ tử cổ kiếm tông, hắn cao cao tại thượng, có cảm giác quá xa cách. Hắn không thích hợp làm người dẫn đầu.
nhưng Diệp Dương lại khác. Hắn hiểu đạo lý đối nhân xử thế, mặc dù có chút cực đoan nhưng bình thường vẫn hiểu đúng mực. Hắn thích hợp hơn. Đại trưởng lão khẽ gật đầu. Nếu như tâm hắn ở Cổ Kiếm Tông ta, vậy thì càng tốt hơn. Tuyết trưởng lão ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trên gương mặt lo lắng buồn phiền. Bây giờ Vĩnh Hằng Quốc hoàn toàn yên tĩnh, nhưng tất cả mọi người biết rất rõ ràng, phần bình tĩnh này rất nhanh sẽ biến mất. Thay vào đó chính là sự hủy diệt. Hoang tộc đến, sẽ tạo thành công kích mang tính hủy diệt cho Vĩnh Hằng Quốc. Người của Vĩnh Hằng Quốc đã làm tốt chuẩn bị chiến đấu, nhưng bọn họ cũng phải chuẩn bị cho sau này. Mỗi thế lực đều sẽ lưu lại cho mình một ít mồi lửa. Tông môn có thể diệt, nhưng truyền thừa được lưu lại. Dương Diệp đi tới dưới thềm đá và ngồi xuống. Lúc này, giọng nói Kiếm Kinh vang lên ở trong đầu hắn. Không cần miễn cưỡng bảo hộ thân, người đã thật sự cố gắng hết sức rồi. Dương Diệp cười gượng. Kiếm Kinh khẽ nói. Các ngươi mỗi người có một số phận, đối với cưới những linh như chúng ta cũng có, đây có thể chính là số mạng của ta. Hơn nữa, bây giờ mặc dù ta không có bản thể nhưng còn linh. Cho dù không có bản thể nhưng muốn một lần nữa tu luyện ra một bản thể mới, cũng không phải là không thể làm được. Dương Diệp lắc đầu. Ngươi không muốn cần ta. Một lần nữa tu luyện ra một bản thể. Điều này lại giống như cơ thể của nhân loại, nếu như cơ thể hỏng, quả thật có thể tu luyện ra một cơ thể, nhưng đó đã không phải là cơ thể ban đầu của mình. Đây là nguyên nhân vì sao rất nhiều người sẽ không đi tùy ý đoạt xác, bởi vì đó không phải là cơ thể thật sự của mình. Hơn nữa, Kiếm Kinh muốn tu luyện ra một bản thể mới phải khó khăn thế nào? Bản nguyên của siêu thần khí, sao có thể dễ dàng tu luyện ra được? Hắn tất nhiên cũng hiểu rõ ý của Kiếm Kinh, đối phương không muốn hắn miễn cưỡng chính mình mà ở lại Cổ Kiếm Tông. Phải biết rằng Dương Diệp hắn không thích nhất chính là ràng buộc, ở chỗ này hắn ít nhiều gì cũng sẽ có ràng buộc. Sau một lúc lâu, Dương Diệp đột nhiên đứng lên, hắn nhìn lướt qua xung quanh, sau đó cười nói. Tuyết trưởng lão, ta đồng ý. Hắn vừa dứt lời, Tuyết trưởng lão liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Tuyết trưởng lão nhìn thẳng vào Dương Diệp. Ngươi xác định rồi chứ? Dương Diệp gật đầu. Ta xác định. Tuyết trưởng lão khẽ gật đầu. Vậy ngươi hãy đi theo ta. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Dương Diệp lập tức đi theo Tuyết trưởng lão tới kiếm động kia. Trong kiếm động. Tuyết trưởng lão dẫn theo Dương Diệp đi tới trước những mảnh vỡ bản thể của Kiếm Kinh. Lúc này, lão già cổ nam lại xuất hiện ở trước mặt hai người. Tuyết trưởng lão nhìn về phía cột ánh sáng này. Làm phiền cổ nam huynh. Cổ nam liếc nhìn Dương Diệp nhưng không nói gì thêm, bấm tay bắn ra, cột ánh sáng này ầm ầm vỡ nát. Ngay sau đó, rất nhiều mảnh vỡ nhẹ nhàng rơi vào trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp nhẹ nhàng xoa xoa những mảnh vỡ đó, sau đó vung tay phải lên. Trong phút chốc, những mảnh vỡ trực tiếp được hắn thu vào bên trong Hồng Mông Tháp. Dương Diệp nhìn về phía Tuyết trưởng lão. Cảm ơn. Tuyết trưởng lão khẽ gật đầu, sau đó nói. Đi theo ta. Lần này, Tuyết trưởng lão dẫn theo Dương Diệp đi tới một tòa đại điện trong Cổ Kiếm Tông. Trong đại điện chỉ có một bức tượng của một nam tử trung niên. Kiếm cổ. Lúc này, trong đầu Dương Diệp vang lên giọng nói của Tuyết trưởng lão. Đây là một vị kiếm tu đến từ thời đại thượng cổ, cũng là tổ sư của Cổ Kiếm Tông ta. Cổ Kiếm Tông do hắn sáng lập ra, tên của Cổ Kiếm Tông cũng do hắn đặt. Kiếm cổ. Dương Diệp nhìn về phía kiếm cổ này, bức tượng trước mắt này, đó chỉ là một bức tượng, tuyệt đối không giấu thần hồn nào trong đó chứ. Tuyết trưởng lão thi lễ với bức tượng này, ngay sau đó liền xoay người nhìn về phía Dương Diệp. Diệp Dương, bắt đầu từ lúc này. Ngươi chính là thiếu tông chủ của Cổ Kiếm Tông ta. Nói xong, nàng bấm tay bắn ra, một chiếc nhẫn cổ xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Ngoại trừ nó ra còn có một cuốn trục. Dương Diệp thu hồi chiếc nhẫn kia, trông nó rất bình thường, chỉ là một thứ tượng trưng cho thân phận. Bắt đầu từ bây giờ, hễ là đệ tử Cổ Kiếm Tông nhìn thấy hắn đều phải gọi hắn một tiếng sư huynh. Về phần những người này có phục hay không, không nằm trong suy nghĩ của đám người Tuyết trưởng lão. Ngược lại theo bọn họ thấy, nếu như Dương Diệp không thể làm cho mọi người phục là do chính hắn không có bản lĩnh. Về phần cửa ải của bọn họ, Dương Diệp đã thông qua. Dương Diệp đeo chiếc nhẫn này lên, sau đó nhìn về phía cuốn sách cuộn trước mặt kia. Đây là... Tuyết trưởng lão khẽ nói. Thuần tức. Dương Diệp không hiểu. Tuyết trưởng lão giải thích.
Một môn bí thuật mạnh nhất của cổ kiếm tông ta cao nhất mạnh mẽ, một môn bí thuật có thể gia tăng tốc độ kiếm kỹ, chỉ có hai người có thể học, một là tông chủ, hai là thiếu tông chủ. Dương Diệp đang muốn nói gì, lúc này giọng nói kiếm kinh đột nhiên vang lên ở trong đầu hắn. Ngươi cần vô địch. Cần vô địch. Dương Diệp sửng sốt một chút, sau đó hỏi. Vì sao? Kiếm kinh khẽ nói. Đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Dương Diệp thu hồi mạch suy nghĩ, sau đó thu hồi quyển trục này, hắn nhìn về phía Tuyết trưởng lão, Tuyết trưởng lão bấm tay bắn ra, lại một quyển cuốn sách cuộn rơi vào trước mặt Dương Diệp. Tuyết trưởng lão nói. Đây là ghi chép cổ kiếm tông ta, phía trên ghi lại đệ tử nội môn, đệ tử ngoại môn, đệ tử chân truyền, còn có một vài người đặc biệt của cổ kiếm tông ta, ngươi đều có quyền có thể điều động những người này, nhưng trước đó ngươi cần muốn thương lượng với ta và trưởng lão. Bất kỳ kẻ nào, bất cứ chuyện gì, chuyên quyền độc đoán đều không là một chuyện tốt, ngươi thấy thế nào? Dương Diệp gật đầu. Chắc là vậy. Tuyết trưởng lão khẽ gật đầu, sau đó nói. Ở trong 10 động phủ lớn phía sau núi của cổ kiếm tông, có một chỗ thuộc về ngươi, nơi đó, mỗi ngày sẽ có 3 cường giả ngũ giới âm thầm hộ pháp cho ngươi. Ngươi rời đi khỏi tông cánh cửa, cũng sẽ có cường giả của tông môn ta âm thầm bảo vệ, ngươi. Dương Diệp khẽ lắc đầu. Không cần vậy đâu. Sao? Tuyết trưởng lão không hiểu. Dương Diệp cười nói. Tuyết trưởng lão, ta không cần trưởng thành dưới sự che chở của các ngươi. Làm vậy ít nhiều gì sẽ có tính dựa dẫm. Ta không muốn điều đó. Tuyết trưởng lão nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói. Được, ta sẽ thu xếp. Ngươi vẫn cần gì nữa không? Dương Diệp cười nói. Không. Không thể không nói, hắn vẫn là lần đầu tiên thu được loại đãi ngộ này, cảm giác này thật sự không tệ. Tuyết trưởng lão khẽ gật đầu. Bây giờ ngươi là thiếu tông chủ, ở trong tông môn có rất nhiều đặc quyền. Sau này ngươi chậm rãi sẽ biết. Còn nữa, ngươi nhớ kỹ một điểm, sau khi trở thành thiếu tông chủ, Ngô Y cũng sẽ có việc cần phải xử lý. Đương nhiên, chúng ta sẽ không để cho ngươi bị công việc quấn lấy cả ngày làm chậm trễ việc tu luyện, chỉ có một vài thời điểm xảy ra chuyện đặc biệt mới cần ngươi xử lý. Dương Diệp khẽ gật đầu. Được. Tuyết trưởng lão không nói gì, cùng đại trưởng lão xoay người rời đi. Sau khi hai người đi, hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại. Kiếm kinh, bọn họ thật lòng sao? Kiếm kinh im lặng một lát, sau đó nói. Ngay cả môn bí thuật thuấn tức này cũng đã cho ngươi thì chắc là thật. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó cười nói. Kiếm kinh, ta vì ngươi mới làm thiếu tông chủ, sau này nếu như ngươi khôi phục bản thể thì nhất định không thể bội tình bạc nghĩa đấy. Bên trong Hồng Mông tháp, Kiếm kinh lắc đầu cười, nàng tất nhiên biết Dương Diệp đang nói đùa. Thật ra, trong nội tâm của nàng vẫn vô cùng cảm kích. Nàng biết rất rõ ràng tính cách của Dương Diệp, hắn không thích bị ràng buộc, nhưng vì thu được bản thể của nàng mà hắn lựa chọn ở lại chỗ này, làm thiếu tông chủ này. Có lẽ ở trong mắt người khác, thiếu tông chủ là vị trí được rất nhiều kiếm tu nằm mơ cũng muốn có, nhưng ở trong mắt Dương Diệp, đừng nói thiếu tông chủ, cho dù để hắn làm tông chủ, hắn cũng không có hứng thú gì. Một người tiêu diêu tự tại mới thoải mái làm sao? Nhìn những mảnh vỡ trước mặt mình, Kiếm kinh im lặng. Những thứ này là do người nào đó dùng tự do của mình để đổi lấy. Dương Diệp rời khỏi đại điện, sau đó trở lại phía sau núi cổ kiếm tông. Ở đây có 10 động phủ, đây là nơi có linh mạch linh khí nồng đậm nhất trong cổ kiếm tông, chỉ có cao tầng cùng một vài đệ tử đặc biệt của cổ kiếm tông mới có tư cách nắm giữ. Mà bây giờ, hắn có một nơi. Khi đi tới động phủ của mình, hắn thấy nơi này giống như một cung điện nhỏ. Tuy nhiên bên trong không có trang trí gì khác, rất đơn giản. Nhưng linh khí lại đặc biệt đầy đủ, chỉ kém Hồng Mông tháp của hắn. Dương Diệp bước vào bên trong Hồng Mông tháp và nhìn thấy Kiếm kinh cùng một đống mảnh vỡ trên thăng linh đài. Những mảnh vỡ trước mắt chính là bản thể của Kiếm kinh. Kiếm kinh trầm giọng nói. Những mảnh vỡ vốn đã tổn hại, ta chỉ có thể chữa trị hình của nó, không thể chữa trị thần của nó. Tiểu Bạch có thể làm được, đúng không? Dương Diệp hỏi. Kiếm kinh khẽ gật đầu. Nàng có thể, chờ ta chữa trị xong hình dạng, sau đó sẽ giao cho nàng sẽ có thể giúp ta chữa trị những mảnh vỡ bản nguyên, sau đó ta lại có thể dung hợp với nó. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Cảm ơn. Dương Diệp lắc đầu cười. Thật ra, ta cũng có tâm tư riêng của mình, ngươi có thể khôi phục bản thể sẽ có trợ giúp rất lớn đối với ta, cho nên ngươi không cần phải nói cảm ơn.
Kiếm Kinh liếc nhìn Dương Diệp PVA không nói gì. Dương Diệp lấy ra bí pháp thuấn tức, sau đó nói. Bí pháp này gọi là thuấn tức, nó có thể gia tăng kiếm khí sao? Kiếm Kinh khẽ gật đầu. Đây là một môn bí pháp rất quý giá, cho dù là cường giả ngũ giới cũng khó có thể chống đỡ được tốc độ phi kiếm của ngươi bây giờ, nhưng nếu như cộng thêm bí pháp thuấn tức, đừng nói cường giả ngũ giới, cho dù là cường giả chủ cảnh sợ rằng cũng khó có thể chống đỡ. Lợi hại như vậy sao? Dương Diệp kinh ngạc nói. Kiếm Kinh khẽ gật đầu. Không phải lợi hại mà là đặc biệt lợi hại, ở Cổ Kiếm Tông chỉ có hai người có tư cách tu luyện chính là tông chủ cùng thiếu tông chủ. Đương nhiên, nếu có đệ tử có cống hiến đặc biệt lớn cũng có thể tu luyện. Chỗ lợi hại nhất của môn bí pháp này chính là có thể tăng thêm bạo phát, ví dụ như với phi kiếm của ngươi bây giờ có thể tăng thêm khoảng 4 phần. 4 phần. Vẻ mặt Dương Diệp xúc động. Bây giờ phi kiếm của hắn đã nhanh vô cùng. Nếu như tăng nhanh thêm 4 phần, vậy sẽ kinh khủng tới mức nào? Có thể nói, sợ rằng chính hắn cũng không khống chế được tốc độ kia. Quá! Nhanh! Kiếm Kinh trầm giọng nói. Nhưng ngươi cũng phải cẩn thận, bí pháp này tương đương với kích phát tiềm năng của ngươi trong nháy mắt kích. Sau khi dùng qua, cơ thể ngươi nhất định sẽ xuất hiện mệt mỏi, thậm chí có tình hình khác, nói chung, chắc chắn không phải là tình hình gì tốt. Cho nên, cho dù tu luyện thành công, trừ khi vào thời điểm vạn bất đắc dĩ, còn không tốt nhất đừng thi triển loại bí pháp này. Dương Diệp khẽ gật đầu, loại bí thuật bí pháp giống như vậy, bình thường đều có di chứng, khác biệt chính là di chứng lớn hay nhỏ mà thôi. Dương Diệp rời khỏi phi thăng đài, không làm phiền Kiếm Kinh chữa trị bản thể của mình. Hắn đi tới trong phòng tu luyện của mình, sau đó ngồi xếp bằng xuống. Hắn mở quyển bí thuật ra, trong phút chốc. Bí thuật trực tiếp tiến vào giữa chân mày của hắn, chỉ dùng một lần. Dương Diệp lắc đầu cười, xem ra Cổ Kiếm Tông thật sự rất coi trọng bí thuật. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, rất nhanh, bí thuật thuấn thức này đã xuất hiện ở trong đầu hắn, ngoài ra còn có rất nhiều tâm đắc tu luyện cùng với một vài chuyện cần chú ý đặc biệt kỹ càng tỉ mỉ cùng toàn diện. Kể từ đó, Dương Diệp lại tu luyện càng đơn giản hơn. Cái gọi là thuấn thức cũng chính là trong nháy mắt. Cổ Kiếm Tông đều là kiếm tu, kiếm của kiếm tu nhất định phải nhanh, nhanh vô cùng, bởi vậy, cường giả tiền bối của Cổ Kiếm Tông sáng tạo ra một môn bí thuật này, có thể nâng cao tốc độ kiếm của mình trong khoảng thời gian ngắn. Nhưng ở trong bí thuật, người sáng lập tiếp tục nhấn mạnh không thể quá dựa vào bí thuật, phải dựa vào tốc độ của bản thân để tu luyện ra tốc độ mới là chân thật nhất. Điểm này, Dương Diệp đặc biệt tán thành. Mà các loại bí thuật cùng siêu thần khí đều là vật bên ngoài. Có thể dùng nhưng không thể dựa vào. Thời gian tiếp theo, Dương Diệp không đi đâu, chỉ chuyên tâm nghiên cứu tập luyện bí thuật này, ngoài ra còn tu luyện một môn bí quyết độc môn của mình, đó chính là thần phân thân. Hắn thu được môn thần kỹ từ hoang tộc nên tất nhiên không có quên. Có thể nói môn thần phân thân này cũng là một trong những lá bài tẩy của hắn. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã 10 ngày. Dương Diệp rời khỏi Hồng Mông Tháp và đi tới điện nghị sự. Lúc này đại trưởng lão đã chờ ở đây. Hắn vốn muốn tiếp tục tu luyện, nhưng không có cách nào, đại trưởng lão này tìm hắn. Đại trưởng lão nhìn Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nói. Ta có một chuyện cần ngươi tới xử lý. Ta không rảnh. Dương Diệp buột miệng nói ra. Đại trưởng lão nheo mắt, lúc này, Dương Diệp ý thức được mình nói lỡ lời, hắn thiếu chút nữa quên mất bây giờ mình là thiếu tông chủ. Lập tức, hắn cười gượng, sau đó nói. Ta có rảnh rỗi, mời đại trưởng lão cứ nói. Đại trưởng lão khẽ gật đầu. Một vài thế gia dựa vào chúng ta xảy ra một vài vấn đề. Thế gia dựa vào Cổ Kiếm Tông chúng ta. Dương Diệp hỏi. Xảy ra vấn đề gì? Đại trưởng lão nói. Mấy gia chủ thế gia chết rất ly kỳ, ngoài việc đó ra, một ít đệ tử có thiên phú rất tốt bên trong gia tộc bọn họ đều chết thảm. Cổ Kiếm Tông chúng ta cảm thấy điều này có khả năng nhằm vào chúng ta. Dương Diệp nói. Có manh mối gì không? Đại trưởng lão khẽ lắc đầu. Ta đi nhìn thử nhưng không điều tra ra được. Ta với Tuyết trưởng lão cảm thấy. Có thể đối phương biết mấy lão già chúng ta, cho nên sau khi chúng ta rời khỏi Cổ Kiếm Tông, bọn họ liền hoàn toàn ẩn nấp lên. Hơn nữa. Dương Diệp nói tiếp. Đại trưởng lão cảm thấy trong Cổ Kiếm Tông chúng ta có khả năng có nội gián sao? Đại trưởng lão khẽ gật đầu. Không loại bỏ khả năng này. Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó nói.
ta muốn hỏi một vấn đề không có quan hệ gì với điều này. Đại trưởng lão liếc nhìn Dương Diệp. Ngươi hỏi đi. Dương Diệp nói. Quyền lợi của ta rốt cuộc lớn tới mức nào? Ta nói trắng ra một chút, ta có thể tiến hành tiền trảm hậu tấu đối với trưởng lão, đệ tử trong tông môn không? Đại trưởng lão nghe vậy liền nheo mắt. Ngươi muốn làm gì? Dương Diệp cười nói. Ta chỉ hỏi một câu thôi. Đại trưởng lão im lặng một lát, sau đó nói. Nói một cách nghiêm khắc, cho dù là tông chủ cũng không có quyền lợi tùy ý chém giết bất kỳ đệ tử nào trong tông môn tự có viện hình phạt, hễ là đệ tử bị xử phạt đều bị đưa tới nơi đó xét xử. Nhưng cũng không loại bỏ tình huống đặc biệt, ví dụ như có đệ tử mưu hại tông môn, mưu hại đồng môn, mưu hại ngươi, ở dưới tình huống như vậy, ngươi có thể không cần thông qua viện hình phạt, tiến hành tiền trảm hậu tấu. Dương Diệp khẽ gật đầu. Ta hiểu được. Đại trưởng lão khẽ thở dài. Diệp Dương, tính cách ngươi táo bạo, hành sự còn quyết đoán tàn nhẫn, tuy nhiên ta hy vọng lúc ngươi đang đối mặt với đồng môn thì có thể kiên trì một chút, độ lượng hơn nữa. Dù sao ngươi cũng là thiếu tông chủ. Dương Diệp cười nói. Đại trưởng lão yên tâm, ta sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Đại trưởng lão khẽ gật đầu và bấm tay bắn ra, một cuốn sách cuộn rơi vào trước mặt Dương Diệp. Đây là tư liệu cặn kẽ về mấy thế gia dựa vào cổ kiếm tông ta gần đây. Ngươi có thể đi xem qua, nếu như gặp phải nguy hiểm không thể đối phó được, có thể lập tức thông báo với tông môn, chúng ta sẽ lập tức chạy tới. Dương Diệp khẽ gật đầu và cất cuốn sách cuộn, sau đó xoay người rời đi. Đại trưởng lão nhìn theo bóng lưng của Dương Diệp, khẽ thở dài. Sao ta cảm giác người này sẽ làm loạn vậy? Cổ kiếm tông tông môn lớn đứng đầu Tây giới, phía dưới dĩ nhiên có rất nhiều thế lực phụ thuộc, có thể nói, tất cả những thế gia, tông môn, thế lực nhỏ ở Tây giới cơ bản đều nghe theo lệnh của cổ kiếm tông. Trong này sợ rằng số lượng không dưới mấy trăm. Đương nhiên, cổ kiếm tông cũng chỉ coi trọng mấy thế lực lớn nhất, những thế gia, tông môn, thế lực nhỏ còn lại, cổ kiếm tông không để vào trong mắt. Sau khi rời khỏi cổ kiếm tông, Dương Diệp đi tới một thành cổ tên là Thượng Vân Thành. Ở đây có một thế gia dựa vào cổ kiếm tông. Sau khi đi vào trong thành, Dương Diệp dựa theo tin tức đại trưởng lão cho và đi tới một tòa phủ đệ. Thượng Vân Phủ. Dương Diệp gõ cửa, rất nhanh đã thấy có một lão già mở cửa, đối phương liếc nhìn Dương Diệp, các hạ là. Dương Diệp nói, cổ kiếm tông, ta muốn gặp gia chủ của các ngươi. Cổ kiếm tông. Trong lòng lão già thầm cả kinh, vội vàng nói. Vẫn mong các hạ vui lòng chờ một lát. Lão nô sẽ đi thông báo ngay. Nói xong, hắn cũng không dám đóng cửa, cứ như vậy xoay người rời đi. Ở trong mắt những người này, bình thường đệ tử tông môn như cổ kiếm tông này cũng tương tự như tiên nhân. Chỉ trong giây lát, một nam tử trung niên đi ra, người này hơi ngẩn người khi nhìn thấy Dương Diệp, nhưng chẳng bao lâu đã khôi phục bình thường, ôm quyền và nói với Dương Diệp. Tại hạ là Thượng Vân Hiền đại trưởng lão của Thượng Vân gia, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Dương Diệp khẽ gật đầu. Diệp Dương. Diệp Dương. Vẻ mặt Thượng Vân Hiền có chút kỳ lạ, bởi vì Dương Diệp không báo ra thân phận của mình. Tuy nhiên, hắn cũng không dám chậm trễ, lập tức mời Dương Diệp đi vào. Trong đại điện, Thượng Vân Hiền mời Dương Diệp đến trên ghế, hắn lại đứng. Dương Diệp cười nói. Vân Hiền trưởng lão không cần khách sáo, mời cứ ngồi đi. Thượng Vân Hiền do dự một lúc. Sau đó khẽ gật đầu và ngồi ở phía đối diện Dương Diệp. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, sau đó nói. Nói cho ta biết đi. Thượng Vân Hiền nói. Trước đây không lâu, gia chủ chúng ta đột nhiên chết đột ngột ở trong phòng. Lúc đầu, chúng ta tưởng gia chủ tu luyện xảy ra vấn đề, nhưng cuối cùng mới phát hiện ra hồn phách tông chủ của chúng ta đều bị người ta hút ra. Hồn phách bị hút ra. Dương Diệp nhíu mày. Thượng Vân Hiền khẽ gật đầu. Đúng là hồn phách bị rút đi. Dương Diệp lại hỏi. Những người còn lại thì? Thượng Vân Hiền nói. Người còn lại ngược lại không xảy ra vấn đề, nhưng ta điều tra được, trong thành hễ là người đạt được ngũ giới đều cơ bản lặng lẽ biến mất. Ngũ giới? Dương Diệp uống một hớp linh trà, rõ ràng đối phương chỉ nhằm vào cường giả ngũ giới. Dương Diệp nói. Người có thể dẫn ta đi xem thi thể của Thượng Vân gia chủ không? Thượng Vân Hiền khẽ gật đầu, sau đó dẫn theo Dương Diệp rời khỏi đại điện, rất nhanh, hai người tới một chỗ linh đường. Dương Diệp nhìn thấy thi thể Thượng Vân gia chủ ở trong linh đường này.
thi thể cũng không có dấu vết đả thương, có thể nói là cơ thể hoàn hảo không sứt mẻ, nhưng linh hồn lại không còn. Dương Diệp đến gần cẩn thận nhìn xem xét, nhưng tuyệt đối không có phát hiện được gì. Trước đó có thể nghe được tiếng đánh nhau không? Dương Diệp đột nhiên hỏi. Thượng Vân Hiền lắc đầu. Không hề. Ai là người đầu tiên nhìn thấy Thượng Vân gia chủ? Dương Diệp lại hỏi. Thượng Vân Hiền nói. Là cháu gái ta, cũng chính là nữ nhi của đại ca ta. Dương Diệp nói. Ta muốn gặp nàng một lần. Thượng Vân Hiền do dự một lúc sau đó khẽ gật đầu, rất nhanh, một nữ tử xinh đẹp chừng 20 tuổi xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Nữ tử tên là Thượng Vân Tiên, là nữ nhi của Thượng Vân gia chủ. Thượng Vân Tiên liếc nhìn Dương Diệp nhưng không nói gì. Dương Diệp hỏi. Khi Vân Tiên tiểu thư nhìn thấy Thượng Vân gia chủ, khi đó hắn đã xảy ra vấn đề, đúng không? Thượng Vân Tiên gật đầu. Ở chỗ nào? Dương Diệp lại hỏi. Thượng Vân Tiên trầm giọng nói. Bên trong phòng tu luyện. Dương Diệp nói. Ta muốn tới đó xem. Thượng Vân Hiền muốn nói lại thôi, mà Thượng Vân Tiên lại nói thẳng. Các hạ, thứ lỗi cho ta nói thẳng, làm vậy cũng chỉ thuần túy là lãng phí thời gian mà thôi. Bởi vì chúng ta đã điều tra chỗ đó vô số lần, trước đó có trưởng lão Cổ Kiếm Tông đến đây, bọn họ cũng điều tra rồi. Nhưng tất cả đều không có điều tra ra được gì. So với lãng phí thời gian ở chỗ này, không bằng các hạ. Không bằng như thế nào? Dương Diệp hỏi. Thượng Vân Tiên khẽ nói. Không bằng đi nơi khác xem đi. Dương Diệp cười nói. Dẫn ta đi xem thử đi. Thượng Vân Tiên còn muốn nói gì, lúc này, Thượng Vân Hiền đột nhiên nói. Dẫn Diệp công tử đi xem. Thượng Vân Tiên liếc nhìn Dương Diệp, sau đó xoay người rời đi. Dương Diệp đi theo. Nhưng lúc đi tới cửa, hắn đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Thượng Vân Hiền. Thượng Vân Hiền trưởng lão hình như cũng đạt được ngũ giới. Nói xong, hắn xoay người rời khỏi linh đường. Cơ thể Thượng Vân Hiền cứng đờ, qua rất lâu mới hít sâu một hơi, sau đó đi theo. Rất nhanh, được Thượng Vân Tiên dẫn đường, Dương Diệp đi tới một gian phòng tu luyện. Hắn nhìn lướt qua phòng tu luyện, sau đó từ từ nhắm hai mắt lại, rất nhanh. Một lực lượng thần bí bao phủ xung quanh. Kiếm vực. Ở dưới kiếm vực bao phủ, xung quanh biến thành vô hình. Rất nhanh, Dương Diệp cảm nhận được một khí tức tà ác lưu lại, hắn bắt được luồng khí tức kia. Lúc này, kiếm kinh đột nhiên nói. Trừ hồn thuật. Trừ hồn thuật, Dương Diệp hỏi. Kiếm kinh ngươi biết à? Một lát sau, kiếm kinh trầm giọng nói. Đây là một loại tà thuật thượng cổ, ở thời đại của ta nó cũng từng xuất hiện qua. Khi đó, Vĩnh Hằng Quốc có một tà giáo tên là Hồn Giáo, là một giáo đặc biệt tà ác, bởi vì bọn họ lại thích hút ra sinh hồn của huyền giả, hơn nữa còn là sinh hồn của cường giả, về phần công dụng thế nào thì không có ai biết. Cuối cùng, bọn họ chọc giận một vài thế lực ở Vĩnh Hằng Quốc, người đứng đầu Vĩnh Hằng Quốc năm đó hạ lệnh, các thế lực lớn bắt đầu bao vây tiêu diệt tà giáo này, cũng không lâu lắm, tà giáo này lại biến mất ở Vĩnh Hằng Quốc. Dương Diệp nói. Là biến mất mà không phải là diệt vong, đúng không? Kiếm kinh nói. Đúng, bọn họ tuyệt đối không diệt vong, chỉ là biến mất. Mà bây giờ, bọn họ lại xuất hiện. Vấn đề này có chút nghiêm trọng, bởi vì hiện tại xem ra, bọn họ có thể ẩn nấp ở Tây giới này. Ngươi phải báo cáo chuyện này cho Cổ Kiếm Tông biết. Dương Diệp gật đầu, sau đó thu lại kiếm vực. Hắn liếc nhìn Thượng Vân Tiên ở cửa phòng tu luyện này, người sau cũng đang nhìn hắn. Dương Diệp nói, ngươi là kiếm tu. Thượng Vân Tiên gật đầu. Dương Diệp cẩn thận liếc nhìn Thượng Vân Tiên, Thượng Vân Tiên là cường giả nhị giới, trên thân có kiếm ý ngưng không tan, tu vi kiếm đạo không tính là thấp, có tư cách gia nhập Cổ Kiếm Tông. Tại sao không có gia nhập Cổ Kiếm Tông? Dương Diệp lại hỏi. Thượng Vân Tiên khẽ nói, không có giới tình hiếu kính trưởng lão ngoại môn Cổ Kiếm Tông. Dương Diệp ngây người, rất nhanh, hắn đã hiểu rõ. Hắn tiến vào Cổ Kiếm Tông còn không phải là dựa vào hiếu kính sao? Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó nói. Nếu như ngươi còn muốn gia nhập Cổ Kiếm Tông, chờ sau khi chuyện này qua, ngươi có thể đi ngoại môn báo danh, đã nói là ta bảo ngươi tới. Thượng Vân Tiên liếc nhìn Dương Diệp. Ngươi là nhi tử của tông chủ Cổ Kiếm Tông sao? Dương Diệp. Thượng Vân Tiên lại nói. Ngươi có địa vị không thấp ở Cổ Kiếm Tông sao? Dương Diệp cười nói. Tạm được. Thượng Vân Tiên trầm giọng nói.
bây giờ ta không muốn nghĩ tới những thứ này, ta chỉ muốn biết ai giết phụ thân ta, người điều tra ra được gì không? Dương Diệp khẽ gật đầu. Điều tra ra được một vài thứ. Nói xong, hắn lấy ra một truyền âm phù và bóp nát, rất nhanh, truyền âm phù hóa thành một luồng ánh sáng biến mất ở trước mặt hắn. Truyền âm. Nhưng chẳng bao lâu, sắc mặt Dương Diệp đột nhiên biến đổi, bởi vì truyền âm phù của hắn còn chưa ra khỏi Thượng Vân Thành đã bị một lực lượng thần bí cắt đứt. Dương Diệp hơi cong khóe miệng. Có chút thú vị. Thế nào? Thượng Vân Tiên hỏi. Dương Diệp cười nói. Không có gì, chúng ta đi ra ngoài thôi. Hai người rời khỏi phòng tu luyện và đi tới trong đại điện. Thượng Vân Hiền đã đến trước mặt Dương Diệp, tuy nhiên lúc này trên mặt hắn rõ ràng có vẻ lo lắng. Thế nào? Dương Diệp hỏi. Thượng Vân Hiền trầm giọng nói. Trong thành xảy ra chuyện gì đó, cả tòa thành bị một trận pháp vây khốn, không ai ra, cũng chẳng vào được. Ngay cả truyền âm phù cũng truyền tống không ra được. Hai mắt Dương Diệp híp lại, hắn cùng hai người bên cạnh rời khỏi đại điện. Lúc ra phía ngoài, hắn thấy trên không trung tòa Thượng Vân Thành là một mảnh xám mịt mờ, nhưng nếu như từ bên ngoài nhìn sẽ phát hiện ra ở đây tuyệt đối không khác thường. Hắn nhìn lướt qua xung quanh, trong thành xuất hiện sương mù bao phủ, khiến cho cả tòa thành mờ mịt, không thể nhìn rõ. Cả tòa thành lập tức rơi vào khủng hoảng. Chuyện gì xảy ra vậy? Dương Diệp hỏi. Thượng Vân Hiền lắc đầu. Không biết, vừa rồi đột nhiên nó lại thay đổi như vậy. Nhất định là có người thi triển thần thông, dùng trận pháp bao phủ tòa thành này. Nói đến đây, hắn do dự một lúc, sau đó nói. Đối phương có thể biết các hạ tới Thượng Vân Thành. Dương Diệp nhìn về phía Thượng Vân Hiền. Ngươi là nói bọn họ là nhằm vào ta sao? Thượng Vân Hiền khẽ gật đầu. Có lẽ không chỉ vậy, có lẽ mục tiêu của bọn họ là cả tòa thành, bọn. Bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Dương Diệp im lặng một lát, sau đó đi về phía xa. Hai người Thượng Vân Tiên do dự một lúc sau đó cũng vội vàng đi theo. Ba người Dương Diệp đi tới trước cửa thành, nhưng bên ngoài lại là sương mù vô tận nên không nhìn rõ được gì. Trong lúc đó, thỉnh thoảng lại có người lao ra ngoài thành, nhưng chỉ trong giây lát liền truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết. Thượng Vân Hiền trầm giọng nói. Không ra được. Nói đến đây, hắn do dự một lúc, sau đó nói. Các hạ có thể thông báo với trưởng lão của Cổ Kiếm Tông không? Dương Diệp lắc đầu. Truyền âm phù không truyền ra được. Nghe vậy, vẻ mặt Thượng Vân Hiền lập tức khó coi. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, nơi này quả thật có vẻ đặc biệt kỳ lạ. Đúng lúc này, ngoài cửa thành phía xa có một người mặc áo dài màu trắng đột nhiên bay về phía bên bọn họ. Người này mặc trang phục màu trắng, tóc dài và che mặt, bay trên bầu trời, ở toàn thân hắn còn có từng trận âm phong thôi ra. Không thể không nói, ở trường hợp này, vào thời điểm này, nhìn thấy cảnh tượng như vậy vẫn có chút dọa người. Dương Diệp liếc nhìn người này, sau đó nhẹ nhàng đấm vào ngực của mình. Ta rất sợ đó. Thượng Vân Tiên cùng Thượng Vân Hiền không nhịn được liếc nhìn Dương Diệp, hai người nghĩ thầm, người trước mắt này khó tránh khỏi quá lớn mật đi. Lúc này, người mặc trang phục màu trắng đã bay vào trong thành, hơn nữa còn lướt nhẹ về phía ba người Dương Diệp. Thượng Vân Hiền do dự một lúc, sau đó nói. Nếu không, chúng ta rời đi trước vậy. Hắn căn bản không nhìn ra được trình độ của người mặc trang phục màu trắng phía xa thế nào. Dương Diệp cười nói. Đừng nóng vội, xem bọn họ muốn làm gì đã. Thượng Vân Hiền liếc nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Dương Diệp, trong lòng cũng thả lỏng. Hắn nghĩ vị thiếu niên Cổ Kiếm Tông trước mắt nhất định còn có con át chủ bài nào đó. Lúc này, người mặc trang phục màu trắng đã lướt đến cách ba người Dương Diệp một trượng và dừng lại. Người mặc trang phục màu trắng đột nhiên mở miệng. Vào hồn giáo ta sẽ bất tử bất diệt. Hồn giáo? Hai mắt Dương Diệp híp lại. Không vào thì thế nào? Người mặc trang phục màu trắng rất trực tiếp. Chết! Người mặc trang phục màu trắng vừa dứt lời. Một trận gió lạnh trực tiếp bao phủ lấy ba người Dương Diệp. Dương Diệp do dự một lúc, sau đó nói. Ta là đệ tử của Cổ Kiếm Tông, nếu ta vào hồn giáo ngươi, Cổ Kiếm Tông chắc chắn sẽ không đồng ý. Người mặc trang phục màu trắng nói. Cổ Kiếm Tông chết. Nghe thấy người mặc trang phục màu trắng nói vậy, trong lòng Dương Diệp chợt lạnh, hồn giáo này đang nhằm vào Cổ Kiếm Tông. Cũng không biết thực lực của Cổ Kiếm Tông thế nào. Lúc này, Kiếm Kinh khẽ nói. Chỉ cần tông chủ Cổ Kiếm Tông không chết, những người này sẽ không diệt được Cổ Kiếm Tông.
Dương Diệp trầm giọng nói. Nhưng không phải năm đó hắn đã bị thương nặng sao? Kiếm Kinh im lặng. Lúc này, người mặc trang phục màu trắng này lại nói. Vào hồn giáo ta, sống mãi bất diệt. Giọng nói Kiếm Kinh cũng vang lên theo. Lập tức trở về thông báo với Cổ Kiếm Tông, bảo bọn họ chuẩn bị đi. Dương Diệp khẽ gật đầu. Nhưng phải xử lý tốt ở đây đã, nếu không sợ là người trong thành này sẽ gặp nguy hiểm. Nói đến đây, hắn dường như nghĩ tới điều gì lại cười tự giễu. Trước đây Dương Diệp hắn chuyên môn tàn sát hàng loạt dân trong thành, bây giờ lại thay đổi rồi. Vào. Lúc này, người mặc trang phục màu trắng này lại lên tiếng. Nhưng hắn còn chưa dứt lời, một thanh phi kiếm đột nhiên chợt lóe lên, ngay sau đó, đầu hắn trực tiếp bay ra ngoài. Lần này, không phải giả quỷ nữa, mà thật sự biến thành quỷ rồi. Hai người Thượng Vân Tiên sững sốt. Dương Diệp không để ý tới hai người, tay phải hắn lật một lần, một cái ấn xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn. Đó chính là Chư Thiên Ấn. Lão già đeo giỏ trúc cũng đã có nói, ấn này có thể phá giải được tất cả trận pháp và kết giới. Hắn bấm tay bắn ra, Chư Thiên Ấn hóa thành một đường ánh sáng phóng lên cao, rất nhanh, một lực lượng thần bí phát tán ở phía chân trời, chỉ trong giây lát, những sương mù trong thành này dần dần biến mất. Tay phải của Dương Diệp vẫy một cái, Chư Thiên Ấn liền rơi vào trong tay hắn, tiếp theo, hắn bấm tay bắn ra, một truyền âm phủ phóng lên cao, nhưng chẳng bao lâu đã trực tiếp biến mất. Thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt Dương Diệp lập tức trở nên thâm trầm. Lại có người ngăn cản hắn truyền âm. Dương Diệp ngẩng đầu liếc nhìn qua phía chân trời, lúc này, một thanh trường thương màu đen đột nhiên từ trong đám mây này bắn nhanh xuống, uy lực của một thương trực tiếp làm cho cả thành phải chấn động. Nếu để cho một thương này rơi xuống, không hề nghi ngờ, sợ rằng cả thành này đều sẽ hóa thành bột mịn. Dương Diệp vỗ nhẹ vài cái vào kiếm hồ bên thắt lưng, trong phút chốc, một thanh kiếm phóng lên cao, thanh kiếm này trực tiếp chắn thanh trường thương này, không cho nó hạ xuống thêm nửa tấc. Dương Diệp khép ngón tay nhẹ nhàng quay một vòng, trong phút chốc, lại một thanh phi kiếm phóng lên cao, ngay sau đó, thanh trường thương này trực tiếp bay ngược về phía sau trong đám mây. Trên đám mây, một người mặc áo đen đứng cầm trường thương trong tay và nhìn xuống bên dưới. Thật thú vị, không ngờ được Cổ Kiếm Tông vẫn còn có nhân vật như ngươi, chúng ta thật sự tính sai rồi. Dương Diệp khẽ nói, các hạ xưng hô như thế nào? Người mặc áo đen xuất hiện ở trên không trung của Thượng Vân Thành. Ngươi thật sự không tệ, không bằng vào hồn giáo ta được không? Dương Diệp nói, các ngươi sẽ cho ta làm giáo chủ sao? Nếu như phải y, ta có thể suy nghĩ một chút. Người mặc áo đen lắc đầu. Xem ra ngươi là muốn chết, ngươi. Đúng lúc này, người mặc áo đen ngừng nói. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của Thượng Vân Tiên cùng Thượng Vân Hiền, đầu người mặc áo đen trên không trung này đột nhiên lại rơi xuống. Hai người Thượng Vân Tiên bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp. Ở trên kiếm hồ bên thắt lưng Dương Diệp có một tia kiếm quang mở đi. Lúc này trong lòng hai người Thượng Vân Hiền đã vô cùng chấn động rồi. Giết chết trong nháy mắt. Lại là giết chết trong nháy mắt. Tay phải của Dương Diệp vẫy một cái, nhẫn chứa đồ của người mặc áo đen này lập tức bay đến trong tay hắn. Trong nhẫn chứa đồ có khoảng 100 cái giới tinh. Thu hoạch không sai. Dương Diệp quay đầu lại liếc nhìn Thượng Vân Tiên cùng Thượng Vân Hiền. Người ra tay là một tổ chức tên là Hồn Giáo, các ngươi không thể đối đầu được với bọn họ đâu. Ta đã truyền âm thông báo với Cổ Kiếm Tông, rất nhanh sẽ lại có người tới đây thôi. Hắn vừa dứt lời, lúc này, mấy đường kiếm quang đột nhiên giống như tia chớp kéo tới, rất nhanh, hai nam tử trung niên cùng một lão già xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Ba người liếc nhìn Dương Diệp với vẻ mặt có chút kỳ lạ. Trong này, một nam tử trung niên là Không Minh trước đây từng có chút mâu thuẫn nhỏ với Dương Diệp ở ngoại môn. Còn người dẫn đầu là trưởng lão nội môn Từ Lão. Không Minh trưởng lão. Bên dưới, Thượng Vân Hiền vội vàng nghênh đón. Ở trong mắt những thế gia bọn họ, trưởng lão ngoại môn Cổ Kiếm Tông chính là nhân vật nắm thực quyền, bởi vì bọn họ có thể tuyển nhận đệ tử ngoại môn. Không Minh trưởng lão khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Dương Diệp và hơi thi lễ. Ra mắt thiếu tông chủ. Không chỉ Không Minh, cho dù là từ trưởng lão cùng một trưởng lão khác cũng hành lễ. Có thể nói, ở bên trong Cổ Kiếm Tông, ngoại trừ tông chủ cùng đại trưởng lão cùng với số ít lão quái vật ra, những người khác nhìn thấy thiếu tông chủ Dương Diệp này thì đều phải hành lễ, Cổ Kiếm Tông thật sự tới rồi.
nhìn thấy ba người Không Minh hành lễ với Dương Diệp, Thượng Vân Tiên cùng Thượng Vân Hiền đã đờ người ra. Thiếu tông chủ, hai người kinh ngạc nhìn về phía Dương Diệp, thật sự không nghĩ tới người trước mắt bọn họ là thiếu tông chủ Cổ Kiếm Tông. Rất nhanh, Thượng Vân Hiền cay đắng cười, thật ra điều này cũng bình thường, người thực lực cường đại như vậy, trẻ tuổi như vậy, sao có thể là cơ người bình thường được. Mình đúng là có mắt không tròng. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nói. Đại trưởng lão nói thế nào? Từ trưởng lão trầm giọng nói. Đúng là hồn giáo, Tuyết trưởng lão cùng đại trưởng lão đã bắt đầu liên hệ với mấy đại thế gia còn lại và cả hình gia trong giới, bây giờ còn chưa có kết quả. Dương Diệp nhíu mày. Như vậy không được, mục tiêu của hồn giáo chắc là Cổ Kiếm Tông, chúng ta không thể gửi gắm hy vọng vào mấy thế gia khác được. Không Minh cùng từ trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng, từ trưởng lão nói. Vậy chúng ta nên làm như thế nào? Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh. Truyền lệnh cho hệ thống tình báo của Cổ Kiếm Tông, bảo bọn họ lập tức điều tra tất cả Tây Giới, chỉ cần ở bên trong Tây Giới xuất hiện người của hồn giáo thì lập tức thông báo cho ta. Nếu bọn họ tới đối phó với Cổ Kiếm Tông chúng ta, vậy cũng không cần nương tay, xuất hiện một người thì chúng ta giết một người trước. Khí thế, chúng ta phải đánh ra khí thế, phải để bọn họ hiểu rõ mông của Cổ Kiếm Tông chúng ta là không sờ được, một khi sờ thì phải trả giá đắt. Những lời Dương Diệp nói, làm cho ba người từ trưởng lão cảm thấy máu huyết thoáng cái liền sôi trào. Khí phách, ba người liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng, từ trưởng lão nói. Ta sẽ đi làm ngay. Nói xong, dường như nghĩ tới điều gì, hắn lại nói. Hồn giáo không đơn giản, thiếu tông chủ tuyệt đối phải cẩn thận. Dương Diệp khẽ gật đầu. Các ngươi cũng vậy. Ba người thi lễ với Dương Diệp, sau đó xoay người rời đi. Sau khi ba người rời đi, Dương Diệp nhìn về phía hai người Thượng Vân Tiên. Các ngươi cũng cẩn thận. Nói xong, ánh mắt của hắn rơi vào trên thân của Thượng Vân Tiên. Nếu như ngươi bằng lòng, có thể đi tới ngoại môn Cổ Kiếm Tông báo danh. Thượng Vân Tiên khẽ gật đầu. Ta biết rồi. Dương Diệp không nói gì nữa, xoay người rời khỏi thành. Nhị thúc, hắn thật là lợi hại. Thượng Vân Tiên đột nhiên nói. Thượng Vân Hiền lắc đầu cười. Không lợi hại thì có thể làm được thiếu tông chủ sao? Tuy nhiên, ta hơi tò mò. Phải biết rằng, trước đó Cổ Kiếm Tông không có thiếu tông chủ, thế nào lại đột nhiên có thêm một thiếu tông chủ vậy? Thượng Vân Tiên khẽ nói. Ta cũng không biết, nhưng thiếu tông chủ này thật quyết đoán. Thượng Vân Hiền mỉm cười và không nói gì thêm. Trong đám mây, Dương Diệp ngồi khoanh chân trong không trung và tiến vào Hồng Mông Tháp. Lúc này, kiếm kinh xuất hiện ở bên cạnh hắn. Không nên xem thường hồn giáo. Dương Diệp nói. Ta không xem thường bọn họ. Kiếm kinh khẽ gật đầu. Tổ chức này rất cực đoan, cũng rất tà ác. Bọn họ thường lợi dụng sinh hồn để chế luyện. Lần này, bọn họ ra tay với Cổ Kiếm Tông thì nhất định phải có nguyên nhân. Nếu không, Cổ Kiếm Tông là một trong những thế lực cổ xưa. Bọn họ tuyệt đối không dám tùy ý làm vậy đâu. Dương Diệp trầm giọng nói. Ngươi nói không sai, hoặc là Cổ Kiếm Tông xảy ra vấn đề mới để bọn họ thừa cơ vào, hoặc là thực lực bọn họ mạnh hơn, kinh khủng hơn so với trước đây, cho nên quyết định lấy Cổ Kiếm Tông khai đao. Nói đến đây, hắn lắc đầu. Ta vừa tiếp nhận lại cho ta chuyện phiền toái như vậy, đây thật sự là để mắt tới ta rồi. Kiếm kinh cười nói. Ngươi đấy, nếu như hồn giáo biết bây giờ ngươi là thiếu tông chủ của Cổ Kiếm Tông, chắc hẳn bọn họ cũng không dám đơn giản ra tay với Cổ Kiếm Tông. Dương Diệp là người có tính cách kỳ lạ nhất mà nàng từng gặp. Người này bình thường tuyệt đối là người bình thường, vô cùng dễ nói chuyện. Nhưng một khi hắn không bình thường thì lại đặc biệt không bình thường. Dương Diệp lắc đầu cười, sau đó nói. Bản thể của ngươi thế nào? Kiếm kinh nói. Đã chữa trị hình dáng, nhưng bản nguyên không còn, cái này thì ta bất lực, hoặc nói, nếu như muốn ta làm phải mất ít nhất mấy ngàn năm. Bởi vậy, ta chỉ có thể trông cậy vào Tiểu Bạch thôi. Tiểu Bạch. Dương Diệp khẽ gật đầu. Các nàng đã đi một thời gian rồi, hẳn cũng sắp trở về. Đến lúc đó ta bảo nàng giúp ngươi khôi phục lại bản thể bản nguyên. Kiếm kinh đang muốn nói gì, lúc này, Dương Diệp đột nhiên rời khỏi Hồng Mông Tháp, ngoài tháp, một truyền âm xuất hiện ở trong đầu Dương Diệp. Chỉ trong giây lát, vẻ mặt Dương Diệp nghiêm trọng. Tông chủ Cổ Kiếm Tông đã chết. Đây là Tuyết lão truyền âm cho hắn, muốn hắn lập tức trở về chủ trì đại cục.
Tông chủ Cổ Kiếm Tông ngã xuống. Dương Diệp nhíu mày. Chuyện gì xảy ra? Kiếm Kinh im lặng một lát, sau đó nói. Quay về xem thử đi. Điều này có chút không bình thường. Dương Diệp khẽ gật đầu và ngự kiếm lập tức biến mất. Trong đám mây mờ mịt, Dương Diệp ngự kiếm đi nhanh. Vẻ mặt Dương Diệp có chút thâm trầm, hắn tất nhiên không có tình cảm gì với Tông chủ Cổ Kiếm Tông. Thật ra, bởi vì Kiếm Kinh nên hắn không thích Tông chủ Cổ Kiếm Tông lắm. Nhưng, lúc này đột nhiên truyền đến tin tức người này đã chết thì vô cùng không bình thường. Hơn nữa, một khi Tông chủ Cổ Kiếm Tông ngã xuống, chẳng phải Dương Diệp hắn sẽ từ thiếu Tông chủ biến thành Tông chủ thật sự sao? Cái gọi là thiếu Tông chủ, thật ra chính là Tông chủ dự bị. Một khi Tông chủ thật sự xảy ra vấn đề, vậy dĩ nhiên thiếu Tông chủ sẽ danh chính ngôn thuận trở thành Tông chủ thật sự. Nếu như người khác làm thiếu Tông chủ thì sẽ vui mừng với biến cố này, nhưng Dương Diệp hắn lại khác. Nói đùa à, Dương Diệp hắn không muốn trở thành Tông chủ Cổ Kiếm Tông đâu. Đúng lúc này, ở cách Dương Diệp không xa đột nhiên xuất hiện một nam tử mặc áo bào đen. Người này có từng khí lưu màu đen quấn quanh giống như rắn độc, có chút dọa người. Nam tử mặc áo bào màu đen liếc nhìn Dương Diệp. Các hạ chính là thiếu Tông chủ của Cổ Kiếm Tông Diệp Dương. Dương Diệp nói, động tác của các ngươi thật nhanh, mới đó mà đã nghe được chuyện của ta. Nam tử mặc áo bào màu đen nói, hai cường giả ngũ giới đều bị ngươi giết trong nháy mắt, nếu như còn không điều tra về ngươi, vậy chẳng phải chúng ta quá đần độn sao? Dương Diệp lắc đầu, ta hơi bận, nếu ngươi có chuyện gì thì nói nhanh đi. Nam tử mặc áo bào màu đen nói, Diệp Dương, Tông chủ Cổ Kiếm Tông đã ngã xuống. Đại thế của Cổ Kiếm Tông các ngươi đã mất, nếu như ta đoán không sai, Cổ Kiếm Tông các ngươi nhất định sẽ nhanh chóng bị gạt ra khỏi mấy thế lực lớn, giống như Đế gia năm đó. Sau đó thì sao? Dương Diệp hỏi. Nam tử mặc áo bào màu đen nói. Hồn chủ của chúng ta rất coi trọng ngươi, hắn bảo ta tới mời ngươi gia nhập hồn giáo chúng ta, chỉ cần ngươi bằng lòng gia nhập hồn giáo chúng ta, ngươi chính là phó giáo chủ, dưới một người mà trên vạn người. Dương Diệp cười nói. Chỉ như vậy thôi sao? Nam tử mặc áo bào màu đen lắc đầu. Xem ra, giống như hồn chủ nói, ngươi không có khả năng gia nhập hồn giáo chúng ta. Dương Diệp cười nói. Muốn ta giúp ngươi lăn sao? Người trước mắt này chỉ là một phân thân, căn bản không phải bản thể, nếu như bản thể tới, hắn đã sớm ra tay rồi. Chúng ta sẽ nhanh chóng gặp mặt thôi. Nam tử mặc áo bào màu đen vừa dứt lời, cơ thể trực tiếp trở nên mờ ảo. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, sau đó biến mất ở trong đám mây. Lần này, hắn trực tiếp thi triển ra kiếm vực che giấu khí tức của mình. Đồng thời, hắn lại đề phòng hồn giáo hơn, đối phương có thể tìm được vị trí của hắn, vậy thế lực không phải lớn bình thường đâu. Dương Diệp ngự kiếm đi nhanh, sau một khắc, hắn đã trở lại Cổ Kiếm Tông. Bầu không khí bên trong Cổ Kiếm Tông rất bình thường, không khác gì mọi ngày. Rõ ràng. Chuyện Tông chủ Cổ Kiếm Tông ngã xuống còn chưa được truyền ra. Dương Diệp vừa trở lại Cổ Kiếm Tông, đại trưởng lão liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Dương Diệp trầm giọng nói. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Đại trưởng lão lắc đầu. Quá đột nhiên đến mức tất cả đám người chúng ta đều trở tay không kịp. Ngươi đi theo ta, hắn muốn gặp ngươi. Đại trưởng lão nói xong liền dẫn theo Dương Diệp xoay người rời đi. Đại trưởng lão dẫn theo Dương Diệp đi tới một căn nhà trúc ở đỉnh núi phía sau Cổ Kiếm Tông. Ở đây, Dương Diệp nhìn thấy hai gương mặt quen thuộc, chính là Tuyết trưởng lão và Cổ Nam trưởng lão, ngoại ra còn có hai lão già khác. Sau khi hắn đi tới, hai trưởng lão này liếc nhìn về phía hắn nhưng không nói gì. Dương Diệp nhìn mấy người khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía một nam tử trung niên đang ngồi xếp bằng trong căn nhà trúc cách đó không xa. Da người này trùng xuống. Thỉnh thoảng có mồ hôi toát ra, thoạt nhìn giống như lão già gần đất xa trời. Kiếp nạn đã tới. Dương Diệp biết nam tử trung tuổi trước mắt này chính là tông chủ của Cổ Kiếm Tông, cũng là người Kiếm Kinh đã từng đi theo. Dường như cảm ứng được Dương Diệp, nam tử trung tuổi kia đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn, hai người lại nhìn nhau như thế. Một lát sau, nam tử trung niên vẫy vẫy tay, mọi người xung quanh rất nhanh đều rời khỏi nhà trúc. Nhà trúc mặc dù không có bố trí kết giới nào đó, nhưng bên trong không có bất kỳ thần thức cùng khí tức nào. Tới đây, nam tử trung niên đột nhiên mở miệng. Dương Diệp do dự một lúc, sau đó đi tới trước mặt nam tử trung niên này. Hắn nhìn Dương Diệp rất lâu,
sau đó nói. Nàng theo ngươi, đúng không? Nghe vậy, hai mắt Dương Diệp híp lại. Tông chủ đang nói ai? Nam tử trung niên khẽ nói. Kiếm kinh. Nghe vậy, sắc mặt Dương Diệp trầm xuống. Không ngờ đối phương biết kiếm kinh tồn tại. Sao có thể như vậy được? Nam tử trung niên lại nói. Nàng theo ta nhiều năm như vậy, ta tất nhiên có thể cảm ứng được. Hơn nữa, sau khi ngươi tới Cổ Kiếm Tông liền yêu cầu thu bản thể của nàng, ta đã biết được nàng tới. Dương Diệp im lặng. Gương mặt của nam tử trung niên có chút phức tạp. Có thể bảo nàng đi ra không? Dương Diệp hỏi thăm kiếm kinh, rất nhanh liền lắc đầu. Kiếm kinh từ chối đi ra. Nam tử trung niên khẽ gật đầu. Ta hiểu. Hắn liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Ngươi là người nàng chọn sao? Dương Diệp nói. Coi là vậy đi. Nam tử trung niên khẽ gật đầu, sau đó nói. Năm đó, bản thể của nàng bị nghiền nát, khi đó, nguyên khí của ta tổn thương nặng nề, địa vị của Cổ Kiếm Tông ở Vĩnh Hằng Quốc vô cùng nguy hiểm, ta. Dương Diệp đột nhiên lắc đầu, lý do. Nam tử trung niên nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp nói. Không quan tâm năm đó các hạ xuất phát từ mục đích gì, nhưng chuyện ngươi muốn cắn nuốt nàng là sự thật, đúng không? Trong mắt của ta, không quan tâm ngươi có bao nhiêu lý do, đều không đủ để thay đổi sự thật ngươi là một kẻ rất dở. Nam tử trung niên nhìn Dương Diệp và không nói gì. Dương Diệp đi sang một bên, nói. Nàng theo ngươi, vì Cổ Kiếm Tông mà bản thể bị nghiền nát, thần hồn thiếu chút nữa cũng bị diệt, nhưng nàng có nói gì không? Đã từng oán gì chưa? Không có chứ gì, hay là nói, ở trong lòng ngươi, nàng cũng chỉ là một món siêu thần khí. Một món siêu thần khí có thể lập tức vứt đi, nếu như ngươi nghĩ như vậy thì thứ lỗi cho ta nói thẳng, ngươi thật sự quá dở. Xin lỗi, ta là người hay nói thẳng. Nam tử trung niên im lặng một lát, sau đó nói. Ta không xem nàng là một món siêu thần khí, nàng là một phần của Cổ Kiếm Tông ta, cũng là chiến hữu của ta. Dương Diệp cười nói. Vậy ngươi còn cắn nuốt nàng? Nam tử trung niên từ từ nhắm hai mắt lại, Dương Diệp lại nói. Ta cảm thấy cả đời kiếm tu chúng ta không chỉ là kiếm tu, ta cảm thấy làm người phải không thẹn với lương tâm. Thôi đi, ta cũng không muốn nói tới những chuyện này nữa. Đây là chuyện giữa ngươi cùng nàng. Nói thật, hắn có chút bất bình với những gì kiếm kinh gặp phải, hành động năm đó của nam tử trung niên trước mắt này không thể nghi ngờ chính là phản bội. Cho dù là ai bị phản bội, trong lòng tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Nam tử trung niên không nói gì, hắn lấy ra một chiếc nhẫn màu đen và nhẹ nhàng điểm một cái, chiếc nhẫn kia nhẹ nhàng lướt ở trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp nheo mắt. Làm gì vậy? Nam tử trung niên mỉm cười. Chuyện năm đó, ta suy nghĩ cho mình, suy nghĩ cho Cổ Kiếm Tông, suy nghĩ cho rất nhiều người, nhưng duy nhất chỉ có không suy nghĩ qua nàng, xin lỗi. Nói xong, khí tức trên người hắn đột nhiên không còn nữa. Ngã xuống. Lần này, tông chủ Cổ Kiếm Tông đã thật sự ngã xuống. Lúc này, đám người Tuyết trưởng lão đi vào trong căn nhà trúc. Khi thấy cảnh tượng trước mặt như vậy, đám người Tuyết trưởng lão đều cúi đầu, im lặng. Dương Diệp liếc nhìn chiếc nhẫn trước mặt mình và do dự một lúc, sau đó đưa nhẫn tới trước mặt Tuyết trưởng lão, đang muốn nói, lúc này, Tuyết trưởng lão nói. Bây giờ ngươi chính là tông chủ của Cổ Kiếm Tông ta. Cái gì? Dương Diệp thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng thi lễ với Dương Diệp và đồng thanh nói. Ra mắt tông chủ. Dương Diệp vội vàng nói. Không không, chiếc nhẫn này không phải cho ta, mà là cho Tuyết trưởng lão, thật sự, thật không phải là cho ta. Mọi người vẫn hành lễ. Mẹ nó, đây là một âm mưu. Sắc mặt Dương Diệp có chút khó coi. Các ngươi làm vậy không phải là không trâu bắt chó đi cày sao? Hơn nữa, các ngươi nhìn đi, ta còn trẻ như vậy, ta, thực lực của ta kém như vậy, ta làm sao có thể làm tông chủ chứ? Tuyết trưởng lão nói, tông chủ muốn gặp ngươi thì chúng ta đã biết được hắn chắc chắn có vài lời căn dặn, quả nhiên, hắn đưa nhẫn tông chủ cho ngươi, ngươi chính là người hắn nhận định, chúng ta đối với ngươi cũng vậy, cũng không có ý kiến gì, cho nên, ngươi chính là tông chủ Cổ Kiếm Tông. Dương Diệp nghẹn họng nhìn chân chối, còn có thể như vậy được sao? Một lát sau, Dương Diệp trầm giọng nói. Ta muốn nói chuyện riêng cùng Tuyết trưởng lão. Nghe vậy, mọi người liếc mắt nhìn nhau, sau đó xoay người rời đi. Dương Diệp ngồi sang một bên, sau đó nói.
Tuyết trưởng lão nói rõ với ta đi. Tuyết trưởng lão khẽ nói. Nói gì? Dương Diệp nói. Cũng xem ta làm tiểu hài tử 3 tuổi. Tuyết trưởng lão im lặng rất lâu, sau đó nói. Thật ra, ngươi làm thiếu tông chủ là do tông chủ bổ nhiệm. Dương Diệp nói. Tiếp tục. Tuyết trưởng lão nói. Chỉ có rất ít người biết đại nạn của tông chủ thật ra sắp đến, trước đây rất lâu, chúng ta đã xem xét tông chủ mới. Trước ngươi, chúng ta lựa chọn Cổ Nghiệt, cũng là một vị thiên tài yêu nghiệt của Cổ Kiếm Tông ta, tuy nhiên, sau khi ngươi xuất hiện, ánh mắt của chúng ta đều tập trung ở trên người ngươi. Ngay từ lúc đầu, chúng ta cũng không dám cho ngươi quyền lợi, tuy nhiên, tông chủ đột nhiên căn dặn, nói có thể tin tưởng ngươi, vì vậy, chúng ta để cho ngươi trở thành thiếu tông chủ. Mà bây giờ, hắn đưa nhẫn cho ngươi, rõ ràng là bảo ngươi làm tông chủ. Tuy ta không biết hắn thật sự mưu tính điều gì, nhưng hắn sẽ không hại Cổ Kiếm Tông ta, vì Cổ Kiếm Tông, hắn đã ép mình phải sống lâu như vậy, vì Cổ Kiếm Tông, hắn đã phải bỏ ra rất nhiều. Dương Diệp khẽ lắc đầu. Ta không thể làm tông chủ Cổ Kiếm Tông. Tuyết trưởng lão nhìn về phía Dương Diệp. Lý do? Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó nói. Ngươi biết ta là ai không? Ngươi không phải là Dương Diệp sao? Tuyết trưởng lão đột nhiên nói. Dương Diệp trực tiếp cứng đờ người. Lại không phải là Dương Diệp sao? Lần này Dương Diệp thật sự ngây người, Tuyết trưởng lão trước mắt này đã biết thân phận của mình rồi sao? Qua rất lâu, Dương Diệp trầm giọng nói. Các ngươi biết à? Tuyết trưởng lão nhìn Dương Diệp rất lâu. Nếu không người nghĩ sao? Dương Diệp lại hỏi. Các ngươi biết từ lúc nào? Tuyết trưởng lão khẽ nói. Chúng ta vừa biết không lâu. Dương Diệp nói. Có bao nhiêu người biết chuyện này? Tuyết trưởng lão nói. Trong Cổ Kiếm Tông chỉ có ta cùng đại trưởng lão biết thôi. Dường như biết suy nghĩ của Dương Diệp, Tuyết trưởng lão cười nói. Ngươi đừng suy nghĩ quá nhiều, Tiêu Si ngươi đặc biệt nổi danh ở Vĩnh Hằng giới, nhưng ở Vĩnh Hằng quốc này cũng không có mấy người biết tới ngươi. Ngoại trừ người đứng đầu mấy thế lực cao cấp nhất, những người còn lại căn bản là không biết Dương Diệp ngươi là nhân vật nào. Sở dĩ ta với đại trưởng lão biết tới ngươi cũng không phải bởi vì ngươi, mà bởi vì linh tổ. Dương Diệp cười nói. Nói như vậy, ta vẫn còn an toàn sao? Tuyết trưởng lão trầm giọng nói. Lai lịch của ngươi quá khả nghi. Bởi vì lúc trước, Vĩnh Hằng quốc chưa bao giờ xuất hiện qua nhân vật giống như ngươi. Bởi vậy, chúng ta lợi dụng tài nguyên Cổ Kiếm Tông tiến hành điều tra về ngươi, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Vì vậy, tông chủ sai người ta đi Vĩnh Hằng giới một chuyến. Dương Diệp liếc nhìn Tuyết trưởng lão. Ta chính là Dương Diệp, các ngươi còn muốn ta làm tông chủ Cổ Kiếm Tông nữa sao? Tuyết trưởng lão khẽ lắc đầu. Ngươi phải hiểu được Vĩnh Hằng quốc có người muốn giết ngươi để thu được linh tổ. Nhưng đây chỉ là rất ít người, cũng không phải người của tất cả Vĩnh Hằng quốc người đều muốn giết ngươi, không phải sao? Dương Diệp im lặng. Tuyết trưởng lão lại nói. Cho tới bây giờ, Cổ Kiếm Tông tuyệt đối không phái ra bất kỳ người nào đi giết ngươi. Lúc trước, chúng ta vẫn muốn quan sát ngươi, dù sao, trên người ngươi có linh tổ, nó lại quan hệ tới tất cả Vĩnh Hằng quốc. Nàng nói đến đây lại đi tới trước mặt Dương Diệp. Ngươi phải hiểu được một điểm. Vĩnh Hằng quốc không phải gió người nào đó khống chế, cũng không phải thế lực nào đó khống chế. Ở đây, có nhiều ý kiến khác nhau. Khi ngươi không cùng hoang tộc đánh Vĩnh Hằng quốc, Cổ Kiếm Tông chúng ta và một vài thế lực khác sẽ không coi ngươi làm kẻ địch. Dù sao, theo chúng ta thấy thì người được một vị linh tổ bằng lòng đi theo sẽ tuyệt đối không phải là một người mất trí. Dương Diệp cười nói. Tuy là vậy, nhưng các ngươi bảo ta làm tông chủ Cổ Kiếm Tông, sẽ không sợ bị thế lực khác nhằm vào sao? Tuyết trưởng lão nhìn thẳng vào Dương Diệp. Cái này phải xem bản thân ngươi thế nào. Ngươi nói không sai, có lẽ chúng ta sẽ bị thế lực khác nhằm vào, nhưng cũng có khả năng bị thế lực khác lấy lòng. Cuối cùng là kết quả gì thì không người nào có thể dự đoán được. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía bên ngoài nhà trúc, trong giây lát, hắn có chút mơ hồ. Tuyết trưởng lão đã rời đi nhà trúc, rõ ràng là đang cho hắn thời gian để tự mình suy nghĩ. Trong gian phòng, Kiếm Kinh xuất hiện ở bên cạnh Dương Diệp và liếc nhìn về chỗ tông chủ Cổ Kiếm Tông trước đó đã ngã xuống, sắc mặt không hề thay đổi, không có chút dao động nào. Sau một lúc lâu, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Nàng nói không sai, chỉ là thế lực nào đó của Vĩnh Hằng quốc nhằm vào ngươi, mà không phải tất cả Vĩnh Hằng quốc, giống như Cổ Kiếm Tông, bọn họ sẽ không nhằm vào ngươi, không chỉ vậy, trái lại là muốn tập trung ở bên cạnh ngươi.
Dương Diệp lắc đầu. Ta không muốn làm tông chủ gì đó, hơn nữa, ta cũng không muốn quản lý nó. Kiếm Kinh trầm giọng nói. Nếu như ngươi không làm tông chủ Cổ Kiếm Tông thì để cho người khác làm, như vậy, sau khi người khác quản lý Cổ Kiếm Tông, đối phương lại có thể trở thành kẻ địch của ngươi. Ta biết ngươi không sợ, nhưng nếu như ngươi nắm giữ Cổ Kiếm Tông thì chẳng khác nào bản thân có thêm một trợ lực. Ngươi cũng thấy rõ nội tình của Cổ Kiếm Tông đấy. Nếu có Cổ Kiếm Tông chống đỡ phía sau ngươi, cho dù ngươi bị lộ ra trong Vĩnh Hằng Quốc, những thế lực muốn động vào ngươi cũng cần phải cân nhắc một chút. Dương Diệp nhìn về phía Kiếm Kinh, cười nói. Ngươi muốn ta trở thành tông chủ Cổ Kiếm Tông sao? Kiếm Kinh gật đầu. Vì sao? Dương Diệp hơi tò mò. Kiếm Kinh im lặng. Dương Diệp khẽ nói. Ngươi vẫn còn lưu luyến nơi này, đúng không? Kiếm Kinh khẽ gật đầu. Ta đã từng do cường giả tiền bối của Cổ Kiếm Tông tập trung tất cả sức lực của Cổ Kiếm Tông chế tạo thành, có thể nói ở đây là nhà của ta. Hơn nữa, những tiền bối năm đó có ơn tạo ra ta, ta vẫn không quên. Năm đó bọn họ tạo ra ta nhưng, tuyệt đối không lợi dụng ta, địa vị của ta ở Cổ Kiếm Tông rất cao, chỉ kém tông chủ, cho dù là tông chủ cũng phải khách sáo với ta. Ta không muốn Cổ Kiếm Tông xuống dốc, đặc biệt là lúc này, khi hắn đã ngã xuống. Cổ Kiếm Tông rõ ràng đã rơi vào trong một nguy cơ. Dương Diệp cười gượng. Ngươi cảm thấy ta có thể giúp Cổ Kiếm Tông sao? Hoặc nói, ngươi cảm thấy ta có thể làm cho Cổ Kiếm Tông quật khởi à? Kiếm Kinh trầm giọng nói. Có ngươi ở đây, ít nhất, Cổ Kiếm Tông sẽ không phải chịu uất ức. Cho dù xuống dốc cũng sẽ không quá tệ. Dương Diệp nhìn Kiếm Kinh và không nói gì. Lúc này, Kiếm Kinh lại nói. Dù sao đám người Tiểu Bạch vẫn chưa về. Hoàng tộc cũng chưa có đánh tới, coi như ngươi làm tông chủ thì thế nào, ngươi thấy sao? Dương Diệp nghe được điều này lại hơi động tâm. Mặc dù mình không thích ràng buộc, nhưng thật ra nghĩ kỹ thì hình như làm tông chủ tuyệt đối không có gì tệ hại. Tuy phải đối mặt với một ít vấn đề trước mắt, nhưng rõ ràng lợi ích cũng rất nhiều. Lúc này, Kiếm Kinh lại nói. Nếu như ngươi nắm giữ Cổ Kiếm Tông, đến lúc đó có thể để cho đám người U Minh Điện tới Cổ Kiếm Tông, không chỉ các nàng. Còn có thể để mấy bằng hữu và người thân của ngươi tới nữa. Ví dụ như để đám người Mạc Lão tới Vĩnh Hằng Quốc, Cổ Kiếm Tông là một thế lực siêu cấp có thể trở thành mái nhà bình yên cho bọn họ. Nhìn chiếc nhẫn trước mắt kia, Dương Diệp im lặng rất lâu, cuối cùng cũng đeo vào tay. Cứ như vậy, Dương Diệp trở thành tông chủ trẻ tuổi nhất của Cổ Kiếm Tông. Tông chủ. Lúc này, Tuyết trưởng lão cùng đám người đại trưởng lão bước vào nhà trúc. Nhìn thấy Dương Diệp đeo chiếc nhẫn thì vẻ mặt của mấy người thả lỏng hơn, đương nhiên cũng có chút phức tạp. Thật ra, trong lòng bọn họ, Dương Diệp cũng không phải là người quá thích hợp, phải nói là bây giờ không thích hợp, nhưng trước khi tông chủ đời trước chết đã ra lệnh, tuy rằng bọn họ có chút do dự, nhưng vẫn quyết định nghe theo mệnh lệnh của hắn. Bởi vì vị tông chủ kia có cống hiến quá lớn đối với Cổ Kiếm Tông. Mà bây giờ, sau khi nhìn thấy Dương Diệp đeo chiếc nhẫn này, mọi người không khỏi cảm thấy không rõ về tương lai của Cổ Kiếm Tông. Ở trong mắt bọn họ, người trước mắt này chẳng khác nào tiểu hài tử. Dương Diệp nhìn mọi người rồi nói. Có cần phải che giấu chuyện tông chủ đời trước ngã xuống không? Tuyết trưởng lão lắc đầu, giấu không được. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nói. Chuyện về hồn giáo đã điều tra như thế nào? Tuyết trưởng lão nói. Tạm thời chúng ta không vội làm chuyện này. Bây giờ chúng ta phải nhanh chóng làm hai chuyện, đầu tiên là tuyên bố chuyện tông chủ ngã xuống, thứ hai chính là ngươi. Ta, Dương Diệp không hiểu rõ lắm. Tuyết trưởng lão khẽ gật đầu. Bây giờ ngươi là tông chủ Cổ Kiếm Tông ta, nhưng còn cần phải thực hiện một bước nữa, cũng chính là tổ chức buổi lễ đăng vị, khi đó, mấy thế lực lớn còn lại và còn có một số người của Tây giới chúng ta sẽ đến chúc mừng. Dương Diệp do dự một lúc, sau đó nói. Có thể không thực hiện những việc vô nghĩa này hay không? Tuyết trưởng lão lắc đầu. Chuyện này phải làm, bởi vì chỉ có vậy, mới có thể chính thức danh chính ngôn thuận. Hơn nữa nếu không tiến hành đại điển đăng vị, sợ rằng Cổ Kiếm Tông ta cùng với rất nhiều thế lực phụ thuộc của Cổ Kiếm Tông ta cũng không nhận ra ngươi. Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó nói. Nếu chẳng may không ai tới chúc mừng, đây chẳng phải là rất xấu hổ sao? Tuyết trưởng lão liếc nhìn, sau đó nói. Cũng sẽ không thảm như vậy đâu. Dương Diệp. Cứ như vậy, ba ngày sau, một tin tức đáng kinh bùng nổ, nhanh chóng truyền khắp tất cả Vĩnh Hằng Quốc. Tông chủ đời trước của Cổ Kiếm Tông ngã xuống.
tông chủ cổ kiếm tông đời trước từng trải qua đại chiến năm đó, hơn nữa, vị này cùng siêu thần khí của cổ kiếm tông đã trấn áp kẻ xấu. Bây giờ, hắn lại ngã xuống. Tương lai của cổ kiếm tông sẽ thế nào? Nhưng chẳng bao lâu, lại một tin tức truyền ra, đó chính là tông chủ cổ kiếm tông mới thượng vị. Diệp Dương. Không thể nghi ngờ, cái tên này rất xa lạ với phần lớn người của Vĩnh Hằng Quốc. Đương nhiên, đây không phải là vấn đề quan trọng nhất mà là Diệp Dương này còn rất trẻ tuổi. Một tông chủ trẻ tuổi nhất của cổ kiếm tông từ trước tới nay. Còn một tin tức mạnh mẽ hơn, đó chính là tông chủ Diệp Dương cũng chỉ là cường giả tam giới. Tam giới. Trong giây lát, tất cả cổ kiếm tông gần như trở thành chuyện cười được bàn luận nhiều nhất ở Vĩnh Hằng Quốc. Mọi người đều đang nói Diệp Dương là con riêng của tông chủ cổ kiếm tông đời trước. Có thể nói, cổ kiếm tông công bố hai chuyện này, không thể nghi ngờ đã gây ra chấn động không nhỏ cho Vĩnh Hằng Quốc. Ngày này, Dương Diệp mặc một bộ trường bào màu tím hoa lệ, mái tóc để xõa. Tuyết trưởng lão tự mình tạo hình cho hắn, ý là thoạt nhìn có vẻ thành thục hơn. Dương Diệp cảm thấy rất đau chứng. Ở trong chủ điện cổ kiếm tông, Dương Diệp ngồi ở phía trên cùng, từ vị trí này hắn nhìn xuống, có thể nhìn thấy thềm đá ngoài điện. Ngày hôm nay, hắn lại phải ở chỗ này tiếp đón người từ thế lực khắp nơi đến chúc mừng. Quả thật rất không tự nhiên. Đối với Dương Diệp, điều này đặc biệt không tự nhiên, tuy nhiên hắn cũng cảm thấy hình như chơi rất vui. Hắn ở bên ngoài lăn lộn nhiều năm như vậy, còn chưa từng trải qua chuyện này. Rất nhanh, ở dưới sự hướng dẫn của đại trưởng lão, một đám kiếm tu đột nhiên bước vào trong đại điện, bọn họ phải lên tới hơn 200 người, tất cả đều không tệ, thậm chí có vài người ngũ giới. Mọi người đồng thời thi lễ với Dương Diệp. Ra mắt tông chủ. Dương Diệp khẽ gật đầu, làm ra vẻ người lớn nói. Không cần đa lễ. Các kiếm tu liếc nhìn Dương Diệp, vẻ mặt có chút kỳ lạ. Tông chủ quá trẻ tuổi. Đương nhiên. Trong lòng phần nhiều bọn họ đều không phục, tam giới mà tính là tông chủ sao? Vậy đám người tứ giới ngũ giới bọn họ chẳng phải có thể làm người đứng đầu Vĩnh Hằng à? Tuy rất nhiều người nghĩ như vậy, nhưng không dám nói ra. Dù sao Tuyết trưởng lão cùng đại trưởng lão còn đang ở đây. Dương Diệp liếc nhìn những đệ tử cổ kiếm tông bên dưới, sau đó cười nói. Ta biết trong lòng các ngươi đang suy nghĩ gì, nếu trong lòng không phục, vậy vì sao không đứng ra nói? Hắn nói xong liền đi tới trước mặt mọi người. Trong lòng không phục thì phải nói ra như một nam như vậy. Mọi người ở đó ngơ ngác nhìn nhau. Đại trưởng lão cùng Tuyết trưởng lão liếc nhìn Dương Diệp nhưng không nói gì. Dương Diệp cười nói. Thế nào, đệ tử của cổ kiếm tông ta đều không có can đảm này sao? Lúc này, một nam tử đứng dậy và nhìn thẳng vào Dương Diệp. Ta không phục. Dương Diệp khẽ gật đầu. Đây là một bệnh. Nhưng không sao, cả đời ta chuyên trị bệnh không phục. Mọi người không phục. Dương Diệp biết rất rõ ràng, hắn còn trẻ tuổi như vậy mà làm tông chủ cổ kiếm tông, chắc chắn sẽ có rất nhiều người không phục, cho dù những người này ngoài mặt không nói gì, nhưng trong lòng tuyệt đối không phục. Hắn nhất định phải làm cho mọi người phục. Nếu như bọn họ không phục, sau này ai sẽ để ý tới tông chủ hắn? Không thích làm thì không thích làm, nhưng nếu hắn đã làm, vậy sẽ phải làm cho giống. Đệ tử đứng trước mặt Dương Diệp là cường giả ngũ giới, là một vị đệ tử chân truyền. Chính bởi vì là đệ tử chân truyền, cho nên hắn mới dám đứng ra nói không phục vào thời điểm này. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, tên đệ tử chân truyền kia khẽ nói, ta hy vọng ngươi có thể chỉ giúp ta. Dương Diệp khẽ gật đầu. Ra tay đi. Tên đệ tử chân truyền kia liếc nhìn xung quanh. Đổi một nơi khác được không? Dương Diệp lắc đầu. Không cần, ngươi cứ ra tay đi. Tên đệ tử chân truyền nhìn Dương Diệp. Ngươi là tam giới, ta là ngũ giới, vì công bằng, ta nhường ngươi ba kiếm trước. Lời này vừa nói ra, ở đó lập tức vang lên những tiếng cười. Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó nói. Vậy ta lại không khách sáo nữa. Vừa dứt lời, ở đó hoàn toàn yên tĩnh. Bởi vì chẳng biết từ lúc nào. Trên hai bên cổ của tên đệ tử chân truyền kia đã có hai thanh phi kiếm chắn ngang. Hai thanh phi kiếm. Tất cả mọi người ở đó đều kinh sợ, cả tên đệ tử chân truyền kia cũng vậy. Bởi vì ngay vừa rồi, hắn còn chưa kịp phản ứng gì. Phải nói là bản thân hắn cũng không biết trên cổ mình có thêm hai thanh kiếm từ lúc nào. Bầu không khí ở đó yên tĩnh giống như đã đông cứng lại. Dương Diệp thoáng động tâm niệm,
hai thanh phi kiếm này bay trở về trong kiếm hồ của hắn, hắn nhìn về phía tên đệ tử chân truyền kia. Nếu không, ngươi ra tay trước vậy. Tên đệ tử chân truyền kia nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó bấm tay bắn ra. Ong! Một tiếng kiếm ngân bắt đầu vang vọng ở nơi đây, ngay sau đó, một luồng kiếm quang bắn ra nhanh như điện chớp. Nhưng rất nhanh, vẻ mặt tên đệ tử chân truyền kia lại đông cứng lại, bởi vì ở giữa chân mày hắn đã có một thanh phi kiếm. Mà kiếm quang của hắn mới dừng lại ở giữa hắn cùng Dương Diệp. Lần này, rất nhiều kiếm tu ở đó lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Tên đệ tử chân truyền đối diện thi lễ với Dương Diệp. Ta phục. Hắn là ngũ giới, tông chủ trước mắt này chỉ là tam giới, nhưng hắn ngay cả sức đánh trả cũng không có. Lần này, hắn biết tông chủ cổ kiếm tông không phải là con riêng của tông chủ đời trước giống như lời đồn đại. Cho dù là con riêng cũng có đủ tư cách để làm tông chủ. Dương Diệp nhìn lướt qua mọi người ở đó, các kiếm tu xung quanh đều hành lễ. Dương Diệp khẽ gật đầu và trở lại vị trí của mình, hắn nhìn về phía tuyết trưởng lão mỉm cười, có vẻ rất thỏa mãn. Nàng cùng đại trưởng lão sợ nhất là Dương Diệp không thể làm mọi người phục, nhưng hiện tại xem ra, ít nhất những đệ tử này đã phục. Về phần những lão gì kia thì không sao cả, đã có nàng cùng đại trưởng lão ép xuống rồi. Hơn nữa, nàng tin tưởng qua vài ba năm, khi đó, không người nào của cổ kiếm tông dám không phục. Thế tử Diệp gia Diệp Chi Bắc đến. Lúc này, một giọng nói đột nhiên từ ngoài điện truyền đến, rất nhanh lại một giọng nói theo sát vang lên. Đại tiểu thư Hình gia Hình Bỉ Thanh. Nghe vậy, trong lòng Dương Diệp thầm vui mừng, hắn đứng lên. Tuy nhiên lúc này, tuyết trưởng lão lại liếc mắt nhìn hắn. Dương Diệp cười nói. Đó là hai bằng hữu của ta, có thể tùy ý một chút. Hắn nói xong liền đi xuống, lúc này... Diệp Chi Bắc cùng Hình Bỉ Thanh đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Trong tay hai nàng ôm một cái hộp rất đẹp. Dương Diệp cười nói. Tới thì tới, còn tặng quà làm gì? Thật là, làm vậy trước sẽ thấy ngại đấy. Hắn nói xong liền trực tiếp nhận lấy hai hộp quà, sau đó bỏ vào bên trong Hồng Mông Tháp. Mọi người. Diệp Chi Bắc cùng Hình Bỉ Thanh khẽ lắc đầu, người này làm tông chủ mà da mặt vẫn dày như thế, cũng không biết kín đáo một chút sao. Hình Bỉ Thanh cười nói. Chúc mừng. Dương Diệp cười nói. Đây chỉ là không trâu bắt chó đi cày thôi, không có gì vui cả. Nói đi, không phải các ngươi đang ở chiến giới à? Sao lại tới đây thế? Hình Bỉ Thanh. Chúng ta biết ngươi làm tông chủ nên tạm thời đi ra trước. Dù thế nào chúng ta cũng phải tới chúc mừng ngươi chứ, không phải sao? Dương Diệp cười nói. Bạn Tâm Giao, lần sau nếu như các ngươi trở thành gia chủ. Ta nhất định sẽ đi chúc mừng các ngươi, đồng thời còn tặng một món quà lớn. Hình Bỉ Thanh cười nói. Xin nhận tấm lòng. Nói xong, nàng liếc nhìn xung quanh. Lãnh gia, Lục gia không có ai tới à? Dương Diệp nói. Có lẽ bọn họ còn đang trên đường đến đây. Hai nàng khẽ gật đầu và không nói gì. Sau đó, Dương Diệp tiếp đón rất nhiều thế gia tới chúc mừng, bọn họ cơ bản đều người của Tây Giới. Đều dựa vào cổ kiếm tông, tất nhiên không thể không tới. Tới lúc kết thúc vẫn không thấy người của Lục gia cùng Lãnh gia tới. Thật ra, Hình gia cùng Diệp gia lại chỉ có Diệp Chi Bắc cùng Hình Bỉ Thanh tới thì không thỏa đáng lắm. Phải biết rằng, bây giờ hai nàng còn không phải là người đứng đầu của mỗi gia tộc. Dương Diệp cũng hiểu rất rõ, hai nhà này ngoại trừ Diệp gia gia, Hình Bỉ Thanh của Hình gia chắc hẳn xuất phát từ tình bằng hữu nên tới một mình. Nhưng bất kể thế nào, hắn cũng tiếp nhận huyện này. Hai nàng không ở lại lâu, sau khi nói chuyện với Dương Diệp một lát liền xoay người rời đi. Dương Diệp cũng không giữ lại. Hắn biết, bây giờ hai nàng đang rất bận. Rất nhanh, người càng lúc càng ít. Khi lại sắp kết thúc, một nam tử mặc áo bào màu đen đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài đại điện. Nhìn thấy người mặc áo đen này, đại trưởng lão cùng tuyết trưởng lão lập tức nhíu mày. Người mặc áo đen đi tới dưới đại điện và ngẩng đầu nhìn Dương Diệp. Hồn giáo ta đặc biệt tới chúc mừng các hạ trở thành tông chủ cổ kiếm tông. Đây là quà mừng. Hắn nói xong liền bấm tay bắn ra, 6 hộp sắt xuất hiện ở trong đại điện. Trong hộp sắt là 6 cái đầu. Nhìn thấy 6 cái đầu này, hai mắt tuyết trưởng lão lập tức hơi nheo lại, bên trong tròng mắt là sát ý lạnh lẽo. Trong hộp sắt, có 3 người là trưởng lão cổ kiếm tông, trong đó Dương Diệp còn nhận ra một cái đầu. Chính là trưởng lão ngoại môn Không Minh.
còn ba cái đầu khác đều là cường giả của những thế gia dựa vào cổ kiếm tông. Dương Diệp liếc nhìn người mặc áo đen, sau đó nói, xem ra, hồn giáo các ngươi rất có ý kiến với việc ta làm tông chủ cổ kiếm tông. Người mặc áo đen cười nói, làm sao có thể như vậy được, chúng ta không phải tới chúc mừng, đồng thời còn tặng quà sao? Dương Diệp mỉm cười, sau đó nói, không có việc gì, nếu hồn giáo các ngươi muốn chơi, cổ kiếm tông chúng ta lại từ từ vui đùa một chút. Người mặc áo đen khẽ gật đầu, hy vọng ngươi có khả năng làm được. Vừa dứt lời, thân thể hắn dần dần trở nên mờ ảo. Đối phương không ngốc, tất nhiên sẽ không để chân thân tới. Đó chỉ là một phân thân. Sau khi người mặc áo đen rời đi, Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, sau đó nói. Đại trưởng lão, Tuyết trưởng lão, có thể điều tra ra được tung tích của bọn họ không? Đại trưởng lão do dự một lúc, sau đó nói. Ta đã thông báo với mấy thế lực lớn còn lại, bọn họ sẽ nhanh chóng trả lời, không bằng. Dương Diệp khoát tay áo. Người ta cũng đã đánh đến trên đầu chúng ta tới, còn chờ làm gì nữa? Bây giờ, điều chúng ta phải làm chính là ăn miếng trả miếng. Truyền ra lệnh của ta, toàn lực tìm kiếm tung tích của bọn họ, vận dụng tất cả tài nguyên của cổ kiếm tông chúng ta. Đại trưởng lão suy nghĩ một lát, sau đó khẽ gật đầu. Tuân mệnh, Dương Diệp rời khỏi đại điện và đi tới động phủ của mình, ở xung quanh động phủ này có cường giả âm thầm bảo vệ. Tuyết trưởng lão đi theo sau lưng Dương Diệp. Trong động phủ, Tuyết trưởng lão trầm giọng nói. Lần này, ngoại trừ Diệp Gia Gia, mấy nhà còn lại đều có thái độ rất mơ hồ, bọn họ tuyệt đối không phản đối, nhưng cũng chưa tới chúc mừng. Dương Diệp nói. Vậy còn chuyện của hồn giáo thì sao? Tuyết trưởng lão trầm giọng nói. Bọn họ không trả lời. Dương Diệp im lặng một lát, sau đó nói. Tuyết trưởng lão, tông chủ cổ kiếm tông ta đời trước là cảnh giới gì vậy? Tuyết trưởng lão nói. Ở vĩnh hằng vũ trụ này không có quá 10 người đạt được cảnh giới của tông chủ. Dương Diệp khẽ nói. Bọn họ có thể muốn đối xử với cổ kiếm tông như với đế gia năm đó không? Tuyết trưởng lão nghe vậy liền nhíu mày. Tuy tông chủ của cổ kiếm tông ta đã ngã xuống, nhưng nội tình của chúng ta vẫn còn, có thể nói, cho dù là mấy nhà còn lại liên thủ cũng không có khả năng dễ dàng tiêu diệt được chúng ta. Hồn giáo xuất hiện rồi. Dương Diệp đột nhiên nói. Bọn họ xuất hiện vào lúc này, tuyệt đối không phải chỉ là trùng hợp. Tuyết trưởng lão khẽ thở dài. Thời buổi hỗn loạn, Dương Diệp đột nhiên cười nói. Ngươi không cần quá lo lắng, không quan tâm bọn họ có mục đích gì, tính toán gì đối với chúng ta, bản thân chúng ta mạnh mẽ là đủ rồi. Về phần hồn giáo, chúng ta lấy nó ra khai đao trước đã. Tuyết trưởng lão trầm giọng nói. Ta sợ hồn giáo đã có thỏa thuận nào đó cùng vài thế lực. Khả năng này là rất lớn, nếu không, bọn họ tuyệt đối không dám công khai xuất hiện ở Tây giới ta như thế, hơn nữa còn đúng lúc tông chủ ngã xuống. Nàng nói đến đây lại nhìn về phía Dương Diệp. Bây giờ, ngươi tuyệt đối không thể rời khỏi cổ kiếm tông, bởi vì mục tiêu của bọn họ chính là ngươi, chỉ cần ngươi không rời khỏi cổ kiếm tông ta lại có thể bảo đảm an toàn cho ngươi. Ngươi bảo ta làm rùa đen rút đầu sao? Dương Diệp cười nói. Tuyết trưởng lão nhíu mày. Dương Diệp đột nhiên cười nói. Tuyết trưởng lão, ta từng đi qua hoang tộc. Tuyết trưởng lão nói. Ngươi muốn nói gì? Dương Diệp khẽ nói. Ta tiếp xúc không nhiều người của hoang tộc, nhưng bọn họ rất có tâm huyết, không chỉ là những đệ tử nòng cốt trong hoang tộc, còn dân bình thường của bọn họ đều rất có tâm huyết. Hơn nữa, bọn họ không hề sợ hãi Vĩnh Hằng Quốc, không chỉ vậy, bọn họ còn rất đoàn kết, đặc biệt đoàn kết. Tuyết trưởng lão im lặng. Dương Diệp đi tới trước mặt Tuyết trưởng lão. Nếu ta đồng ý làm tông chủ cổ kiếm tông như vậy ta sẽ cố gắng làm một lần. Phong cách của Dương Diệp ta chính là, nếu có người muốn đối địch với ta, như vậy, hoặc là hắn chết, hoặc chính là ta chết. Người có thể chết, cũng có thể thua, nhưng tuyệt đối không thể sợ, tuyệt đối không thể nhát gan. Hắn nhìn về phía chân trời ở bên ngoài động phủ. Tuyết trưởng lão, ta muốn ngươi làm giúp ta hai chuyện. Chuyện thứ nhất, giúp ta chọn ra mấy đệ tử chân truyền, đệ tử nội môn cũng có thể, nhưng thực lực phải đạt được ngũ giới, cảnh giới không đạt được thì lực chiến đấu cũng được, những người này do ta dẫn dắt, ta muốn đích thân dẫn theo bọn họ đuổi giết người của hồn giáo. Chuyện thứ hai, người tổ chức những trưởng lão mạnh nhất của cổ kiếm tông ta. Các ngươi trấn giữ cổ kiếm tông, sau đó đợi lệnh bất cứ lúc nào.
Tuyết trưởng lão trầm giọng nói. Không được, làm vậy quá nguy hiểm, ngươi. Dương Diệp đột nhiên ngắt lời Tuyết trưởng lão nói. Một kiếm tu đạt tiêu chuẩn là một kiếm tu cường đại thì chắc chắn phải xông qua vô số nguy hiểm. Những đệ tử chân truyền hay đệ tử nội môn gì đó trong cổ kiếm tông chúng ta đã an nhàn quá lâu rồi. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Tuyết trưởng lão. Ở trong đại điện, đệ tử chân truyền ngũ giới kia thậm chí không đỡ nổi một kiếm của ta cảm thấy được các ngươi chắc hẳn nên hối lỗi đi. Tuyết trưởng lão. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, Tuyết trưởng lão hoàn toàn im lặng. Giống như Dương Diệp nói, đệ tử chân truyền của cổ kiếm tông thậm chí còn không đỡ nổi một kiếm của hắn, điều này là bình thường sao? Nhất định là không bình thường. Tại sao lại như vậy chứ? Bởi vì những đệ tử chân truyền kia có phần quá kém. Thật sự quá kém cỏi. Dương Diệp nói. Tuyết trưởng lão đi làm chuyện ta căn dặn đi, Tuyết trưởng lão khẽ gật đầu, xoay người rời đi. Bên ngoài động phủ, Tuyết trưởng lão ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, cổ kiếm tông có thể thật sự cần phải cải cách rồi. Trong động phủ, Dương Diệp bước vào Hồng Mông Tháp. Bên trong Hồng Mông Tháp, Dương Diệp tập trung đám đại yêu tiểu long lại. Những đại yêu đều đi tới trên phi thăng đài, ánh mắt Dương Diệp đảo qua bọn họ và rất vui mừng. Bởi vì những đại yêu thật sự rất cố gắng. Từ lúc mới bắt đầu đến bây giờ, những đại yêu này cũng không vì các loại thiên tài địa bảo cùng với chất lượng linh khí tốt bên trong Hồng Mông Tháp mà trở nên lười biếng, ngược lại, bọn họ càng thêm khắc khổ. Đặc biệt là rèn luyện ở trong lôi trì kia, cơ thể của những đại yêu này đã mạnh mẽ đến một tồn tại cực kỳ khủng khiếp, có thể nói, cho dù là hắn, nếu như không dùng tới sát đạo thì cũng khó có thể dễ dàng phá vỡ phòng ngự của bọn họ. Tuy bọn họ chỉ là đại yêu ngũ giới, nhưng cơ thể của bọn họ tuyệt đối không thể kém hơn đại yêu chủ cảnh, cũng có sức đánh một trận với đại yêu chủ cảnh. Đặc biệt dẫn đầu là tiểu long tuyệt đối không kém hơn chủ cảnh. Những đại yêu trước mặt hắn không hề yếu hơn những trưởng lão của cổ kiếm tông. Nếu như nhị nha còn ở đó, vậy càng không cần so sánh. Đừng quên Hồng Mông Tháp. Lúc này, giọng nói Kiếm Kinh đột nhiên vang lên ở bên cạnh Dương Diệp. Dương Diệp quay đầu lại nhìn về phía Kiếm Kinh, Kiếm Kinh khẽ nói. Hồng Mông Tháp có thể gia tăng Hồng Mông Tử Khí hộ giáp giúp bọn họ, có thể nói Hồng Mông Tử Khí hộ giáp rất gần với một món thần khí. Có Hồng Mông hộ giáp gia tăng, chiến lực của bọn họ sẽ càng thêm kinh khủng hơn. Nghe vậy, tay phải của Dương Diệp vẫy một cái, Hồng Mông Tháp lập tức xuất hiện ở trước mặt của hắn, dưới sự ra hiệu của Dương Diệp, Hồng Mông Tháp bắt đầu nhanh chóng chấn động. Ngay sau đó, một ánh sáng màu tím bao trùm lên trên người của đám đại yêu tiểu long. Nhưng ánh sáng màu tím này hình thành một hộ giáp rất dày, rất kiên cố. Dương Diệp nhìn thấy cảnh tượng như vậy liền mỉm cười. Phòng ngự của bản thân đám đại yêu tiểu long đã đặc biệt biến thái, bây giờ còn cộng thêm những hộ giáp này, có thể nói, phòng ngự của bọn họ tuyệt đối sẽ làm cho những đối thủ cùng cấp phải nghi ngờ cuộc đời. Sau khi Dương Diệp tập trung đám đại yêu tiểu long liền đi tới lôi khu. Trong lôi khu, trên trăm nói ám hư thần lôi không ngừng chấp hiện. Áp lực của lôi lực mạnh mẽ tới mức khiến người ta khó có thể thở nổi. Ở bên trong Hồng Mông Tháp này chỉ có hai kẻ có thể tiếp cận lôi khu này. Người thứ nhất là Tiểu Bạch, thứ hai là Lôi Lâm. Bản thân Lôi Lâm chính là Lôi Linh, nàng chỉ có cảm giác thân thiết với ám hư thần lôi, mà mảnh ám hư thần lôi này cũng không nảy sinh mâu thuẫn với nàng. Bởi vậy, Lôi Lâm thường chạy đến đây chơi đùa. Mà mỗi một lần chơi đùa, nàng lại sẽ tăng lên một lần. Ở bên trong Hồng Mông Tháp này, có rất nhiều linh đến từ Đại Thiên Vũ Trụ, sau khi những linh này đi tới thế giới Hồng Mông Tháp, Dương Diệp tuyệt đối không quản bọn họ, cũng không cần quản. Bởi vì bọn họ sẽ không làm tổn thương thế giới này. Những linh này rải rác ở các nơi trên thế giới, bởi vì sự tồn tại của bọn họ đã làm cho thế giới của Hồng Mông Tháp càng thêm hoàn thiện. Lúc này, một cái đầu nhỏ đột nhiên từ trong lôi khu chui ra. Đó chính là Lôi Lâm. Lôi Lâm tuét miệng cười khi nhìn thấy Dương Diệp, sau đó nhảy xuống. Nàng vẫn nhỏ như vậy. Dương Diệp khẽ xoa đầu của Lôi Lâm. Chơi vui không? Lôi Lâm gật đầu, sau đó nàng chỉ vào lôi khu. Tỷ tỷ cho ta ăn đồ ăn ngon. Nàng nói xong, móng nhỏ chợt phung vẩy, rất nhanh lại có một đám lôi quang xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Tinh hoa của lôi. Kiếm Kinh bên cạnh Dương Diệp đột nhiên khẽ nói. Tinh hoa của lôi à? Dương Diệp nhìn về phía Kiếm Kinh khẽ nói. Đây là một loại năng lượng tinh khiết,
có tác dụng rất lớn đối với Lôi Lâm. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía lôi khu này, rõ ràng, lôi khu này đã có linh riêng của mình. Dương Diệp cũng không đi tiếp xúc với linh này, cứ như bây giờ đã tốt rồi. Đối phương bằng lòng giúp đỡ hắn cùng những đại yêu rèn luyện cơ thể, vậy đã đủ rồi. Về phần biết với lôi khu này à, vẫn là thôi đi, hắn không có khả năng là tiểu bạch. Trong đám mây, Dương Diệp nhìn xuống tất cả mọi thứ bên dưới, từ nơi này nhìn tiếp, vừa vặn thấy được toàn cảnh của kiếm tông. Ở đây không tranh đấu, không âm mưu, vạn vật sinh tồn, vạn vật bình đẳng. Đây là nơi hắn phải bảo vệ. Qua một canh giờ sau, Dương Diệp rời khỏi Hồng Mông Tháp. Bên ngoài động phủ truyền đến giọng nói Tuyết trưởng lão. Cầu kiến tông chủ. Dương Diệp khẽ gật đầu. Vào đi. Sau khi Tuyết trưởng lão đi vào liền liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Chúng ta đã điều tra ra được một chỗ cứ điểm của hồn giáo, ở nơi đó có khả năng có cường giả chủ cảnh trấn giữ. Dương Diệp nói. Chuyện thứ hai. Tuyết trưởng lão nghiêng đầu liếc nhìn. Tiến vào đi. 9 người nhanh chóng đi vào trong động phủ. Trong 9 người này có 7 người là ngũ giới, 2 người là tử giới. 9 người thi lễ với Dương Diệp. Ra mắt tông chủ. Tuyết trưởng lão nói. Trong bọn họ, ngoại trừ Phong Hàn ra, còn lại 8 người đều là đệ tử chân truyền. Phong Hàn. Dương Diệp nhìn về phía 9 người kia. Lúc này, một người thanh niên đi. Ra. Phong Hàn ra mắt tông chủ, Dương Diệp liếc nhìn Phong Hàn, khí tức hắn hoàn toàn không kém hơn những đệ tử chân truyền kia. Dường như biết suy nghĩ của Dương Diệp, Tuyết trưởng lão nói. Hắn là đệ tử đứng đầu nội môn, sở dĩ hắn không phải đệ tử chân truyền là bởi vì chính hắn cũng không muốn trở thành đệ tử chân truyền. Không muốn trở thành đệ tử chân truyền. Dương Diệp nhìn về phía Phong Hàn. Vì sao? Phong Hàn nói. Ở nội môn lâu nên ta có một đám huynh đệ, không muốn rời khỏi bọn họ. Hơn nữa, dù sao bất kể là đệ tử chân truyền hay đệ tử nội môn đều là đệ tử cổ kiếm tông ta, tuyệt đối không có gì khác nhau. Dương Diệp mỉm cười. Nói rất hay. Hắn liếc nhìn tất cả mọi người ở đó, sau đó nói. Đệ tử chân truyền, đệ tử ngoại môn, bản chất thì không khác nhau, tuy giữa hai bên có thân phận khác nhau, nhưng ta hy vọng trong lòng các ngươi không cần có sự khác biệt này. Không nên cho rằng mình là đệ tử chân truyền hoặc là đệ tử nội môn thì cảm thấy mình tài trí hơn người. Được rồi, ta cũng không thuyết giáo với các ngươi nữa. Tuyết trưởng lão chắc hẳn đã nói với các ngươi về mục đích của chúng ta lần này chứ. Mọi người đồng thời gật đầu. Dương Diệp lại nói. Lần này, ta sẽ không để cho bất kỳ cường giả nào trong tông môn nào đi theo, có thể còn sống trở về hay không là bản lĩnh của chúng ta, nếu như không thể sống sót trở về, đó là chúng ta đáng đời. Đi thôi. Dương Diệp nói xong liền dẫn theo mọi người rời khỏi động phủ. Đến cửa động phủ, hắn đột nhiên dừng lại và nhìn về phía Tuyết trưởng lão. Không cần phái người đi theo. Tuyết trưởng lão phải làm được chuyện thứ ba, bởi vì ta cảm thấy bọn họ có thể sẽ lập tức nhằm vào cổ kiếm tông ta. Tuyết trưởng lão có chút do dự. Dương Diệp cười nói. Đã là đệ tử chân truyền, nếu như còn cần trưởng thành dưới sự che chở của các người thì phải vô dụng tới mức nào chứ? Hắn nói xong liền xoay người dẫn theo mọi người trực tiếp biến mất ở cuối chân trời. Sau khi Dương Diệp rời khỏi đó, Tuyết trưởng lão lại đột nhiên cười. Trong đám mây, 10 đường kiếm quang lướt qua phía chân trời, để lại từng vệt kiếm trong đám mây này. Dẫn đầu dĩ nhiên là Dương Diệp. Lần này bọn họ sẽ đi tới một thành cổ tên là Nhạc Thành, nơi đó có mấy thế gia nhỏ đã từng phụ thuộc vào cổ kiếm tông, nhưng bây giờ thì không biết được. Sau khi đám người Dương Diệp rời khỏi đó, cổ kiếm tông lập tức bước vào tình trạng cảnh giới. Không chỉ có vậy, cổ kiếm tông còn hạ lệnh nhanh chóng triệu tập những đệ tử cổ kiếm tông ở bên ngoài. Loại tình huống này chỉ xuất hiện vào thời điểm nguy hiểm. Hễ là đệ tử cổ kiếm tông nhận được mệnh lệnh đều sẽ lập tức nhanh chóng trở về, cho dù là ở chiến giới cũng vậy. Theo một loạt động tác của cổ kiếm tông, tất cả Vĩnh Hằng Quốc đã không bình tĩnh được nữa. Sau nửa canh giờ, đám người Dương Diệp đã xuất hiện ở Nhạc Thành. Nhưng khi bọn họ chạy tới Nhạc Thành, cả Nhạc Thành đã không có một bóng người nào. Là một tòa thành trống. Đám người Dương Diệp tới trước cửa thành đã phát hiện ra cảnh tượng như vậy, lập tức trở nên thâm trầm. Lẽ nào đối phương đã sớm biết được, cho nên tất cả đều rút lui. Sợ rằng có mai phục. Lúc này,
một tên kiếm tu bên cạnh Dương Diệp đột nhiên nói. Người nói tên là Thanh Việt, là người có thực lực xuất sắc trong các đệ tử chân truyền. Dương Diệp liếc nhìn tòa thành trống này, sau đó nói. Các ngươi ở đây, ta vào xem. Thanh Việt vội vàng nói. Tông chủ, làm vậy sợ rằng không thích hợp đâu. Nếu như tông chủ muốn đi vào, vậy chúng ta đi vào chung đi. Thanh Việt nói xong, mọi người gật đầu và đều nói muốn đi vào chung. Dương Diệp cười nói. Không có việc gì, các ngươi cứ chờ ta ở đây. Vừa dứt lời, hắn trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang lập tức biến mất. Đám người Thanh Việt cũng không đứng yên tại chỗ, mà vội vàng đi theo. Dương Diệp đi tới giữa thành, thần thức của hắn phát ra ngoài, sau đó nhanh chóng thu lại. Ở đây quả thật không có một bóng người. Dương Diệp lại đột nhiên mỉm cười. Các ngươi không phải là muốn ta đi vào sao? Ta tiến vào rồi, các ngươi có thể đi ra đi. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, đám người Thanh Việt nhất thời giống như gặp phải kẻ địch lớn, tập trung tất cả tinh thần đề phòng. Ha ha! Một tiếng cười quỷ dị đột nhiên vang lên ở trong không trung, ngay sau đó, tất cả nhạc thành bắt đầu trực tiếp chấn động. Chẳng bao lâu trên không trung xuất hiện một đám mây đen cực lớn bao phủ tất cả nhạc thành. Mà ở trong đám mây này mơ hồ có thể thấy được rất nhiều gương mặt quỷ dọa người. Không chỉ có vậy, tất cả bên trong nhạc thành đột nhiên nổi lên từng trận âm phong lạnh thấu xương. Phía sau Dương Diệp, đám người Thanh Việt vội vàng phóng ra kiếm ý của bản thân chống cự lại những âm phong này. Lúc này, phía chân trời đột nhiên truyền đến một giọng nói khàn khàn. Diệp Tông Chủ, biết ngươi muốn tới nên chúng ta đã chuẩn bị cho ngươi một phần quà lớn, hy vọng ngươi có thể thỏa mãn. Bên dưới, hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại. Chỉ có 10 người bọn họ cùng Tuyết Trưởng Lão biết chuyện hắn muốn tới đây. Lúc này Dương Diệp càng thêm chắc chắn việc Cổ Kiếm Tông thật sự có nội gián. Là Tuyết Trưởng Lão sao? Tự hỏi lương tâm. Người đầu tiên hắn nghĩ tới chính là Tuyết Trưởng Lão. Nhưng chẳng bao lâu, hắn lại hủy bỏ suy nghĩ này của mình. Bản năng nói cho hắn biết, Tuyết Trưởng Lão không có khả năng làm như thế. Nếu không phải Tuyết Trưởng Lão, chẳng lẽ là Đại Trưởng Lão? Thậm chí là một trong đám đệ tử chân truyền này. Không có khả năng, những đệ tử chân truyền này căn bản không biết hắn muốn tới Nhạc Thành. Hơn nữa, bọn họ muốn mật báo ngay dưới mí mắt của hắn là rất khó. Sau một lúc lâu, Dương Diệp lắc đầu, không suy nghĩ về vấn đề này nữa, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trong đám mây. Nơi đó xuất hiện một lão già gầy gò. Lão già gầy như que củi, như da bọc xương, nhưng đôi mắt lại đặc biệt tinh tường, lão già gầy gò đứng ở trong đám mây, cúi đầu nhìn về phía Dương Diệp. Nghe nói ngươi không cần cường giả Cổ Kiếm Tông đi theo. Dương Diệp cười nói, cái này mà ngươi cũng biết, thật sự không được rồi. Lão già gầy gò khẽ nói. Ta còn biết nhiều hơn nữa. Ví dụ như, người đến từ Vĩnh Hằng Giới. Fairy có nhiều không? Dương Diệp cười nói. Ta có chút tò mò, các ngươi chỉ bố trí nội gian ở trong Cổ Kiếm Tông ta, hay là trong mấy thế lực lớn còn lại và cả Vĩnh Hằng Giới đều có cơ sở ngầm của các ngươi. Lão già gầy gò nói. Ngươi thấy thế nào? Dương Diệp nói. Không thể không nói, ta đã đánh giá thấp hồn giáo các ngươi. Lão già gầy gò nói. Ngay từ lúc đầu, chúng ta cũng có phần xem thường ngươi. Bây giờ, lão phu tự mình ra tay, cho dù ngươi chết, cũng nên cảm thấy vinh hạnh đi. Đúng lúc này, hai thanh phi kiếm lặng lẽ xuất hiện ở hai bên lão già gầy gò này. Nhưng hai thanh phi kiếm còn chưa tới gần lão già gầy gò, hai bàn tay màu đen liền trực tiếp nắm lấy chúng. Lão già gầy gò cười lạnh. Ta đã sớm biết phi kiếm của ngươi sắc bén nên ta đã sớm đề phòng rồi, ngươi. Mà vào lúc này, lão già gầy gò chợt ngừng nói, trong phút chốc, hắn trực tiếp biến mất. Suy, ở vị trí không gian lão già vừa đứng đột nhiên xuất hiện một vết nứt, đó là do kiếm đâm ra. Vạn Minh, cách đó mấy trăm trượng, lão già gầy gò nhìn chằm chằm Dương Diệp. Không ngờ được ngươi vẫn còn có một kiếm, nếu không phải lão phu thường xuyên đề phòng. Sợ rằng đã trúng bẫy của ngươi rồi. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên bấm tay bắn ra, trong phút chốc, một cái ô màu đen lơ lửng ở trên đỉnh đầu của Dương Diệp, thoáng cái, một lực lượng cường đại tự trong cái ô này chấn động ép xuống, lực lượng mạnh mẽ trực tiếp làm cho mảnh không gian xung quanh Dương Diệp sôi trào. Hai mắt Dương Diệp híp lại, tâm niệm thoáng động, hai thanh phi kiếm bay tới chém lên cái ô màu đen kia. Nhưng hai thanh phi kiếm vừa tới gần liền trực tiếp bị bắn ra.
chúng căn bản không có cách nào tới gần. Lúc này, từng lực lượng mạnh mẽ đã chấn động xuống. Đám người Thanh Việt phía sau Dương Diệp lại muốn ra tay, tuy nhiên, Dương Diệp nhanh hơn, một mảnh kiếm quang sáng như tuyết đột nhiên phóng lên cao, trực tiếp ngăn cản lực lượng cường đại do cái ô màu đen kia phát ra. Nhưng chẳng bao lâu, mảnh kiếm quang bắt đầu dần dần tiêu tan. Lúc này, lão già gầy gò trong không trung đột nhiên đánh ra một chưởng. Ầm, cả nhạc thành bên dưới đột nhiên rung lên, ngay sau đó, không gian xung quanh Dương Diệp cũng trở nên kích động, từng lực lượng mạnh mẽ từ trong không gian chấn động ra. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, cơ thể hắn bây giờ căn bản không có khả năng chịu được những lực lượng này. Một khi chúng tới gần, hắn có thể sẽ thịt nát xương tan. Dương Diệp không dám che giấu thực lực của mình, bước về phía trước một bước, một lực lượng thần bí đột nhiên bao phủ xung quanh. Kiếm vực. Sau khi kiếm vực xuất hiện, những lực lượng này đột nhiên dừng lại, mà lúc này, một thanh kiếm lặng lẽ chém ở trên cái ô đen này. Ầm. Cái ô đen trực tiếp bị một kiếm này chém bay. Cùng lúc đó, hai thanh phi kiếm trực tiếp chém về phía lão già gầy gò. Lần này, tốc độ cùng lực lượng của hai thanh phi kiếm đều hơn trước rất nhiều. Phát hiện ra cảnh tượng như vậy, lão già gầy gò thầm khiếp sợ, thân hình lóe lên, muốn tránh đi, nhưng hai thanh phi kiếm này có tốc độ thật sự quá nhanh. Xuy xuy, hai thanh phi kiếm trực tiếp xuyên qua trước ngực của lão già gầy gò. Nhưng Dương Diệp lại nhíu mày, bởi vì ở trong nháy mắt đó cơ thể lão già gầy gò đột nhiên nổ tung ra, ngay sau đó, bên trong kiếm vực đột nhiên xuất hiện thêm rất nhiều khí đen. Những khí đen này che phủ kiếm vực. Rất nhanh, tất cả kiếm vực đột nhiên bắt đầu chấn động, dường như muốn nổ mạnh. Dương Diệp nhíu mày, trong phút chốc, ở trong tay hắn xuất hiện một thanh kiếm. Giết! Tay phải của Dương Diệp cầm chu và chém mạnh về phía trước. 11 kiếm gồm kiếm vực chồng chất. Khi một kiếm cuối cùng hạ xuống, trong chớp mắt này, rất nhiều khí đen trong kiếm vực lập tức tán loạn biến mất, cùng lúc đó, một bóng đen trực tiếp bay ngược về phía sau. Bóng đen này chính là lão già gầy gò. Sau khi một kiếm vừa rồi được gia tăng thêm kiếm vực, trực tiếp chém bay lão già kia ra ngoài, sau khi lão già gầy gò kia bay ra ngoài, thân hình lập tức lóe lên, rời khỏi phạm vi kiếm vực của Dương Diệp, tuy nhiên tốc độ của Dương Diệp rất nhanh, lập tức tới gần lão già gầy gò. Xuy xuy xuy, ba thanh phi kiếm bay ra trước, bởi vì có kiếm vực, tốc độ của ba thanh phi kiếm nhanh đến mức cho dù lão già gầy gò kia là chủ cảnh cũng khó có thể tránh né, chỉ có thể cứng rắn chống lại. Trong đôi mắt của lão già gầy gò chợt lóe lên một tia sát ý lạnh lẽo, đột nhiên, tay phải hắn vung lên, cái ô màu đen lại xuất hiện, thoáng cái trực tiếp bao phủ lấy hắn. Xuy xuy xuy, mà lúc này, ba thanh phi kiếm bay chém tới. Tuy nhiên, ba thanh phi kiếm đều không có khả năng phá vỡ được cái ô màu đen này, cấp bậc của nó cũng là thần khí muốn phá thần khí vẫn rất khó khăn. Nhưng ngay vào lúc này, lại có một thanh kiếm chém ở trên cái ô đen này. Thanh kiếm này vừa rơi xuống, cái ô lập tức chấn động mạnh, một tiếng kêu thảm thiết từ trong cái ô vang lên, ngay sau đó, cái ô trực tiếp nổ tung ra và hóa thành mảnh vỡ năng lượng khắp bầu trời bắn nhanh về bốn phía. Mà lão già gầy gò ở trong cái ô cũng trực tiếp bị một kiếm này chém ra ngoài. Trong không trung, lão già gầy gò liên tục phun máu tươi, ở trong mắt lộ vẻ khó tin. Hắn là chủ cảnh, ở trên phương diện lực lượng tuyệt đối có thể nghiền ép Dương Diệp trước mắt. Nhưng sau một lúc giao đấu, hắn lại phát hiện ra mình dùng hết thủ đoạn, nhưng vẫn không thể làm gì được Dương Diệp. Không chỉ có vậy, ngoài ba thanh kiếm kia, trong tay Dương Diệp còn cầm một thanh kiếm khác càng khủng khiếp hơn. Lão già gầy gò dĩ nhiên nhận ra được thanh kiếm trong tay Dương Diệp. Đây chính là kiếm đứng đầu Vĩnh Hằng Quốc. Lão già gầy gò đã có ý định bỏ chạy, khi ý nghĩ này vừa xuất hiện, hắn quyết đoán xoay người bỏ chạy. Nhưng vào lúc này, Dương Diệp làm sao có thể thả hổ về rừng được. Hai thanh phi kiếm đột nhiên phóng lên cao, ngay sau đó trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của lão già gầy gò, cứng rắn ép hắn phải ngừng lại. Lão già gầy gò vừa muốn ra tay, lúc này, một thanh kiếm trực tiếp từ trên đỉnh đầu hắn chém xuống. Chu! Nhìn thấy thanh kiếm này, trong lòng lão già gầy gò hoảng hốt, ở trong tình cảnh đứng giữa sống chết, hắn cũng không kịp làm gì, lấy ra một phù văn màu đen và bóp nát, trong phút chốc. Một ảo ảnh xuất hiện ở trước mặt lão già khô gầy, ảo ảnh này nhẹ nhàng điểm một ngón tay về phía Dương Diệp. Ầm, một ngón tay này hạ xuống, tất cả không gian trên không trung của nhạc thành đột nhiên run lên,
Ngay sau đó, cả người Dương Diệp giống như diều đứt dây bay ngược ra ngoài. Không chỉ có vậy, ba thanh phi kiếm của hắn lập tức bay đến ngoài ngàn dặm. Tuy nhiên, kiếm có linh, cuối cùng lại tự động bay trở về đến trong kiếm hồ của hắn. Ngoài mấy trăm trượng, Dương Diệp lau máu tươi trên khóe miệng và ngẩng đầu nhìn về phía cách xa, lão già gầy gò vẫn đứng ở nơi đó, mà trước mặt lão già là một ảo ảnh, không nhìn thấy rõ bản thể. Ảo ảnh kia đối mặt với Dương Diệp, lão già ở sau lưng ảo ảnh nhìn chằm chằm vào Dương Diệp. Diệp Dương, chúng ta sẽ nhanh chóng gặp mặt thôi. Nói xong, hắn xoay người trực tiếp biến mất ở cuối chân trời. Lúc này, trong lòng lão già gầy gò đang rỉ máu. Ảo ảnh kia là một đòn sát thủ của hắn, đó là do phía trên để lại cho hắn và chỉ có một lần cơ hội sử dụng. Bây giờ, hắn đã sử dụng đòn sát thủ này, không những vậy, còn chưa hoàn thành nhiệm vụ, có thể nói lần này hắn tiền mất tật mang a. Trên không trung Nhạc Thành, Dương Diệp lạnh lùng nhìn ảo ảnh kia, ảo ảnh này cũng không nói lời nào. Sau khi lão già gầy gò biến mất, ảo ảnh liền dần dần biến mất. Lúc này, đám người Thanh Việt vội vàng vây quanh. Nhìn thấy Dương Diệp không có vấn đề gì quá lớn, trong lòng mọi người lập tức thả lỏng. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, ở dưới kiếm vực bao phủ, hắn cũng có thể cảm nhận được rõ ràng tất cả mọi thứ trong Nhạc Thành bên dưới. Đột nhiên, Dương Diệp nói, đi theo ta. Vừa dứt lời, hắn đi thẳng tới trong thành và bước về phía xa. Chẳng bao lâu, đoàn người đi tới trong một góc phía nam của thành, khi bọn họ tới đó, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Trong góc khuất này chất đống rất nhiều thi thể chồng cất từng tầng một, có khoảng chừng mấy chục tầng. Trên người bọn họ cũng không có bất kỳ vết thương nào. Hồn phách biến mất. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh. Đi xem. Rất nhanh, mấy tên kiếm tu sau lưng hắn lập tức biến mất. Chỉ trong giây lát, mấy tên kiếm tu đã ngự kiếm trở lại trước mặt Dương Diệp. Một tên kiếm tu trong đó trầm giọng nói. Các góc xung quanh tường thành đều như vậy. Chắc những người này là người trong Nhạc Thành, hồn phách của bọn họ đều bị hút ra. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời. Bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Lúc này, Thanh Việt đột nhiên nói. Bọn họ có khả năng còn muốn ra tay vớt thành khác. Dương Diệp đang muốn nói, đột nhiên không gian ở trước mặt hắn đột nhiên rung lên. Ngay sau đó, giọng nói Tuyết trưởng lão từ trong đó truyền ra. Chẳng bao lâu, sắc mặt Dương Diệp trở nên thâm trầm. Sao vậy? Bên cạnh Dương Diệp, Thanh Việt hỏi. Dương Diệp ngẩng đầu liếc nhìn qua cuối chân trời. Tất cả Tây giới có khoảng 50 tòa thành đều đã giống như Nhạc Thành. Thanh Việt trầm giọng nói. Bọn họ thu thập nhiều hồn phách như vậy, rốt cuộc muốn làm gì? Dương Diệp lắc đầu. Không biết, Thanh Việt trầm giọng nói. Chúng ta phải ngăn cản bọn họ, nếu không, đến lúc đó sợ là cả Tây giới cũng sẽ chỉ còn lại Cổ Kiếm Tông chúng ta. Nghe vậy, hai mắt Dương Diệp hơi nheo lại. Chỉ còn Cổ Kiếm Tông. Lẽ nào mục đích của đối phương chính là như thế? Dương Diệp im lặng một lát mới nói. Đi theo ta. Nói xong, mọi người ngự kiếm rời khỏi Nhạc Thành. Cổ Kiếm Tông. Trong điện nghị sự chỉ còn Dương Diệp cùng Đại trưởng lão và Tuyết trưởng lão. Dương Diệp nói. Ta cảm thấy, nhất cử nhất động của chúng ta đều đang trong sự khống chế của bọn họ. Tuyết trưởng lão liếc nhìn Dương Diệp. Ngươi cảm thấy Cổ Kiếm Tông chúng ta có nội gián. Dương Diệp cười nói. Tuyết trưởng lão không cảm thấy vậy sao? Tuyết trưởng lão nói. Nếu quả thật có nội gián, cấp bậc như vậy nội gián ở Cổ Kiếm Tông ta cũng không thấp. Dương Diệp im lặng không nói. Đại trưởng lão cùng Tuyết trưởng lão đều không nói gì, trong giây lát, trong đại điện rơi vào trong sự im lặng. Dương Diệp đi tới bên ngoài đại điện và liếc nhìn phía xa. Từ vị trí này, có thể nhìn thấy phần lớn phong cảnh của Cổ Kiếm Tông. Thật ra, hắn thật sự không muốn dính vào chuyện âm mưu quỷ kế này. Đối với hắn thích trực tiếp hơn. Trọng trách của Cổ Kiếm Tông này còn nghiêm trọng hơn hắn tưởng tượng. Cổ Kiếm Tông tuyệt đối có nội gián, thậm chí có thể là Tuyết trưởng lão, cũng có thể là Đại trưởng lão, có lẽ là nhân vật thực quyền khác. Nhưng trước khi không chứng cứ xác thực, hắn căn bản không thể tránh được. Sau một lúc lâu, Dương Diệp đột nhiên nói. Ta muốn rời khỏi đây một lát, bất kỳ kẻ nào cũng không cần theo. Nói xong, hắn trực tiếp ngự kiếm lập tức biến mất. Trong đại điện, đại trưởng lão cùng Tuyết trưởng lão im lặng không nói. Trong đám mây, Dương Diệp ngự kiếm đi nhanh, hắn dùng kiếm vực che giấu, khí tức đã hoàn toàn biến mất. Ngươi muốn đi đâu?
Kiếm Kinh đột nhiên hỏi. Dương Diệp nói. Ta muốn ra khỏi Cổ Kiếm Tông trước đã, ta mặc dù là tông chủ, nhưng ngươi không cảm thấy, ta thật ra rất xa lạ với tông môn này sao? Kiếm Kinh im lặng một lát, sau đó nói. Ta nghĩ rằng ngươi muốn rời khỏi Cổ Kiếm Tông. Dương Diệp cười nói. Làm việc, sao có thể bỏ dở nửa chừng được? Bên trong Hồng Mông Tháp, Kiếm Kinh mỉm cười không nói nữa. Chiến giới. Dương Diệp lại một lần nữa đi tới chiến giới. Nếu như từ bên trong chỉ Cổ Kiếm Tông, nhất định sẽ làm cho cả tông môn phát sinh nội loạn, thậm chí là lòng người bàng hoàng. Từ rất lâu rồi, giết người không nhất định có thể giải quyết vấn đề. Hơn nữa, bây giờ hắn còn chưa có người nào để có thể giết. Hắn lấy mượn ngoại lực. Hai bằng hữu cũ. Dương Diệp tìm được Hình Bỉ Thanh cùng Diệp Chi Bắc ở trong một dãy núi, ba người ngồi xếp bằng ở trên một đỉnh núi. Hai nàng im lặng, lặng lặng nghe Dương Diệp nói. Qua rất lâu, Dương Diệp xoa tay. Ta nói xong rồi, các ngươi thấy thế nào? Hai nàng liếc mắt nhìn nhau. Cuối cùng, Hình Bỉ Thanh nói. Ngươi muốn ta nói thật sao? Dương Diệp gật đầu. Hình Bỉ Thanh trầm giọng nói. Ngươi hãy rời khỏi Cổ Kiếm Tông đi. Vì sao? Dương Diệp hỏi. Hình Bỉ Thanh do dự một lúc, sau đó nói. Ta cũng không giấu ngươi, ta nhận được một ít tin tức là có người đang nhằm vào Cổ Kiếm Tông. Trước đó không nhằm vào là bởi vì tông chủ Cổ Kiếm Tông của các ngươi vị vẫn còn, hắn ở đó chính là một lực uy hiếp. Nhưng hắn ngã xuống, Cổ Kiếm Tông ngươi lại không có người nào có thể đạt được trình độ của hắn. Nói một cách đơn giản, địa vị cùng thực lực của Cổ Kiếm Tông các ngươi bây giờ căn bản không còn. Dương Diệp trầm giọng nói. Bây giờ bên ngoài còn có hoang tộc, vị đứng đầu Vĩnh Hằng kia sẽ trơ mắt nhìn Vĩnh Hằng quốc nội loạn sao? Hình Bỉ Thanh lắc đầu. Sẽ không nội loạn, nếu như tông chủ của Cổ Kiếm Tông ngươi còn sống, đồng thời thực lực vẫn ở trạng thái đỉnh phong, bọn họ ra tay như thế có thể sẽ khiến cho Vĩnh Hằng quốc nội loạn lớn, nhưng bây giờ, lực lượng cao nhất của Cổ Kiếm Tông các ngươi không còn, ngươi hiểu ý của ta không? Rắn mất đầu. Dương Diệp tất nhiên hiểu rõ ý của Hình Bỉ Thanh, bây giờ Cổ Kiếm Tông đã là rắn mất đầu, không có một vị cường giả có lực uy hiếp. Về phần Dương Diệp hắn, có khả năng căn bản không lọt nổi vào trong mắt một vài người. Dương Diệp im lặng rất lâu, sau đó nói. Thái độ của Hình gia cùng Diệp gia các ngươi là xem chừng sao. Hai nàng gật đầu. Chuyện hồn giáo thì sao? Dương Diệp hỏi. Hình Bỉ Thanh lắc đầu. Chúng ta không biết về chuyện này, tuy nhiên theo suy đoán của ta, hồn giáo chắc chắn từng tiếp xúc qua với mấy nhà chúng ta rồi. Nàng nhìn về phía Diệp Chi Bắc. Bây giờ từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Diệp Chi Bắc chính là gia chủ của Diệp gia. Diệp Chi Bắc liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Bọn họ đã từng tiếp xúc qua, tuy nhiên là tiếp xúc cùng lão tổ Diệp gia ta, về phần bọn họ nói chuyện gì thì ta cũng không thể nào biết được. Nói đến đây, nàng do dự một lúc, lại nói. Chắc là đạt được thỏa thuận nào đó. Dương Diệp im lặng. Hình Bỉ Thanh tiếp. Diệp huynh, theo quan điểm của ta. Ta cảm thấy đây là các thế lực Vĩnh Hằng quốc quyết định chia cắt Cổ Kiếm Tông ngươi. Phải biết rằng, Cổ Kiếm Tông ngươi đã chiếm một tây giới, chia cắt Cổ Kiếm Tông. Dương Diệp cười gượng, hắn làm TT ông chủ thật sự là đồ phá hoại. Mới vừa lên vị, lại có nhiều thế lực nhằm vào như vậy, lẽ nào Dương Diệp há nổ thật sự là thiên sát cô tinh. Sau một lúc lâu, Dương Diệp đứng lên, liếc mắt nhìn hai nàng. Làm bằng hữu, ta cũng không thể khiến cho các ngươi quá khó xế trừ. Nhưng các ngươi là hai bằng hữu duy nhất của ta ở Vĩnh Hằng quốc này, không gây khó dễ với các ngươi, ta lại không có người nào có thể làm khó dễ nữa. Cho nên, vẫn phải kỳ gây khó dễ với các ngươi vậy. Hai nàng. Dương Diệp tuét miệng cười. Chỉ cho ta một con đường sáng. Bây giờ ta không có khả năng vận dụng lực lượng Cổ Kiếm Tông, bởi vì ta không biết ai là kẻ địch, ai là bằng hữu. Hình Bỉ Thanh trầm giọng nói. Ngươi thật sự muốn tiếp tục ở lại Cổ Kiếm Tông sao? Dương Diệp gật đầu. Hình Bỉ Thanh. Ngươi không giống như một người tham luyến quyền lợi. Dương Diệp cười nói. Ta là làm tùy tính thôi, nếu ta lựa chọn làm tông chủ Cổ Kiếm Tông, vậy sẽ phải cố gắng hết sức. Nếu không, nếu như gặp phải khó khăn lại vứt bỏ, vậy sau này còn tu kiếm thế nào? Con đường kiếm đạo có thể còn khó khăn hơn làm tông chủ Cổ Kiếm Tông rất nhiều. Hơn nữa. Sau này có thể sẽ gặp phải một vài chuyện sẽ lùi bước. Hình Bỉ Thanh liếc nhìn Dương Diệp, vẻ mặt có chút phức tạp,
con người ngươi đấy. Dương Diệp cười nói. Ta cũng không thể làm cho các ngươi quá khó xử, chỉ cho ta con đường là được. Ngươi muốn điều tra nội gián của Cổ Kiếm Tông sao? Diệp Chi Bắc đột nhiên hỏi. Dương Diệp khẽ gật đầu. Không chỉ phải điều tra nội gián của Cổ Kiếm Tông, hơn nữa, ta còn muốn điều tra hồn giáo này, nhưng hệ thống tin tức của Cổ Kiếm Tông vĩnh viễn chậm hơn đối phương. Diệp Chi Bắc khẽ gật đầu. Ta hiểu được. Nàng cùng Hình Bỉ Thanh liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng, Hình Bỉ Thanh trầm giọng nói. Đi tới hội giao dịch ngầm. Hội giao dịch ngầm. Dương Diệp nhíu mày. Bọn họ không phải chỉ bán đồ thôi sao? Hình Bỉ Thanh. Bọn họ còn bán tin tức tình báo cùng với một ít đồ khác. Tuy hai nhà chúng ta đều có một hệ thống tình báo của mình, nhưng, chúng ta không thể điều động hệ thống những tin tức tình báo này giúp ngươi. Gia tộc đã không cho chúng ta dính vào chuyện của Cổ Kiếm Tông nữa. Cho dù chúng ta có thể điều động nhưng tuyệt đối sẽ đánh rắn động cỏ, không có lợi cho ngươi. Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó khẽ gật đầu. Ta hiểu rồi. Nói đến đây, hắn dường như nghĩ đến chuyện gì đó lại nói. Đi nhờ bọn họ giúp, giá hẳn không ít đi. Hình Bỉ Thanh khẽ nói. Bây giờ ngươi là tông chủ Cổ Kiếm Tông, không có giới tinh thì trực tiếp lấy từ trong Cổ Kiếm Tông. Đừng nói với ta là chút quyền lợi này ngươi cũng không có chứ. Lấy từ Cổ Kiếm Tông. Ánh mắt Dương Diệp lập tức sáng lên. Hắn thiếu chút nữa quên mất chuyện này. Phải biết rằng, bây giờ hắn chính là tông chủ Cổ Kiếm Tông, lấy chút giới tinh của Cổ Kiếm Tông còn không phải là chuyện dễ dàng sao. Tuy nhiên, hắn cũng không định về Cổ Kiếm Tông, mà sau khi từ biệt hai nàng liền đi tới hội giao dịch ngầm kia. Trên đường phố vẫn có người, tuy nhiên rất ít, chỉ khoảng 7-8 người đứng tản mát. Dương Diệp đi tới cuối con đường này, ở đó có một người mặc áo đen đang đứng, đó cũng không phải là người trước đây. Dương Diệp trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Hồn giáo, Cổ Kiếm Tông. Người mặc áo đen im lặng một lát. Không làm. Không làm. Dương Diệp nhíu mày. Vì sao? Người mặc áo đen nói. Không có quyền trả lời. Dương Diệp liếc nhìn người mặc áo đen, sau đó hắn lấy ra một quả, chính là Hỗn Nguyên quả. Ánh mắt tất cả người mặc áo đen đều nhìn về phía Dương Diệp, khi thấy quả này trong tay Dương Diệp. Ở đó có người kinh ngạc kêu lên. Hỗn Nguyên quả, ông trời của ta ơi, đây thật sự là Hỗn Nguyên quả, đây, sao người này lại có thể có được chứ? Không phải chỉ ở thời đại thượng cổ mới có sao? Hỗn Nguyên quả, đùa kiểu gì vậy, thật sự là Hỗn Nguyên quả. Thứ tốt đấy. Dương Diệp liếc nhìn Hỗn Nguyên quả trong tay, đây là do hắn cứng rắn lấy xuống từ trên Hỗn Nguyên thụ tất nhiên không đồng ý, đây là hắn bảo Hồng Mông Tháp tới đòi. Hồng Mông Tháp quản lý Hồng Mông Tử Khí, Hỗn Nguyên thụ này vẫn phải cho chút mặt mũi, nếu không, Hồng Mông Tháp khả năng lại làm cho nó tắt thở. Không chỉ có vậy, Hồng Mông Tháp còn có năng lực ép nó ra ngoài. Sinh tồn ở địa bàn của người ta, dĩ nhiên là phải cho người ta chút mặt mũi. Khi Dương Diệp lấy ra Hỗn Nguyên quả ra, cả con đường không bình tĩnh được nữa, những người mặc áo đen xung quanh đều vây quanh, trong mắt nóng như lửa, còn có sự tham lam. Tuy nhiên, không người nào dám ra tay. Người ta dám lấy ra thần vật này ở trước mặt nhiều người như vậy, chỉ cần dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết đây không phải là người bình thường. Hơn nữa, ở trên con đường này, còn chưa có ai dám lộ liễu cướp đoạt trong lúc buôn bán. Trước mặt Dương Diệp, người mặc áo đen này rõ ràng cũng có chút không bình tĩnh, đây chính là Hỗn Nguyên quả, tồn tại đặc biệt khó gặp. Dương Diệp nói, có làm hay không? Người mặc áo đen im lặng. Lúc này, Dương Diệp lại lấy ra một Hỗn Nguyên quả nữa. Người mặc áo đen vội vàng nói. Làm, gì cũng làm. Làm. Người mặc áo đen dẫn theo Dương Diệp rời khỏi con đường kia, bọn họ đi tới trong một gian phòng nhỏ bên cạnh đường. Bên trong phòng nhỏ chỉ có ánh lửa mờ tó, có hơi tối. Ở trong phòng chỉ có một chiếc ghế. Người mặc áo đen khẽ nói. Mời các hạ chờ. Hắn lấy ra một bùa chú và bóp nát. Qua khoảng nửa khắc sau, cái ghế gỗ trước mặt Dương Diệp xuất hiện một người, người kia ngồi ở trên ghế, cả người tối tăm, căn bản không nhìn thấy rõ dáng vẻ. Sau khi người kia xuất hiện, người mặc áo đen bên cạnh Dương Diệp lập tức lui ra ngoài. Một lát sau, người kia đột nhiên mở miệng. Hỗn Nguyên quả, loại vật này mà ngươi cũng có, thật khiến ta bất ngờ đấy. Âm thanh có hơi khàn, hiển nhiên đã từng xử lý biến đổi giọng.
Dương Diệp cười nói. Ta cũng không quanh co lòng vòng nữa. Cổ kiếm tông, hồn giáo, các ngươi biết bao nhiêu? Đều biết. Người kia nói. Hai mắt Dương Diệp híp lại. Lợi hại như vậy sao? Người kia gật đầu. Trong tất cả Vĩnh Hằng Quốc, tin tức tình báo của chúng ta là mạnh nhất. Không chỉ là Vĩnh Hằng Quốc, chuyện hoang tộc chúng ta cũng biết, chuyện Vĩnh Hằng Giới, chúng ta cũng biết. Đương nhiên, chúng ta cũng biết chuyện của ngươi nữa. Dương Diệp cười nói. Các ngươi biết nhiều như vậy mà còn có thể tồn tại, không đơn giản đâu. Ngươi cũng không đơn giản. Âm thanh này nói. Sao ngươi lại nói thế? Dương Diệp hỏi. Người kia nói. Bởi vì ở trên người ngươi có tồn tại mà chúng ta không biết. Dương Diệp nhìn người kia rất lâu, sau đó nói. Có thể nói một chút không? Người kia lắc đầu. Không có ý nghĩa gì. Hai hỗn nguyên quả thật rất quý giá. Tuy nhiên nói thật, chúng ta không quá muốn nhúng tay vào chuyện của cổ kiếm tông cùng hồn giáo. Dương Diệp nói. Vì sao? Người kia nói. Bởi vì hồn giáo rất biết cách làm người, rất biết cách làm việc. Giáo chủ đời này của bọn họ còn thông minh hơn người trước đây rất nhiều. Thứ lỗi cho ta nói thẳng, có một số việc là do thế lực khắp nơi ngầm đồng ý, thậm chí cũng là một vài người trong cổ kiếm tông ngươi cam tâm tình nguyện nhìn thấy. Ngươi không thay đổi được điều gì, điều ngươi có thể làm chính là rời khỏi cổ kiếm tông, càng rời đi sớm càng tốt. Ngươi không dọn được cục diện rối rắm này đâu. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại. Ta muốn biết ai là nội gián của cổ kiếm tông, ta muốn nắm giữ một ít tư liệu của hồn giáo. Người kia lắc đầu. Chúng ta có một chút tin tức về những điều, nhưng không thể cho ngươi. Dương Diệp cười nói. Các ngươi cũng sợ sao? Người kia nói. Không phải sợ, mà là không muốn dính vào, hoặc nói không đáng để chúng ta dính vào. Nói đến đây, người kia đứng lên. Miễn phí cho ngươi một tin tức. Thân phận của ngươi không phải là bí mật gì đối với một vài người. Bây giờ, ngươi rời khỏi Vĩnh Hằng Quốc, lập tức rời đi thì có thể còn kịp đấy. Dương Diệp cười nói. Là có người muốn nhằm vào ta sao? Người kia nói. Ngươi thấy thế nào? Nói thật, tông chủ cổ kiếm tông đời trước lựa chọn ngươi làm tông chủ, chẳng qua là đang lợi dụng ngươi thôi. Lợi dụng ta? Dương Diệp có chút không hiểu. Người kia nói. Tông chủ cổ kiếm tông đời trước tự biết nạn lớn của hắn sắp đến, cổ kiếm tông sẽ phát sinh biến cố, hắn lựa chọn ngươi làm tông chủ, ngoại trừ coi trọng tiềm lực cùng thiên phú của ngươi ra, còn có một nguyên nhân khác. Đó chính là nhân tố không xác định của ngươi, ngươi là một tồn tại không xác định, chuyện gì cũng có thể phát sinh ở trên người ngươi, tốt, xấu, thiện, ác đều có thể. Hắn muốn đánh cược lần cuối cùng. Dương Diệp không nói gì, hắn suy nghĩ một lát, sau đó tay phải lật một cái. Ở trong tay hắn là một quả thiên dựng quả. Thiên dựng quả. Dương Diệp nhìn người kia, không nói gì. Qua rất lâu, người kia đột nhiên cười nói. Ngươi thật sự làm cho ta rất bất ngờ, cho dù là ở thời đại thượng cổ cũng khó có thể nhìn thấy thần vật này. Dương Diệp nói. Ngươi nên biết ta muốn biết gì. Người kia nói. Ngươi thật sự muốn tiếp tục ở trong vũng nước đục cổ kiếm tông này sao? Dương Diệp cười nói. Nếu đã đáp ứng làm, vậy dĩ nhiên phải làm được. Người kia khẽ gật đầu, sau đó bấm tay bắn ra, một quyển trục rơi vào trước mặt Dương Diệp. Giao dịch công bằng, một thiên dựng quả, giá trị với yêu cầu ngươi đưa ra. Đây là điều chúng ta biết. Dương Diệp thu hồi cuốn sách cuộn và bấm tay bắn ra, thiên dựng quả rơi vào trước mặt người kia. Dương Diệp xoay người muốn đi, mà lúc này, người kia đột nhiên nói. Linh tổ không ở trên người ngươi, đúng không? Dương Diệp cười nói. Ngươi đoán đi. Người kia lại nói. Chúng ta không có ý đồ gì với linh tổ. Dương Diệp không nói gì, rời khỏi gian phòng nhỏ này. Bên trong phòng nhỏ, người kia khẽ nói. Cần gì phải tự làm khổ mình, cuốn vào trong cuộc phân tranh này. Dương Diệp rời đi khỏi hội giao dịch ngầm và mở cuốn sách cuộn trong tay, sắc mặt không hề thay đổi. Qua rất lâu. Hắn khẽ thở dài, sau đó rời khỏi chiến giới, vội vàng chạy về cổ kiếm tông. Sau khi trở lại cổ kiếm tông, hắn đi tới kiếm động, ngoài cửa kiếm động vẫn có một lão già đang nằm. Có người nói lão già này đã từng là một trưởng lão cổ kiếm tông, bởi vì phạm phải một ít sai, cho nên bị phạt tới nơi này trông coi kiếm động. Dương Diệp đi tới trước mặt lão già này, lúc này, lão già mở mắt ra nhưng tuyệt đối không đứng dậy hành lễ. Dương Diệp cười nói.
Ngươi tên là Cổ Hám, là tông chủ đời thứ 9 của Cổ Kiếm Tông, bởi vì năm đó nữ tử ngươi yêu đã ngã xuống nên nản lòng thoái chí, rời bỏ vị trí tông chủ Cổ Kiếm Tông và ẩn cư ở đây, bảo vệ vị nữ tử kia. Hai mắt của lão già híp lại, bên trong tròng mắt có phần lạnh lùng. Dương Diệp ngồi ở bên cạnh lão già, hắn biết được thân phận của lão già trước mặt này không phải từ hội giao dịch ngầm, mà gió Kiếm Kinh nói cho hắn biết. Kiếm Kinh ở Cổ Kiếm Tông quá lâu, nàng biết rõ lịch sử Cổ Kiếm Tông hơn bất kỳ người nào ở Cổ Kiếm Tông. Từ thời kỳ thượng cổ đến khi nàng còn ở Cổ Kiếm Tông, nàng chính là lấy thân phận của một trong ba người bảo vệ Cổ Kiếm Tông, đương nhiên cũng đang quan sát Cổ Kiếm Tông. Nàng rất quen thuộc với tất cả mọi thứ nơi đây. Lão già đột nhiên mở miệng. Nàng lựa chọn ngươi, đúng không? Dương Diệp khẽ gật đầu. Lão già khẽ thở dài. Là Cổ Kiếm Tông ta có lỗi với nàng. Là Cổ Bổng năm đó bị quỷ che tâm. Cổ Bổng chính là tông chủ Cổ Kiếm Tông đời trước. Dương Diệp nói. Ngươi biết tình cảnh trước mắt của Cổ Kiếm Tông sao? Cổ Hám lắc đầu. Ta không muốn quản những điều này. Dương Diệp nói. Ta cũng không muốn quản những điều này. Cổ Hám nói. Vậy ngươi còn muốn làm tông chủ? Trước nói không dễ nghe, ngươi làm tông chủ thật sự có chút phá hoại, muốn thực quyền lại không thật sự nắm thực quyền trung tâm, muốn danh phận. Căn bản không nhận được tất cả các thế lực của Vĩnh Hằng Quốc thừa nhận. Ngươi chỉ là nhân vật do vài người đẩy ra trong lúc quá độ mà thôi. Ta nói thẳng như vậy, ngươi không ngại chứ? Dương Diệp cười nói. Không ngại, ta hoàn toàn không chú ý, bởi vì ngươi nói đều là sự thật. Cổ Hám khẽ gật đầu. Vậy sao ngươi không đi? Ngươi cũng coi như là một nhân vật lớn, rời khỏi nơi này, sau này ngươi sẽ có tiền đồ rất sáng sủa. Dương Diệp cười nói. Ngươi biết cái gì gọi là trách nhiệm không? Cổ Hám quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp cười nói. Ta không phải là ngươi, trách nhiệm của Dương Diệp ta sẽ đi tới cùng, ta sẽ cố gắng gánh vác. Nếu ta đáp ứng Kiếm Kinh làm tông chủ Cổ Kiếm Tông, ta lại phải cố gắng làm, về phần sau này bị người khác kéo xuống, hay là chạy trốn tới nơi chân trời, đó là chuyện sau này, trước lúc đó, ta sẽ cố gắng làm tốt. Cổ Hám liếc nhìn Dương Diệp. Cũng bởi vì đáp ứng nàng, cho nên ngươi thả chết ở đây sao? Dương Diệp lắc đầu. Nếu như trước đó để cho ta biết Cổ Kiếm Tông có nhiều môn chuyện rắc rối như vậy, ta nhất định sẽ không nhận củ khoai nóng bỏng tay này, nhưng không có cách nào, ta đã cuốn vào trong vòng xoáy. Ta thật sự làm không được chuyện lâm trận lùi bước. Thật ra, hắn cũng muốn rời đi, không muốn để ý tới việc này. Nhưng hắn đột nhiên phát hiện, nếu như có thể thật sự khống chế Cổ Kiếm Tông, hắn sẽ có lợi ích. Đương nhiên, nguyên nhân thật sự là quá bất bình. Ngày đầu tiên làm tông chủ, hơn nữa còn là tông chủ một thế lực lớn như vậy, lại có nhiều người như vậy muốn kéo hắn xuống, làm vậy thật không nể mặt Dương Diệp hắn. Lúc này nếu như hắn rời đi, chẳng phải sẽ rất mất mặt sao? Tông chủ, không phải là các người muốn Dương Diệp ta làm thì ta làm, không muốn ta làm ta phải ngoan ngoãn rời đi. Nếu làm, vậy sẽ phải làm danh chính ngôn thuận, làm thật. Ta không giúp được ngươi gì. Lúc này, Cổ Hám đột nhiên nói. Dương Diệp cười nói. Ngươi biết sau này Cổ Kiếm Tông sẽ như thế nào sao? Sẽ biến mất khỏi Tây Giới, rất nhiều đệ tử Cổ Kiếm Tông có thể sẽ chết, cho dù không chết cũng sẽ không có nhà để về. Tất cả Vĩnh Hằng Quốc chỉ có chủ kiếm tu Tây Giới mà không có Cổ Kiếm Tông, bọn họ chính là cây cỏ không có rễ. Hắn chỉ vào kiếm động kia. Còn có những anh linh tiền bối Cổ Kiếm Tông trước kia đều sẽ biến mất, ở đây sẽ bị người ta dẫm đạp. Không chỉ có vậy, rất nhiều linh hồn của đệ tử Cổ Kiếm Tông cũng có thể bị hồn giáo sinh rút đi. Sắc mặt Cổ Hám không hề thay đổi. Dương Diệp mỉm cười, hắn đứng lên, sau đó nói. Nghe nói người phụ nữ ngươi thích năm đó cũng không thích ngươi. Một kiếm ý mạnh mẽ đột nhiên đánh vào trên người của Dương Diệp. Dương Diệp trực tiếp bị đẩy lùi trăm trượng. Dương Diệp liếc nhìn vết nứt trước ngực, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Cổ Hám trên thân tản ra sát ý lạnh lẽo cách đó không xa. Ta không thích đi bình luận người khác, nhưng bây giờ, ta phải lấy thân phận của tông chủ Cổ Kiếm Tông tới đánh giá ngươi. Người từng là tông chủ Cổ Kiếm Tông, ngươi chính là một tên hèn nhát, năm đó ngươi trốn tránh, qua nhiều năm như vậy, ngươi còn trốn tránh, ngươi vẫn luôn trốn tránh. Dương Diệp trực tiếp xoay người đi vào trong kiếm động. Lão già im lặng không nói. Bên trong kiếm động, Dương Diệp tìm được Cổ Nam. Ngươi biết gì?
Đây là câu nói đầu tiên của Cổ Nam nhìn thấy của Dương Diệp. Dương Diệp cười nói. Những gì nên biết, ta đều đã biết được một ít. Vậy sao ngươi không rời đi? Cổ Nam lại hỏi. Dương Diệp trầm giọng nói. Các ngươi đã buông tha, đúng không? Cổ Nam khẽ nói. Không buông tha thì có thể làm thế nào? Bên trong tông không có một vị cường giả siêu cấp chân áp thì sẽ trở thành thịt cá, mặc cho người xâm lược. Không chỉ là Cổ Kiếm tông ta, Đế gia năm đó và cả sớm hơn nữa đều như vậy. Dương Diệp nhìn Cổ Nam rất lâu, cuối cùng, hắn xoay người rời đi. Khi đi đến cửa động, hắn đột nhiên ngừng lại. Hiện thực rất tàn khốc, nhưng kiếm của Dương Diệp ta chưa bao giờ khuất phục nó. Bọn họ mạnh hơn ngươi tưởng rất nhiều. Cổ Nam đột nhiên nói. Dương Diệp hỏi ngược. Sau đó thì sao? Cổ Nam nhìn Dương Diệp, không nói gì. Dương Diệp lại nói. Đánh cũng không đánh, các ngươi đã bắt đầu chịu thua, bắt đầu khuất phục, các ngươi thật sự quá mất mặt. Cổ Nam khẽ thở dài. Đánh không nổi. Dương Diệp đột nhiên xoay người, tức giận nói. Người khác tát má phải của ngươi, nhưng bởi vì đánh không nổi đối phương mà ngươi muốn giơ má trái qua cho hắn đánh tiếp, có đúng không? Giọng hắn càng lớn hơn. Chúng ta là kiếm tu, chúng ta cầm kiếm chứ không phải là bùn, tu kiếm tới làm cái gì? Tới chém gỗ chắc, không phải, là tới giết người, có người muốn giết chúng ta lại phải chém hắn. Chém không được cũng không sao, nhưng nếu như ngay cả can đảm ra kiếm cũng không có, vậy chúng ta còn cần kiếm làm gì? Chẳng thà về nhà cầm kim thêu hoa cho xong. Nói xong, hắn xoay người muốn rời khỏi đó. Mà vào lúc này, bên trong cả kiếm động đột nhiên bắt đầu chấn động, ngay sau đó, từng tiếng kiếm ngân liên tiếp vang vọng, rất nhanh. Từng linh hồn thể xuất hiện ở trong kiếm động. Dương Diệp cùng Cổ Nam trưởng lão đều sửng sốt. Bên trong kiếm động, từng linh hồn thể đại biểu cho từng vị cường giả tiền bối Cổ Kiếm Tông. Bọn họ đã từng bình yên ngã xuống ở đây, nhưng tất cả đều sẽ để lại một tia anh linh hoặc gì khác, mục đích dĩ nhiên là để lại truyền thừa của mình. Những người này khác với Dương Diệp, bọn họ đặc biệt trung thành với Cổ Kiếm Tông. Giống như Kiếm Kinh, rất nhiều người thật ra đều trưởng thành ở Cổ Kiếm Tông. Bọn họ đã sớm xem Cổ Kiếm Tông là nhà của mình. Lúc này, tất cả hồn thể kiếm tu ở đó đều đang nhìn Dương Diệp. Lúc này, một hồn thể kiếm tu trung niên lướt đến trước mặt Dương Diệp. Ngươi thật sự không tệ. Dương Diệp đang muốn nói, mà lúc này, những linh hồn thể ở đó đột nhiên hóa thành từng kiếm ý cuốn về phía Dương Diệp, mỗi một hồn thể hóa thành kiếm ý đều ít nhất là kiếm ý chủ cảnh. Bên trong kiếm động có khoảng gần 50 linh hồn thể. Những kiếm ý này điên cuồng tràn vào Dương Diệp. Cổ Nam đứng cạnh nhìn tới ngây người. Những tiền bối Cổ Kiếm Tông xung quanh đang lấy cách thức này để giúp đỡ Dương Diệp. Bọn họ dâng hiến kiếm ý cả đời của mình cho Dương Diệp, để cho Dương Diệp cắn nuốt, để cho Dương Diệp hấp thu. Bởi vậy, kiếm ý của bản thân Dương Diệp không chỉ có thể tăng trên diện rộng, còn có thể cảm nhận được hơn 50 loại kiếm ý khác nhau, ý chí kiếm đạo khác nhau. Không thể nghi ngờ. Điều này mang tới lợi ích cực lớn cho Dương Diệp. Cổ Nam im lặng. Những tiền bối Cổ Kiếm Tông rõ ràng tán thành cách làm của Dương Diệp, đồng thời ủng hộ cách làm của hắn. Cách đó không xa, sau khoảng một khắc, ở đó chỉ còn lại có một linh hồn thể, là một nam tử trung niên mặc áo bào sa hoa. Hắn cũng chưa biến mất. Sau khi Dương Diệp hấp thu hết những kiếm ý này, nam tử trung niên đột nhiên mở miệng. Cổ Kiếm Tông từ thượng cổ đến nay có lịch sử ít nhất 10 vạn năm. Dương Diệp nhìn về phía nam tử áo bào sa hoa, chờ đợi câu nói tiếp theo. Nam tử trung niên nói. Từ khi mở tông đến bây giờ, Cổ Kiếm Tông trải qua rất nhiều nguy hiểm, những nguy hiểm này đều thiếu chút nữa làm cho Cổ Kiếm Tông chúng ta diệt vong, nhưng chúng ta đều chống đỡ được. Cổ Kiếm Tông không phải là không thể chết, vô số năm qua, không có thế lực nào có thể trường tồn muôn đời. Nếu quả thật có một ngày Cổ Kiếm Tông ta chết, cũng là bình thường. Nhưng chúng ta không hy vọng Cổ Kiếm Tông chúng ta chết trong sự sỉ nhục và áp bức, đầu hàng. Có thể chết, nhưng chúng ta hy vọng nó chết có khí phách, có tôn nghiêm. Nói xong, hắn lướt đến trước mặt Dương Diệp. Chúng ta không biết ngươi còn nhỏ tuổi, vì sao lại trở thành tông chủ Cổ Kiếm Tông, nhưng chúng ta cảm thấy những lời ngươi vừa nói rất đúng. Bây giờ trưởng lão Cổ Kiếm Tông và các đại kiếm tu không ủng hộ ngươi. Nhưng chúng ta những của Cổ Kiếm Tông trước kia ủng hộ ngươi. Vừa dứt lời, linh hồn thể của hắn đột nhiên tản ra, ngay sau đó, một kiếm ý trực tiếp trào vào trong cơ thể của Dương Diệp.
Hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại. Ở quanh người hắn có từng kiếm ý không ngừng chấn động ra. Những kiếm ý này rất tạp, có đủ loại. Cổ Nam nhíu mày, đây cũng không phải là chuyện gì tốt lành. Mà vào lúc này, luồng kiếm ý từ trên người của Dương Diệp phát ra lại đột nhiên bắt đầu lột xác. Nó chẳng phải hỗn tạp nữa. Dần dần, một sát ý kiếm ý mang theo sự đẫm máu xuất hiện ở xung quanh. Dương Diệp vốn có kiếm ý giết chóc. Mà kiếm ý này là chủ cảnh. Không chỉ có vậy, mức độ tinh thuần của kiếm ý này thật lớn vượt quá sự tưởng tượng của Cổ Nam. Kiếm ý này đặc biệt ngưng luyện, căn bản không giống như miễn cưỡng nâng cao. Thật ra, điều này có liên quan tới Dương Diệp và những tiền bối kiếm tu của Cổ Kiếm Tông. Đầu tiên, kiếm ý của bản thân Dương Diệp cũng rất ngưng luyện, phải biết rằng, ngay từ lúc đầu hắn vẫn luôn áp chế kiếm ý của mình. Những tiền bối Cổ Kiếm Tông có thể ở đây đều không phải là người tầm thường gì, kiếm ý của bọn họ tất nhiên cũng đặc biệt ngưng luyện. Khi kiếm ý của bọn họ bị kiếm ý của Dương Diệp hấp thu, có thể nói là liên kết mạnh mẽ, kiếm đạo cùng kiếm tâm của bản thân Dương Diệp vốn cực kỳ vững chắc, căn bản không có khả năng bị ý chí kiếm đạo của những người này ảnh hưởng. Bởi vậy sau khi hắn hấp thu những kiếm ý này, kiếm ý của bản thân trở nên mạnh mẽ, tuyệt đối không xuất hiện hiện tượng rối loạn. Kiếm ý chủ cảnh. Mà thật ra đây còn không phải là giới hạn cao nhất, còn có thể nâng cao, tuy nhiên, nó đã bị Dương Diệp cứng rắn ép lại. Bây giờ hắn mới là tam giới, kiếm ý đã đạt được chủ cảnh, chênh lệch này đã vô cùng lớn rồi. Nếu như còn nâng cao nữa, kiếm ý và cảnh giới chênh lệch quá lớn, nhất định sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Mọi chuyện phải bước từng bước là ổn thỏa nhất. Sau nửa canh giờ, Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó xoay người rời khỏi kiếm động. Sau lưng hắn có thêm một lão giả chính là Cổ Nam. Bên ngoài kiếm động, Dương Diệp liếc nhìn vị trí của cổ hám trước đó, nơi đó đã trống rỗng, không có một người nào. Dương Diệp không nói gì thêm, nhanh chóng biến mất. Trong điện nghị sự của Cổ Kiếm Tông, ngồi ở phía trên đại điện là Dương Diệp, ở phía dưới là Cổ Nam, đại trưởng lão, tuyết trưởng lão, còn có ba lão giả theo thứ tự là Mạt Ngạn trưởng lão quản lý viện hình phạt. Cùng với một Thiên Huyền trưởng lão quản lý thế lực ngầm của Cổ Kiếm Tông và một Lý Tương trưởng lão quản lý hệ thống tin tức tình báo của Cổ Kiếm Tông. Cộng thêm Cổ Nam trấn giữ kiếm động còn có hai trưởng lão khác, có thể nói, cao tầng của Cổ Kiếm Tông cơ bản đều ở nơi này. Trong đại điện này có khoảng 7 cường giả chủ cảnh, 7 tên chủ cảnh, mà trong bóng tôi Cổ Kiếm Tông còn có một vài thế lực, Dương Diệp còn chưa đặc biệt hiểu rõ những thế lực này, có thể nói. Cổ Kiếm Tông tuy không có cường giả là tông chủ đời trước, nhưng nòng cốt quan trọng nhất của Cổ Kiếm Tông vẫn còn. Trong đại điện rất yên tĩnh, bầu không khí có vẻ hơi kỳ lạ. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, sau đó nói. Ngày hôm nay ta mời mọi người tới là muốn làm một vài chuyện. Mọi người trầm mặc như trước. Dương Diệp cười nói. Ta biết, các ngươi để cho ta làm tông chủ này có chút bình sứt không sợ mẻ. Hoặc nói là các ngươi chỉ hy vọng tìm một sản phẩm như ta chỉ để quá độ, có phải thế không? Ở đó, mấy vị trưởng lão liếc nhìn Dương Diệp, không nói gì. Dương Diệp nói, ta không quan tâm các ngươi nghĩ như thế nào, nếu ta lựa chọn làm tông chủ, dĩ nhiên chính là sẽ làm thật tốt. Bây giờ Cổ Kiếm Tông đang bị các thế lực lớn bên ngoài mơ ước, bên trong có một vài người vạch kế hoạch, có thể nói Cổ Kiếm Tông đến thời khắc nguy hiểm nhất. Muốn đấu với bên ngoài thì phải yên bên trong trước, lần này ta tìm mọi người tới chính là muốn làm điều đó. Tất cả mọi người vẫn im lặng. Dương Diệp mỉm cười, sau đó nhìn về phía đại trưởng lão cùng tuyết trưởng lão. Đại trưởng lão, tuyết trưởng lão, không đúng, chắc phải gọi hai vị là hồn hộ pháp mới đúng. Đại trưởng lão cùng tuyết trưởng lão im lặng một lát, cuối cùng tuyết trưởng lão khẽ nói. Ngươi đều biết. Dương Diệp khẽ gật đầu. Nên biết thì ta đều biết rồi. Tuyết trưởng lão liếc nhìn xung quanh. Tông chủ ngã xuống, hồn giáo đột kích, Cổ Kiếm Tông chúng ta căn bản không có cách nào chống đỡ, Dương Diệp cười nói. Đây là nguyên nhân khiến các ngươi đầu hàng sao? Tuyết trưởng lão liếc nhìn Dương Diệp. Hồn giáo đã đáp ứng chúng ta, tất cả mọi người của Cổ Kiếm Tông đều có thể tiếp tục ở lại Vĩnh Hằng Quốc, không chỉ có vậy, Cổ Kiếm Tông ta vẫn là Cổ Kiếm Tông. Dương Diệp cười nói. Chỉ có điều Cổ Kiếm Tông sẽ trở thành thế lực phụ thuộc của bọn họ, đúng không? Tuyết trưởng lão nhìn thẳng vào Dương Diệp. Nếu không ngươi cảm thấy chúng ta nên làm thế nào? Liều chết cùng hồn giáo sao? Bây giờ, người mạnh nhất của Cổ Kiếm Tông ta chẳng qua là cường giả chủ cảnh tam phẩm, hồn giáo lại có trên chủ cảnh,
chúng ta lấy cái gì đi liều mạng với bọn họ? Lấy mạng của rất nhiều đệ tử Cổ Kiếm Tông sao? Dương Diệp nói. Dựa vào những thế gia Cổ Kiếm Tông thì sao? Tuyết trưởng lão nói. Bọn họ tuyệt đối không nhằm vào đệ tử Cổ Kiếm Tông, không phải sao? Dương Diệp cười nói. Ý của ngươi là hy sinh những thế gia dựa vào Cổ Kiếm Tông để đổi lấy bình an cho Cổ Kiếm Tông à? Tuyết trưởng lão từ từ nhắm hai mắt lại. Đây đã là kết cục tốt nhất. Dương Diệp quay đầu lại liếc nhìn các vị trưởng lão ở đó. Các ngươi thấy thế nào? Mọi người im lặng. Dương Diệp cười nói. Nếu đã nói ra, vậy ta cũng sẽ không quanh co lòng vòng nữa. Ai muốn tiếp tục ở lại Cổ Kiếm Tông thì đứng ở bên phía ta. Ở đó im lặng một lát, cuối cùng chỉ có Cổ Nam cùng một trưởng lão đứng áo bào đen ở phía sau Dương Diệp. Chỉ có Cổ Nam cùng trưởng lão áo bào đen này. Nhân vật thực quyền của Cổ Kiếm Tông lại không có một ai. Tuyết trưởng lão nhìn thẳng vào Dương Diệp. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi có thể rời khỏi Cổ Kiếm Tông. Dương Diệp cười nói. Cổ Nam trưởng lão giúp ta triệu tập đệ tử toàn tông. Ta có chuyện muốn tuyên bố. Cổ Nam khẽ gật đầu và xoay người rời đi, tuy nhiên hắn còn chưa ra tới cửa đã bị mấy khí tức ngăn chặn. Dương Diệp đi tới trước mặt Tuyết trưởng lão cùng đại trưởng lão và nhìn thẳng vào bọn họ. Ta chỉ nói một lần cuối cùng, bây giờ ta còn chưa muốn động thủ, các ngươi cũng đừng ép ta ra tay. Nếu không, ta không ngại vặn đầu của hai vị xuống đặt ở ngoài cửa của Cổ Kiếm Tông làm vật trình diễn đâu. Tuyết trưởng lão nhìn thẳng vào Dương Diệp, không nói gì. Dương Diệp lạnh lùng nhìn tất cả trưởng lão ở đó. Cổ Kiếm Tông là Cổ Kiếm Tông của mọi người, nếu như các đệ tử Cổ Kiếm Tông đều lựa chọn đầu hàng hồn giáo, lựa chọn theo các ngươi, Dương Diệp ta lập tức xoay người rời đi, vĩnh viễn không dính dáng vào bất kỳ chuyện gì của Cổ Kiếm Tông các ngươi nữa. Bây giờ, ta muốn cho bọn họ quyền lựa chọn, các ngươi tốt nhất đừng ngăn cản ta thực hiện quyền lợi này, nếu không, ta có thể bảo đảm với các ngươi sẽ đợi không được hồn giáo tới Cổ Kiếm Tông. Đầu của các ngươi đã dọn nhà ra khỏi cổ rồi. Vừa dứt lời, một thanh kiếm lơ lửng ở bên cạnh Dương Diệp. Chính là Thanh Chu. Nhìn thấy thanh kiếm này, vẻ mặt tất cả mọi người ở đó đều vô cùng nghiêm trọng. Thanh kiếm đứng đầu Vĩnh Hằng Vũ Trụ. Cũng đã từng là kiếm đứng đầu Cổ Kiếm Tông. Bây giờ bên ngoài Cổ Kiếm Tông còn có bức tượng về thanh kiếm này. Cổ Nam rời khỏi đại điện, Dương Diệp ngồi ở trên vị trí tông chủ của đại điện. Trong đại điện không ai dám ra tay. Bọn họ tất nhiên biết chuyện Dương Diệp thiếu chút nữa giết chết cường giả chủ cảnh hồn giáo ở Nhạc Thành, bọn họ bắt đầu e sợ người thiếu niên được mình đưa lên vị trí tông chủ này. Chẳng bao lâu, đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn, đệ tử chân truyền của Cổ Kiếm Tông đều đi tới trong đại điện không đủ đứng, những người này đứng ở bên ngoài đại điện của Cổ Kiếm Tông. Tất cả mọi người trong Cổ Kiếm Tông đều ở đây. Dương Diệp nhìn về phía những đệ tử Cổ Kiếm Tông này. Ta nghĩ Cổ Nam trưởng lão đã nói cùng các ngươi. Bây giờ, các ngươi có quyền lựa chọn tương lai của mình. Lựa chọn ta thì đại biểu tiếp theo các ngươi sẽ chiến đấu, có khả năng chiến đấu đến chết. Nếu như các ngươi lựa chọn đám người đại trưởng lão cùng Tuyết trưởng lão, ta sẽ rời đi, không đang nhúng tay vào bất kỳ chuyện gì của Cổ Kiếm Tông nữa. Trong điện im lặng một lát, đột nhiên 9 tên đệ tử chân truyền dẫn đầu quỳ xuống. Chúng ta thề chết theo tông chủ. Rất nhanh, từng đệ tử Cổ Kiếm Tông phía sau cũng quỳ xuống. Chúng ta nguyện đi theo tông chủ. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại. Đại trưởng lão, Tuyết trưởng lão, vẫn có các vị hồn giáo trưởng lão, ở đây không chào đón các ngươi, cho nên, mời cút đi. Mời cút đi. Giọng nói Dương Diệp vang lên ở trong đại điện, không hề có chút tình cảm nào. Tuyết trưởng lão nhìn thẳng vào Dương Diệp. Ngươi cảm thấy điều này tốt cho Cổ Kiếm Tông sao? Nàng quay đầu liếc nhìn các đệ tử Cổ Kiếm Tông ở đó. Cổ Kiếm Tông chúng ta lấy cái gì để đối đầu với hồn giáo? Lấy cái gì để đối đầu với những thế lực Tây giới ở ngoài kia? Lẽ nào các ngươi thật sự muốn làm cho Cổ Kiếm Tông biến mất ở trong lịch sử này sao? Lúc này, Cổ Nam đột nhiên khẽ thở dài. A Tuyết, mục đích của ngươi cũng là tốt cho Cổ Kiếm Tông, nhưng ngươi có thể từng nghĩ tới chưa? Nếu như chúng ta thật sự thuần phục hồn giáo, thế lực khác nhìn chúng ta thế nào? Sợ rằng tiền bối Cổ Kiếm Tông chúng ta thật sự chết không nhắm mắt đâu, Tuyết trưởng lão cười lạnh. Ít nhất chúng ta còn có cơ hội Đông Sơn tái khởi, có cơ hội một lần nữa quật khởi. Nhưng bây giờ, nàng chỉ vào Dương Diệp. Hắn chỉ là tam giới,
mặc dù có khả năng chém giết cường giả chủ cảnh, nhưng hắn có năng lực chém giết cường giả trên chủ cảnh sao? Các ngươi theo hắn, kết quả sau cùng chính là tất cả Cổ Kiếm Tông chết thảm, sau này ngay cả cơ hội quật khởi cũng không có. Cổ Nam còn muốn nói điều gì, lúc này, Dương Diệp đi tới trước mặt Tuyết Trưởng Lão. Tuyết Trưởng Lão, ta muốn hỏi một câu, lòng tin của ngươi chính là tông chủ đời trước sao? Tông chủ đời trước vừa ngã xuống, ngươi lại hoàn toàn mất đi lòng tin đối với Cổ Kiếm Tông. Tuyết Trưởng Lão nhìn Dương Diệp. Ngươi quá trẻ tuổi, bây giờ Cổ Kiếm Tông không chỉ bị hồn giáo nhằm vào, thế lực khác cũng đang mơ ước Cổ Kiếm Tông, đang tính kế với Cổ Kiếm Tông. Tông chủ đời trước cố kéo dài tính mạng nhiều năm như vậy chính là hy vọng đợi đến khi Cổ Kiếm Tông ta có người có thể đột phá chủ cảnh, đáng tiếc, hắn đã thất vọng, Cổ Kiếm Tông ta qua nhiều năm như vậy, không ai có thể đột phá chủ cảnh. Dương Diệp nói, sau đó ngươi cảm thấy không có thuốc nào cứu được Cổ Kiếm Tông sao? Tuyết Trưởng Lão nhìn Dương Diệp, không nói gì. Dương Diệp lắc đầu, Tuyết Trưởng Lão, cho nên ta vẫn bằng lòng đứng nói chuyện với ngươi. Là bởi vì ta cảm giác được ngươi nương nhờ hồn giáo có khả năng thật sự là vì Cổ Kiếm Tông. Nhưng ngươi có thể có từng nghĩ tới chưa, chúng ta là kiếm tu, chúng ta là kiếm tu đấy. Hắn liếc nhìn xung quanh. Kiếm tu, chúng ta tu chính là kiếm, nếu như chúng ta thật sự vì tham sống sợ chết đầu hàng, vậy kiếm của chúng ta còn có cốt khí, còn có tôn nghiêm sao? Một thanh kiếm không có khí phách, một thanh kiếm không có tôn nghiêm, nó còn sắc bén thế nào nữa? Tuyết Trưởng Lão phản kích. Khí phách, tôn nghiêm, nhưng ngươi từng nghĩ tới mạng của bọn họ không? Dương Diệp bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía những đệ tử Cổ Kiếm Tông. Ta hỏi các ngươi, các ngô y là bằng lòng kết đứng hay sống quỷ? Trả lời ta. Chết đứng. Ở đó, tiếng của rất nhiều đệ tử Cổ Kiếm Tông như sấm rền, vang vọng trong cả Cổ Kiếm Tông. Trước mặt Dương Diệp, vẻ mặt Tuyết Trưởng Lão trắng bệch. Vẻ mặt những trưởng lão còn lại cũng không dễ nhìn. Dương Diệp trở lại vị trí của mình. Tuyết Trưởng Lão, Đại Trưởng Lão, còn có các trưởng lão gia nhập hồn giáo, bao gồm các vị đệ tử Cổ Kiếm Tông đứng phía dưới, mỗi người đều có lựa chọn của mình, ta sẽ không ép các ngươi cũng lựa chọn giống như chúng ta. Bây giờ, các ngươi đều có thể rời đi, an toàn rời đi, Cổ Kiếm Tông ta tuyệt đối không ngăn cản. Nhưng khi lại gặp mặt, Cổ Kiếm Tông ta cũng tuyệt đối không nương tay. Trong giây lát, tất cả đại điện rơi vào yên tĩnh. Đi! Cổ Nam trưởng lão muốn nói lại thôi. Nếu như đám người Tuyết trưởng lão đều rời đi, không hề nghi ngờ, Cổ Kiếm Tông sẽ yếu hơn. Phải biết rằng Tuyết trưởng lão và đám trưởng lão kia chính là trụ cột của Cổ Kiếm Tông. Một khi bọn họ rời đi, tình cảnh của Cổ Kiếm Tông lại không phải không xong nữa, mà thật sự thành đường cùng rồi. Tuyết trưởng lão nhìn Dương Diệp rất lâu. Ta có chút hối hận. Nói xong, nàng cùng tất cả trưởng lão xoay người rời đi. Rất nhanh, người trong đại điện đều rời đi hết, chỉ còn Dương Diệp cùng Cổ Nam và Kiếm Kinh xuất hiện. Cổ Nam liếc nhìn Kiếm Kinh hơi thi lễ nhưng không nói gì. Địa vị của Kiếm Kinh ở Cổ Kiếm Tông hoàn toàn không thấp hơn một vị tông chủ. Đây là một siêu thần khí có vô số cống hiến với Cổ Kiếm Tông. Kiếm Kinh đi tới bên cạnh Dương Diệp. Ta không nên bảo ngươi tiếp nhận Cổ Kiếm Tông bỏng tay này. Dương Diệp lắc đầu. Ta cũng có tâm tư riêng của mình, ta đáp ứng trở thành tông chủ Cổ Kiếm Tông vì cảm thấy có thể khống chế được Cổ Kiếm Tông thành một trợ lực lớn cho mình, đáng tiếc, ta không ngờ được chuyện này còn phức tạp hơn so với ta nghĩ. Kiếm Kinh muốn nói lại thôi. Dương Diệp cười nói. Ngươi đừng lo lắng, nếu ta lựa chọn làm thì phải làm cho tốt. Kiếm Kinh khẽ nói. Ngươi có đối sách gì sao? Dương Diệp khẽ gật đầu. Dương Diệp ta cũng có chỗ dựa vững chắc. Kiếm Kinh nghe vậy, dường như nghĩ tới điều gì, vẻ u buồn trên mặt liền biến mất. Thế gian này thật sự không có mấy người có chỗ dựa vững chắc và mạnh mẽ như Dương Diệp. Dương Diệp nhìn về phía Cổ Nam. Cổ Nam tiền bối, bây giờ chuyện lớn nhỏ trong Cổ Kiếm Tông đều cần ngài giúp đỡ. Cổ Nam liếc nhìn Dương Diệp, gật đầu. Được. Dương Diệp vừa nhìn về phía Kiếm Kinh. Bây giờ hệ thống tình báo của Cổ Kiếm Tông ta do ngươi quản lý, ta cần phải biết những gì ta muốn biết. Kiếm Kinh khẽ gật đầu. Ta hiểu rõ. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Cổ Nam cũng lui ra ngoài. Trong đại điện chỉ còn lại Dương Diệp. Dương Diệp liếc nhìn phía chân trời ngoài điện. Phải tìm chút giúp đỡ mới được. Rất nhanh, hắn đã rời khỏi Cổ Kiếm Tông. Hắn đi rất bí mật, không có bất kỳ người nào biết được.
Lần này, hắn lại đi tới hội giao dịch ngầm ở chiến giới kia. Ở trong phòng tối nhỏ, hắn lại nhìn thấy người thần bí kia. Dương Diệp bấm tay bắn ra, một quả xuất hiện ở trước mặt người thần bí này. Đó là hỗn nguyên quả. Dương Diệp nói, tìm giúp mấy người, hẳn không có vấn đề gì chứ. Ngươi cứ nói thử xem. Người kia nói. Dương Diệp nhanh chóng nói ra một loạt tên người. Qua rất lâu, người kia nói. Nếu người không ở Vĩnh Hằng Quốc, vậy thì phải tăng giá. Dương Diệp khẽ gật đầu. Có thể. Sau khi tìm được thì sao? Người kia lại hỏi. Dương Diệp cười nói, bảo tất cả các nàng tới Cổ Kiếm Tông tìm ta. Người kia khẽ gật đầu. Có thể. Dương Diệp xoay người muốn đi, lúc này, người kia đột nhiên ồ nói. Có khoản buôn bán, ngươi có làm không? Dương Diệp dừng bước lại và xoay người nhìn về phía người thần bí kia. Người kia nói. Ta nhận được tin tức, ngươi cùng đại tiểu thư Hình gia từng đi qua Thâm Uyên. Dương Diệp nhíu mày. Các ngươi đánh chủ ý vào Thâm Uyên sao? Ca. Người kia lắc đầu. Ta sao dám chứ? Sao dám? Dương Diệp liếc nhìn người thần bí kia. Các ngươi biết Thâm Uyên này có gì không? Người kia lại lắc đầu. Đó là một nơi thần bí. Cũng là mấy nơi trên thế gian này, chúng ta không có cách nào liên quan được. Ngươi từng đi, còn sống sót trở về. Chúng ta muốn ngươi lại đi một chuyến, để báo đáp lại, chúng ta. Dương Diệp đột nhiên xua tay. Xin lỗi, không làm. Nói xong, Dương Diệp xoay người lập tức biến mất. Người áo đen kia khẽ thở dài, rất nhanh đã hoàn toàn biến mất ở trong phòng nhỏ. Dương Diệp rời khỏi phòng nhỏ. Nói đùa, đi tới Thâm Uyên sao? Hắn còn chưa chê mạng mình dài đâu. Năm đó, khi hắn từ nơi đó đi ra, bây giờ nghĩ lại còn sợ đấy. Đó tuyệt đối là một địa phương đặc biệt nguy hiểm. Rời khỏi hội giao dịch ngầm, Dương Diệp cũng rời khỏi chiến dưới và trở lại Cổ Kiếm Tông. Không chỉ có vậy, Cổ Kiếm Tông còn bảo các thế gia cùng thế lực ở Tây Giới dựa vào Cổ Kiếm Tông đều chạy tới Cổ Kiếm Tông tránh nạn. Sau khi Kiếm Kinh nắm giữ hệ thống tình báo của Cổ Kiếm Tông, bọn họ rất nhanh đã tìm được một ít manh mối của hồn giáo. Dương Diệp dẫn theo 9 tên đệ tử chân truyền của Cổ Kiếm Tông lặng lẽ rời khỏi Cổ Kiếm Tông. Trong lúc đó, Kiếm Kinh một mình đi tới trong kiếm động kia. Nàng đi tới nơi sâu nhất của kiếm động, đó là một gian mật thất chỉ có một bồ đoàn màu xanh. Trên bồ đoàn để một khối gỗ xanh, nó chính xác là một mảnh hồn mộc. Kiếm Kinh đi tới trước bồ đoàn này và cầm hồn mộc lên nhìn một lúc lâu. Sau đó cầm theo, rời khỏi nơi này. Lúc này, tất cả Tây Giới đột nhiên có chút kỳ lạ, rất nhiều người trong thành chẳng biết tại sao lại biến mất, trong giây lát, cả Tây Giới dường như chỉ còn lại Cổ Kiếm Tông. Mà đối với chuyện đã xảy ra ở Tây Giới, tất cả giới khác của Vĩnh Hằng Quốc lại không có bất kỳ phản ứng gì. Ngày này, Dương Diệp dẫn theo 9 tên kiếm tu đi tới một thành cổ, trong thành thỉnh thoảng có tiếng kêu kinh hoàng vang lên. Bên cạnh Dương Diệp, Thanh Việt trầm giọng nói. Chưa có tới muộn. Dương Diệp gật đầu. Cẩn thận. Đám người Thanh Việt khẽ gật đầu, sau đó hóa thành từng kiếm quang xông vào trong thành. Lúc này, ở trong thành này có một ít người mặc áo đen đang điên cuồng rút ra linh hồn của người trong thành. Là rút sống. Sau khi đám người Thanh Việt đi vào trong thành, từng tiếng kiếm ngân lập tức vang lên. Làm càn. Đúng lúc này. Trong đám mây ở phía chân trời xa xôi truyền đến một tiếng hét phẫn nộ, ngay sau đó, một bàn tay tối tăm từ phía chân trời thò ra, sau đó chộp tới đám người Thanh Việt trong thành này. Lúc này, Dương Diệp ở ngoài thành ngẩng đầu liếc nhìn qua bàn tay kia, thoáng cái, một thanh phi kiếm bay ra. Suy! Phía chân trời, bàn tay đen bị một kiếm này trực tiếp chém thành hai đoạn. Rất nhanh, một tiếng kêu kinh hãi truyền đến từ phía chân trời. Ngươi! Kiếm thật nhanh. Vừa dứt lời, một lão giả áo bào đen xuất hiện ở trên không trung của tòa cổ thành này và nhìn chằm chằm vào Dương Diệp. Ngươi chính là tông chủ mới của Cổ Kiếm Tông. Dương Diệp khẽ gật đầu. Đúng là ta. Lão giả áo bào đen cười lạnh. Nghe nói ngươi vừa mới lên làm tông chủ Cổ Kiếm Tông. Dương Diệp lại khẽ gật đầu. Ngươi nói không sai, có gì chỉ giáo sao? Lão giả áo bào đen cười đầy vẻ châm chọc. Ta cá là ngươi làm tông chủ không nổi một tháng, ngươi đánh cược không? Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó nói. Ta cá là cái đầu ngươi sẽ lập tức dọn nhà khỏi cổ, ngươi có dám đánh cược không? Lão giả áo bào đen nheo mắt lại.
Nghe nói ngươi có thực lực chém giết chủ cảnh, ta còn không tin lắm. Ngươi tới đi, ta còn không phải là chủ cảnh, chỉ là ngũ giới đỉnh phong. Để cho ta xem thử, ngươi có. Đúng lúc này, kiếm hồ bên thắt lưng Dương Diệp khẽ run lên, trong phút chốc liền có một thanh kiếm bay ra. Trong đám mây phía chân trời, lão già mặc áo bào màu đen này ngừng nói tiếp. Hắn nhìn chằm chằm Dương Diệp, trong tròng mắt đầy vẻ khó tin. Ở chỗ cổ họng của hắn có một vết kiếm dần dần tách ra càng lúc càng lớn. Dương Diệp nhìn lão già mặc áo bào màu đen này. Ngũ giới, thật yếu. Không đúng, không đúng, không phải là lỗi của ngươi, là ta quá mạnh mẽ. Lão già áo bào đen. Sau một kiếm giết chết lão già áo bào đen kia trong nháy mắt, trong kiếm hồ bên thắt lưng Dương Diệp có hai thanh phi kiếm bay ra. Hai thanh phi kiếm này trực tiếp chém vào trong thành, rất nhanh, trong thành có từng cái đầu màu đen bắn lên cao. Hơn 10 cột máu vọt lên giống như suối phun vậy. Rất nhanh, đám người Thanh Việt trở lại bên cạnh của Dương Diệp. Dương Diệp liếc nhìn tòa cổ thành này. Lúc này, một nam tử trung niên ra đón, thi lễ với đám người Dương Diệp. Cảm ơn. Người này chính là thành chủ của thành cổ, cũng là thế lực phụ thuộc vào Cổ Kiếm Tông. Dương Diệp khẽ gật đầu, các ngươi có thể đi tới Cổ Kiếm Tông, cũng có thể tiếp tục ở chỗ này. Nếu như bọn họ tới xâm phạm thì sớm cho chúng ta biết. Dương Diệp nói xong liền dẫn theo đám người Thanh Việt trực tiếp biến mất. Bọn họ không trở về Cổ Kiếm Tông. Dương Diệp dẫn theo đám đệ tử chân truyền Thanh Việt đi tới trong một dãy núi vô tận. Dãy núi mịt mờ, mênh mông vô bờ, căn bản không nhìn thấy được điểm cuối. Từ trong đám mây nhìn xuống, căn bản không nhìn ra bất kỳ điều gì khác thường. Dương Diệp quay đầu liếc nhìn đám người Thanh Việt. Các ngươi chờ tin tức của tông môn thông báo tới. Thanh Việt do dự một lúc, sau đó nói. Chúng ta đi theo tông chủ. Dương Diệp lắc đầu. Ta không sao đâu, các ngươi hãy nhớ kỹ, các ngươi đều là đệ tử chân truyền của Cổ Kiếm Tông ta, là trụ cột của Cổ Kiếm Tông ta trong tương lai, các ngươi cần năng lực một mình đảm đương một phía. Nghe vậy, đám người Thanh Việt hơi thi lễ với Dương Diệp. Dương Diệp không nói gì, bước vào trong dãy núi này. Mà sau một lúc lâu, đám người Thanh Việt cũng lập tức biến mất. Trong dãy núi bên dưới, Dương Diệp đi sâu vào bên trong dãy núi, chẳng bao lâu đã ngừng lại, hắn nhìn về phía xa, chính là những ngọn núi lớn kia. Sau một lúc lâu, hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại, ở trước mặt hắn xuất hiện một cái ấn. Chư Thiên Ấn. Chư Thiên Ấn phóng lên cao và lao thẳng lên trời, rất nhanh liền có một lực lượng thần bí từ trong đám mây trút xuống. Xuy 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 xuy. Trong thiên địa đột nhiên vang lên từng âm thanh kỳ lạ, chỉ trong giây lát, một tòa thành cổ tối tăm xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, có mấy đạo thần thức trực tiếp bao phủ lấy hắn. Hóa ra là Diệp Tông Chủ giá lâm. Lúc này, trong thành này đột nhiên vang lên một giọng nói, ngay sau đó, một nam tử trung niên mặc áo choàng dài màu tím đen từ trong thành đi ra. Chủ cảnh. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, sau đó nói. Các ngươi thật ra cũng ẩn nấp đủ kín đấy. Nam tử trung niên cười nói. Chúng ta cũng không có cách nào, trước khi chuyện lớn được hoàn thành, dù sao cũng phải khiêm tốn một chút, ngươi nói có đúng không? Dương Diệp liếc nhìn tòa thành kia, cười nói. Ta cảm thấy chúng ta có thể không cần phải lãng phí thời gian nữa. Hắn vừa dứt lời, hai thanh phi kiếm đột nhiên bay ra. Ở dưới sự gia tăng của kiếm ý chủ cảnh, tốc độ và lực lượng của hai thanh phi kiếm này càng thêm khủng khiếp. Mà nam tử trung tuổi kia cũng sớm có sự đề phòng, hai thanh phi kiếm còn chưa tới gần, trên người của nam tử trung niên đột nhiên có một sợi dây xích màu đen bắn ra nhanh như điện chớp, sợi dây xích màu đen này trực tiếp hình thành một lá chắn dây xích rất lớn màu đen. Keng keng! Theo hai âm thanh chói tai vang lên, hai thanh phi kiếm của Dương Diệp bay ngược về phía trong kiếm hồ của hắn. Phía sau lá chắn dây xích sắt kia, nam tử trung niên cười nói. Diệp Tông Chủ, Cổ Kiếm Tông rời khỏi vũ đài lịch sử, đây là xu hướng phát triển rồi. Giống như đế gia năm đó vậy, năng lực cá nhân không thể nào thay đổi được. Hơn nữa, theo ta được biết, Diệp Tông Chủ vốn không phải là người của Cổ Kiếm Tông, hoàn toàn có thể tự mình rời đi. Hồn giáo ta tuyệt đối sẽ không nhằm vào Diệp Tông Chủ. Các ngươi sẽ không nhằm vào ta sao? Dương Diệp cười nói. Trước đây, khi các ngươi cùng mấy vị trưởng lão Cổ Kiếm Tông ta tính kế ta, nếu như không phải ta thật sự có tài, sợ rằng bây giờ đã sớm hài cốt không còn rồi nhỉ.
Dương Diệp đột nhiên bước tới và chém ra một kiếm. Một kiếm này trực tiếp chém vào lá chắn dây xích trước mặt nam tử trung niên này, kiếm hạ xuống, lá chắn dây xích kia lập tức bị chém thành mảnh vỡ. Chu có năng lực phá thần khí. Khi một kiếm của Dương Diệp chém nát dây xích màu đen, nam tử trung tuổi kia cũng đã lùi đến trên tường thành, mà vào lúc này, mấy lực lượng cường đại đột nhiên từ trong thành chấn động ra. Dưới thành, Dương Diệp bước một bứa lại chém xuống một kiếm. Suy, một kiếm này chém xuống như muốn chém ra cả thiên địa vậy. Mà mấy lực lượng cường đại ở trước mặt hắn trực tiếp bị một kiếm này chém nát, nhưng trong phút chốc, mấy bóng đen từ trong thành nhảy ra. Ầm ầm ầm, theo mấy tiếng động nặng nề vang lên, Dương Diệp trực tiếp bay ngược lại mấy trăm trượng. Dương Diệp vừa dừng lại, một thanh trường thương trực tiếp xuyên qua không gian, tới trước mặt Dương Diệp, chu trong tay Dương Diệp lại chém xuống một kiếm. Ầm. Thanh trường thương này chấn động mạnh, trực tiếp rạn nứt ra, bản thân Dương Diệp lại bay ngược ra ngoài, chân vừa chạm đất, một bàn tay khổng lồ đột nhiên từ trên cao hạ xuống. Ầm. Chỗ vị trí của Dương Diệp lập tức nổ tung ra, hóa thành một mảnh hư vô. Nhưng vẫn chưa kết thúc, một ảo ảnh chợt lóe lên ở nơi đây, ngay sau đó, một sóng khí hình cầu vồng ở ngoài thành cuốn qua, sóng khí cầu vồng này lập tức đánh vào trong mảnh không gian hư vô. Ầm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 174.